Gia chủ, có một câu, Diệp Thần vẫn chưa đủ tư cách để nhắc được đứng chung với chiến thần Côn Luân. Có người lập tức tố cáo. Tôi chỉ là đang nghĩ mà thôi. Diệp Minh Thiên cười cười. Diệp Thần siết chặt nắm tay, anh ta đã và đang cố gắng đuổi kịp chiến thần Côn Luân. Nhưng anh quá mạnh rồi. Khiến cho anh ta tuyệt vọng. Gia chủ, các vị trưởng lão, hoàng tộc nhà họ Khương truyền ra tin tức, Khương Di Quân nếu không gả cho chiến thần Côn Luân thì thả cô độc đến già cũng được. Lúc này người bên dưới truyền đến một tin tức. Hả, chuyện này là như thế nào? Mấy người Diệp Minh Thiên hỏi. Người đã biết hết tất cả các chi tiết của trận của chiến thần Côn Luân như Diệp Thần nói cha, Lăng Thiên Long và Khương Di Quân vốn dĩ là đến đối phó Diệp Quân Lâm, kết quả là tình cờ đánh nhầm vào lúc cao thủ nước ngoài ám sát chiến thần Côn Luân, hình như là được chiến thần Côn Luân cứu đói hóa ra là vậy. Hóa ra nha đầu này sau khi tận mắt thấy chiến thần Côn Luân thật sự, bị cảm phục rồi. Đừng nói là con bé, dù là bất cứ cô gái nào ở Lạc Việt nhìn thấy chiến thần Côn Luân, cũng đều muốn gả cho anh ấy chứ. Diệp Minh Thiên nói, không phải nha, con bé nhà họ Khương mắt cao hơn trời, nghe nói đến Diệp Thần cũng chỉ miễn cưỡng, chỉ có chiến thần Côn Luân mới có thể cảm phục đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành này thôi, những người khác nói. Ha ha ha, nghe nói Diệp Quân Lâm nhó Khương Di Quân mãi không quên. Cố ý không xé bỏ hôn ước, có chuyện này không vậy? Diệp Minh Thiên cười hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, thật sự có chuyện như vậy. Người đàn ông có khí huyết mạnh mẽ như Diệp Quân Lâm nhìn thấy Khương Di Quân bị kích thích là chuyện rất bình thường. Nếu anh ấy không có vợ, đoán chừng sẽ không hủy bỏ hôn ước đâu. Anh ta xứng sao, người ta chỉ gả cho chiến thần Côn Luân, anh ta xứng với người ta không? Thật là buồn cười. Diệp Minh Thiên khinh miệt mà nói. Đúng rồi, mọi người vẫn tiếp tục điều tra thân phận của chiến thần Côn Luân đi, nếu không tra ra được. Tiền bối nhà họ Diệp chúng ta sẽ đích thân đến Nam Giang gặp hẳn. Diệp Minh Thiên đã có kế hoạch này rồi. Không ngờ cả đời này ông ta sẽ đi khu vực Nam Giang Hải Phòng 3 lần 4 lượt. Tin tức Khương Di Quân chỉ gả cho chiến thần Côn Luân truyền khắp cả kinh thành. Ở nơi nào đó trong kinh thành, một giọng nói bất mãn truyền đến, tôi khinh, anh rể tôi không thích cô đâu, cô sớm hãy từ bỏ đi. Người này đương nhiên là Tiêu Thẩm. Cô ở phía Nam xa như vậy. Chạy đến kinh thành. Nhưng tin tức của Khương Di Quân luôn như hình với bóng, tránh cũng tránh không được. Phụ cá cược của nhà họ Diệp không nói đến nữa, hai ngày nay vừa đánh bại cao thủ của hàng trăm quốc gia, vừa dính vào quan hệ cùng với người phụ nữ xinh đẹp nhất Khương Di Quân. Thật sự là có loại cảm giác âm hồn không tan. Thêm nữa là gần đây có người luôn theo đuổi tâm tình cô một chút cũng không tốt. Phiền chết đi được. Tiêu Thẩm tức giận nói. Nhưng có một người, khi nghe thấy tin tức của Khương Di Quân lại rất vui mừng, đó chính là Tân Bắc Minh. Là bạn lâu năm của Diệp Quân Lâm, nghe nói chuyện Diệp Quân Lâm đánh một trận làm vang danh Lạc Việt, ông rất là vui, việc đầu tiên là lập tức gửi tin nhắn chúc mừng đến Diệp Quân Lâm. Ông Tần, không lâu sau tôi sẽ đến Kinh Thành, đến lúc đó gặp nha. Diệp Quân Lâm cười nói. Ha ha ha, được, tôi đợi anh đến. Hai người đều là những vũ khí lợi hại trong nước Lạc Việt, trong cuộc sống thường ngày, bọn họ không có gì khác biệt so với người thường. Nhưng ở trên chiến trường, hoặc ở trong bệnh viện, bọn họ chính là những vị chiến thần từ trên trời xuống. Nam Giang phát sinh chuyện lớn như vậy, hầu hết tất cả mọi người đều ca tụng. Đến cả Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh cũng đang buôn chuyện. Bọn họ thế nào cũng không ngờ đến, trận chiến này vậy mà lại đánh ở nơi bọn ở sống. Không biết chiến thần Côn Luân là người như thế nào nhỉ? Không biết có phải một người chồng tốt, một đứa con trai ngoan, một người cha giỏi không? Lý Tử Nhiệm cười nói. Diệp Quân Lâm lập tức nói, nhất định là vậy rồi. Đoàn Lê Nguyễn vốn dĩ cũng biết thân phận của anh rồi. Chẳng trách Diệp Thần lại xuất hiện. Những ngày sau đó khôi phục lại bình thường. Các nước lớn ở nước ngoài và các lực lượng lớn khác đều án binh bất động. Lần này bọn họ đã phải trả một cái giá đau đớn, toàn bộ cao thủ nhiều như vậy bị tiêu diệt hết rồi. Đặc biệt là 100 cao thủ của bảng xếp hạng võ thần của các nước không một ai sống sót trở về. Mạnh, quá mạnh rồi. Cho dù anh ta có lộ ra khuyết điểm thì chúng ta cũng không có cách đánh bại. Diệp Quân Lâm mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Không được, không dễ gì mới có được khuyết điểm, chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra cách. Nhưng các nước vẫn không bằng lòng từ bỏ. Chớp mắt thời gian nửa năm trôi qua rồi.
Cái bụng của Đoàn Lê Nguyễn đã càng ngày càng lớn rồi, qua 3 tháng nữa chính là kỳ sinh đẻ rồi. Đoàn Lê Nguyễn bây giờ việc gì cũng làm không nổi, muốn làm việc gì, Diệp Quân Lâm và Chí Oánh đều phải làm cùng. Diệp Quân Lâm cũng càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng lo nghĩ. Hai nhà Đoàn Trịnh cũng rất quan tâm tình trạng của Đoàn Lê Nguyễn. Hôm nay Ngô Thị Lan đợi đoàn người đến Nam Giang. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ sinh đẻ rồi, phải nhanh chóng mang Lê Nguyễn đưa ra nước ngoài, đến khi đứa trẻ sinh ra, Ngô Thị Lan nói. Bây giờ càng ngày càng nhiều người có tiền, thích đến nước ngoài sinh con. Dựa theo cách nói của bọn họ là nước ngoài không khí tốt, hoàn cảnh tốt, người văn minh, điều kiện y tế tốt. Rất nhiều người nổi tiếng giàu có cũng như vậy, việc mang thai và sinh con đều là ở nước ngoài. Cảm ơn Phúc Long quá rồi, ở nước ngoài sắp xếp người xong rồi, với điều kiện y tế tốt nhất và bác sĩ tốt nhất đợi đứa trẻ ra đời. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên nói. Diệp Quân Lâm cau mày. Già mồm như vậy sao? Ở nước ngoài có gì tốt? Sinh con cũng muốn đi nước ngoài. Anh cũng chưa từng nghe qua việc sinh con trong nước có gì không tốt. Điều bất chắc thì chắc chắn ở đâu cũng có. Chẳng lẽ đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài thì thông minh sao? Làm sao có thể? Đây là trào lưu không lành mạnh. Chuyện này tôi không đồng ý, con của Diệp Quân Lâm tôi bắt buộc phải sinh ra ở Lạc Việt. Không đi nước ngoài. Diệp Quân Lâm nhất quyết từ chối. Ngô Thị Lan vô cùng kinh ngạc nhìn anh, thật ngại quá, chúng tôi căn bản không muốn xin sự đồng ý của cậu hiểu không? Cho dù mọi người đều biết Diệp Quân Lâm là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Nhưng gần đây tập đoàn Minh Cường bị nhà họ Diệp điên cuồng chĩa mũi nhọn vào, nguy hiểm ngay trước mắt. Hơn nữa thêm vào vụ cá cược giữa Diệp Quân Lâm và nhà họ Diệp, thân phận của anh trở nên vô dụng. Thái độ hai nhà Đoàn Trịnh đối với Diệp Quân Lâm so với lúc trước không khác gì hai mặt. Đoàn Hồng Thái vỗ vỗ Diệp Quân Lâm nói, ba có chuyện nói với con, rất nhanh, đứa trẻ phải sinh ra rồi. Ba có một vấn đề muốn nói với con. Nói đi. Vấn đề họ tên sau khi đứa bé sinh ra. Sau khi chúng ta thảo luận, cảm thấy đứa trẻ mang họ mẹ, họ Đoàn con không có ý kiến chứ. Đoàn Hồng Thái nói. Đúng, sau khi đứa bé này sinh ra, bắt buộc họ Đoàn. Không thì họ Trịnh, cũng không thể họ Diệp. Thái độ những người khác cực kỳ kiên quyết, đã quyết định xong họ của đứa trẻ rồi. Mang họ mẹ con sẽ không phản đối chứ. Trịnh Nhã Uyên hỏi. Diệp Quân Lâm nhìn về hướng Lý Từ Nhiệm, chỉ cần Từ Nhiệm đồng ý, con sẽ không nói gì. Con không đồng ý, con đã gả cho Quân Lâm, thì đứa bé phải mang họ Diệp chứ. Thái độ kiên quyết của Lý Từ Nhiệm, khiến Diệp Quân Lâm rất phũi. Quả nhiên Lý Từ Nhiệm là đứng về phía bên anh. Ba mẹ nghe rồi đó, con của con chỉ có thể mang họ Diệp. Con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đổi họ đứa con của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng. Diệp Quân Lâm, chuyện này có thể do cậu quyết định sao? Hơn nữa vụ cá cược của cậu và nhà họ Diệp cũng càng ngày càng gần rồi. Đến lúc đó cậu cũng sống chết chưa rõ, cậu còn có tâm tình bảo vệ con của cậu sao? Chúng tôi đổi họ cho nó cũng là muốn tốt cho đứa trẻ thôi. Mấy người thái độ kiên quyết. Từ Nhiệm thu dọn đi, chúng ta đi nước ngoài thôi, chồng chị hai con đều sắp xếp tất cả xong rồi. Trịnh Nhã Uyên thúc giục. Vì muốn Lý Từ Nhiệm sinh ra đứa trẻ thuận lợi, bọn họ đều đồng ý mang Lý Từ Nhiệm ra nước ngoài. Không được, Từ Nhiệm tuyệt đối không được ra nước ngoài. Con và mẹ có thể sắp xếp tốt. Diệp Quân Lâm nhất quyết không đồng ý. Thứ nhất, anh ấy hy vọng đứa con sinh ra ở Lạc Việt. Thứ hai, Lý Từ Nhiệm vẫn đang bị rất nhiều người dõi theo, đưa ra nước ngoài, thật sự là nằm trong vùng nguy hiểm. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nhưng có thêm nhiều nguy hiểm, là điều mà anh không muốn nhìn thấy. Anh ấy phải bảo đảm Lý Từ Nhiệm không có chút sơ hở. Đây là con gái của chúng tôi, không cần cậu lo, bản thân tôi chính là bác sĩ, điều kiện y tế nước ngoài thực sự tốt hơn trong nước. Điểm này cậu đừng cố chấp cãi với tôi. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên thái độ kiên quyết. Lý Từ Nhiệm không có phát biểu ý kiến. Đối với cô mà nói, trước mắt chuyện lớn nhất chính là sinh hạ đứa bé. Thế nào tốt nhất thì chọn thế đó. Cho nên đối với việc ra nước ngoài cô cũng không phản đối, thêm nữa Trịnh Nhã Uyên là bác sĩ, cô nghe lời mẹ. Còn vẫn là câu nói đó, Từ Nhiệm tuyệt đối không thể ra nước ngoài. Làm sao, y tế của Lạc Việt chúng con thì tệ lắm sao? Hơn nữa,
con còn quen biết Tân Bắc Minh nữa, con để anh ấy giúp đỡ không được sao? Diệp Quân Lâm nói, cái này, một câu nói khiến cho mấy người Trịnh Nhã Uyên khựng lại. Diệp Quân Lâm kỳ thực quen biết Tần Bắc Minh, dù sao anh cũng là ông chủ của Minh Cường. Hơn nữa, bụng của Lễ Nguyên đã to như vậy, trên đường đi lại cũng không tốt. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, đúng, cha mẹ, con Vân là sinh ở trong nước Đờ Dây. Môi trường cũng không tệ, hơn nữa anh ấy còn quen biết rất nhiều người lợi hại nữa. Lý Tử Nhiệm cũng đứng về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm chủ yếu muốn mang Tần Bắc Minh ra, để dập tắt toàn bộ ý nghĩ kia. Vậy thì chỉ có thể như thế thôi. Diệp Quân Lâm tôi nói cho cậu biết, cậu bắt buộc phải để con gái tôi được chăm sóc tốt nhất. Cậu 24 tiếng đều phải ở bên cạnh Tử Nhiệm đói. Đoàn Hồng Thái nghiêm nghị cảnh cáo. Yên tâm đi, con một khách cũng sẽ không rời xa Tử Nhiệm đây. Điểm này, không cần ông ta phải nói. Diệp Quân Lâm còn có thể đối xử không tốt với Lý Tử Nhiệm sao? Làm sao có thể? Đến đây, Diệp Quân Lâm tôi hỏi cậu, sắp đến thời gian cậu và nhà họ Diệp cá cược rồi. Cậu lấy cái gì khiêu chiến nhà họ Diệp đây? 4 điều tiêu chuẩn mà người ta đưa ra, cậu lấy gì để đáp ứng tiêu chuẩn đó đây? Vốn dĩ tôi còn cho rằng phương diện kinh doanh này cậu có thể sẽ hoàn thành. Nhưng giờ thì sao, tập đoàn Minh Cường bị áp chế toàn diện. Cậu lấy gì đi đấu với nhà họ Diệp chứ? Đoàn Hồng Thái vừa vào đầu câu chuyện, liền liên tiếp hỏi. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm cũng khó coi. Thời gian càng ngày càng gần, Diệp Quân Lâm không có một chút chuẩn bị nào. Chẳng lẽ đã chuẩn bị thất bại xong rồi sao? Nhà họ Diệp không cần lo, chỉ là chuyện nhỏ, trước mắt đợi đứa bé sinh ra đãi. Thái độ thờ ơ này của Diệp Quân Lâm khiến mọi người càng tức giận. Anh thật sự không nghĩ cho Lý Tử Nhiệm. Thất vọng. Tất cả mọi người đối với anh chỉ có vô vàn thất vọng. Trên mặt đoàn L, E Nguyên đầy vẻ lo âu, tiếp theo Diệp Quân Lâm phải làm sao đây? Lấy gì đối phó với nhà họ Diệp? Gần một năm nay, Diệp Quân Lâm không chuẩn bị một chút gì. Trái lại tập đoàn Minh Cường bị áp chế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngô Thị Lan và Chính Quốc Thắng nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm, nói, đến lúc cháu đánh cuộc với nhà họ Diệp. Chẳng lẽ cháu sẽ chạy trốn sao? Rất có thể, đến lúc đó con có thể vứt bỏ vợ con mà chạy rồi. Ông thấy con chính là người như vậy. Đoàn Văn Chấn cũng nói theo. Diệp Quân Lâm cười, sao có thể chứ? Anh đã từng nói phải bảo vệ Lý Tử Nhiệm cả đời. Cho dù thấy người đẹp nhất kinh thành, anh cũng không chút rung động. Làm sao có thể vứt bỏ Lý Tử Nhiệm chứ? Tốt, đến lúc đó chúng ta xem cháu giải quyết sự việc hay là bỏ chạy. Mấy người lạnh lùng nói, trong căn cứ trên biển của nơi nào đó ở nước Dương, trong phòng họp công nghệ cao. Mười mấy người khác màu da ngồi ở đó. Bọn họ dĩ nhiên là người rất hận Diệp Quân Lâm, đều là người thua cuộc dưới tay anh. Từ sau khi biết điểm yếu của Diệp Quân Lâm, mỗi ngày bọn họ đều nghiên cứu làm sao để nhắm vào Diệp Quân Lâm. Nói chung, Diệp Quân Lâm không chết, bọn họ khó ngồi yên. Luôn luôn muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Duy nhất Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đột ngột phá vỡ là người bọn họ nhắm tới. Chiến thần Côn Luân ở Lạc Việt, chúng ta căn bản không thể làm gì, lần trước toàn bộ quân đã chết hết rồi. Có người thở dài nói. Trừ khi dụ được chiến thần Côn Luân ra, nếu không chúng ta không còn bất kỳ cách nào. Nhưng phải dụ ra thế nào đây? Gần đây Lý Tử Nhiệm sắp sinh rồi, nếu không có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp, Côn Luân không thể rời đi. Mặt mọi người đều bất lực. Cuối cùng nhìn về phía một người đại tướng của nước Dương Đỗ Thiên Nhất. Người này không những thực lực rất giỏi, mà chủ yếu là mưu lược vô địch. Nhìn thấy Đỗ Thiên Nhất lộ ra một nụ cười. Trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ. Đỗ Thiên Nhất chắc hẳn đã có cách. Không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, vậy chúng ta tạo ra chuyện khẩn cấp, khiến cho Côn Luân Diệp Quân Lâm phải rời khỏi. Mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng. Chúng ta cử người đi bắt Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh. Đến lúc đó điểm yếu của Diệp Quân Lâm nằm trong tay của chúng ta, hình dáng chiến thần trấn quốc của Lạc Việt không còn tác dụng nữa. Nụ cười trên môi Đỗ Thiên Nhất càng sâu thêm, nụ cười có ý nghĩa sâu xa. Vậy cụ thể tạo ra chuyện khẩn cấp gì có thể khiến chiến thần Côn Luân rời khỏi Lạc Việt? Những người khác hỏi. Dáng vẻ Đỗ Thiên Nhất như nắm chắc thắng lợi, yên tâm đi, tôi đã sớm có sắp xếp rồi. Vậy thật sự quá tốt rồi. Lần này chắc chắn khiến Diệp Quân Lâm chết.
Mọi người đều lộ ra nụ cười phấn khởi. Một bên khác, nhà họ Diệp sử dụng tài nguyên và mạng lưới giao thiệp mạnh nhất, tra hỏi tin tức liên quan đến chiến thần Côn Luân. Kết quả không thu được gì. Tin tức về chiến thần Côn Luân là tin tức bậc cao nhất của Lạc Việt, với lại sự việc liên quan tới tấm ảnh của Lý Tử Nhiệm ở ngoài nước trước kia cũng bị chặn toàn bộ thông tin. Cho nên nhà họ Diệp không tra ra một chút xíu nào. Cái này phải làm sao mới được? Mặt của người đứng đầu nhà họ Diệp đầy phiền lo. Như vậy đi, tôi đích thân đi Nam Giang một chuyến, đi gặp chiến thần Côn Luân. Ở trước mặt nói rõ tất cả. Diệp Minh Thiên thở dài bất đắc dĩ. Lần này ông ta chỉ có thể bỏ cái tôi xuống. Vốn còn muốn giữ một chút uy nghiêm. Nhưng chiến thần Côn Luân có thể gặp ba sao? Diệp thần hỏi. Nói thế nào thì ba cũng là một người chủ của thế gia bậc nhất Lạc Việt mà, cậu ta không nể mặt ba sao? Theo ba, thật ra cậu ta ngang hàng với ba. Cậu ta là đỉnh của giới quân đội, ba là đỉnh của nhà quyền thế. Diệp Minh Thiên toát ra một luồng khí của vua chúa độc đoán. Diệp thần, con đi tới đây với ba, để cho con gặp được chiến thần Côn Luân thực sự, điều này là sự cổ vũ lớn với con. Việc này sẽ có lợi cho tương lai sau này của con. Ba đặt rất nhiều hy vọng vào con, cho dù con không thể so được với chiến thần Côn Luân, nhưng ngoại trừ anh ta thì con phải là người ưu tú nhất. Diệp Minh Thiên nói, vâng, thưa bai. Trong ánh mắt của Diệp thần phát ra từng tia sáng nóng bỏng. Từ trước đến nay, chiến thần Côn Luân luôn là mục tiêu của anh ta. Anh ta đã thu thập hết tất cả thông tin của chiến thần Côn Luân, hiểu rõ mọi thứ về anh. Đối với chiến thần Côn Luân, anh ta đã thần tượng đến mức phát cuồng. Chắc chắn anh ta phải vượt qua ngọn núi lớn này. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy chiến thần Côn Luân, anh ta cũng rất hưng phấn. Tận mắt nhìn thấy thì anh ta sẽ có thêm động lực. Anh ta đang rất mong chờ. Buổi chiều, hai ba con đi đến Giang Bắc. Lần này, Diệp Minh Thiên cũng không hề che giấu hành tung của mình, mà ngược lại ông ta còn phô trương ra với tư cách là thế gia hàng đầu ở Lạc Việt. Hàng trăm chiếc máy bay hộ tống bọn họ. Vừa di chuyển thì đã có hơn nghìn người che chở. Thế lực hùng hậu của thế gia ngàn năm lộ ra khắp nơi. Động thái lần này của Diệp Minh Thiên là muốn nói với chiến thần Côn Luân rằng giữa mình và anh đang ngang nhau ở một mức độ nào đó. Đi thôi, Diệp thần, chúng ta đến gặp Diệp Quân Lâm trước đã. Cũng đã 4 tháng kể từ 1 năm trước, coi thử cậu ta đã chuẩn bị tới đâu rồi. Tất nhiên người đầu tiên mà Diệp Minh Thiên muốn tìm chính là Diệp Quân Lâm. Ha ha, được, cũng đã hơn nửa năm rồi, đến gặp anh tai. Diệp thần cười to nói. Nửa năm qua, anh ta vẫn luôn nhắm tới Diệp Quân Lâm. Tập đoàn Minh Cường vẫn luôn bị anh ta đè ép ở Giang Bắc nhỏ, hẻo lánh này cho nên không thể nhúc nhích gì cả. Đường kinh doanh cứ thế mà bị bóp chết. Quân đội và chính phủ cũng không muốn sử dụng anh ta. Anh ta chỉ còn lại võ thuật. Một chiến binh chỉ dựa vào võ thuật mà vào được nhà họ Diệp thì lại càng không có khả năng này. Bởi vì trong nhà bọn họ nay cả người gác cổng cũng có võ thuật vô cùng khủng bố. Diệp Quân Lâm và Trí Oánh đang đi phơi nắng cùng với Lý Tử Nhiệm, mấy người Trịnh Nhã Uyên cũng đi theo. Lúc này thì Diệp Minh Thiên cũng đã đến. Ông ta vừa đến thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy người Trịnh Nhã Uyên bị hoảng sợ bởi một màn trước mắt. Lúc biết được thân phận của Diệp Minh Thiên, mấy người Trịnh Nhã Uyên đã sợ hãi. Quá kinh khủng. Nhà họ Diệp là một con quái vật khổng lồ mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Một kẻ đã từng là người hầu của nhà họ Diệp cũng có thể ép Giang Hải Giang Bắc đến mức không thể thở nổi. Hôm nay gia chủ của bọn họ lại còn đích thân đến đây, hơn nữa bọn chúng còn dàn trận lớn như vậy, bọn họ phải có tố chất tâm lý siêu cấp mạnh mẽ mới không bị dọa sợ tới mức ngất đi. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tử Nhiệm nhìn thấy Diệp Minh Thiên, từ trước đến nay cô chưa từng thấy loại khí thế của kẻ mạnh thống trị thiên hạ giống như ông ta bao giờ. Khí chàng của ông ta quá mạnh mẽ. Sự tồn tại của Diệp Minh Thiên gần như là một vị thần đối với người bình thường. Mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy mình đã hiểu nhà họ Diệp rất rõ và nắm được đại khái bọn họ. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Diệp Minh Thiên thì cô phát hiện mình đã hoàn toàn sai rồi. Nhà họ Diệp còn sâu hơn trong suy nghĩ của cô rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn tạo cho mọi người một ảo giác. Có lẽ người đàn ông như Diệp Minh Thiên không nên chỉ có một người vợ, trước đây ông ta đã rất đúng khi vứt bỏ Trí Oánh. Bởi vì người đàn ông này quá mạnh mẽ.
Hơn nữa ông ta còn nắm giữ cả một nhà họ Diệp. Không có cách nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với khí chàng mạnh mẽ của Diệp Minh Thiên, đám người Ngô Thị Lan đồn dập quỳ xuống, vội vàng chào hỏi Diệp Minh Thiên. Diệp Minh Thiên giống như bậc đế vương thời cổ đại. Nhìn xuống chúng sinh như con sâu con kiến. Trong mắt ông ta, những người ở Giang Bắc này chẳng khác gì một loài bò sát cả. Cho dù Diệp Quân Lâm có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một con bò sát lợi hại mà thôi. Ánh mắt của ông ta dần dần rơi vào người Diệp Quân Lâm, sau đó ông ta lên tiếng hỏi, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Khoảnh khắc đó, toàn bộ khán giả đều im lặng. Mọi người đồng loạt hít vào một hơi thật sâu. Mặt Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh biến sắc. Hơn nửa năm nay, Diệp Quân Lâm vẫn luôn không hề chuẩn bị gì cả. Dựa vào anh để thành công vượt qua thử thách thì không ổn. Bọn họ chỉ có thể hy vọng rằng Diệp Minh Thiên là người hay quên, từ lâu đã quên hết chuyện này rồi. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Minh Thiên không chỉ không quên, mà còn đặc biệt tới thúc giục. Thế này thì đúng là xong rồi. Bị nhà họ Diệp nhắm vào, quả nhiên không có kết cục gì tốt đẹp mà. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nhìn Diệp Minh Thiên, cười nói, đã khiến ông phải bận tâm rồi. Đối phó với một cái nhà họ Diệp nhỏ bé, tôi vẫn làm được. Đây đều là chuyện nhỏ, không thể nào sánh được với việc con tôi chào đời. Kiêu căng, vẫn kiêu căng như vậy. Đến gia chủ của một dòng họ đứng thứ nhất ở Lạc Việt cũng không coi ra gì. Đồ điên, một kẻ điên 100%. Nói dễ hiểu một chút, thì chính là đầu óc của Diệp Quân Lâm có vấn đề. Vậy mà lại dám coi thường Diệp Minh Thiên, Lý Tử Nhiệm cũng tức giận rồi. Đã là lúc nào rồi mà còn nói mấy lời lẽ ngông cuồng tỏ vẻ đó chứ có ý nghĩa gì không? Nói đăm ba câu ngang ngạnh như thế, người khác liền có thể tha cho anh. Đó là chuyện không thể đâu. Mấy người bên Ngô Thị Lan lại càng tức giận. Đầu đang nhao nhao chửi Diệp Quân Lâm là đồ điên. Đây là bố ruột của cậu, mau quỳ xuống mà dập đầu mấy cái, nói mấy lời dễ nghe đi. Không những có thể giải quyết được khó khăn, mà còn có thể trở về nhà họ Diệp làm cậu lớn. Chuyện tốt biết bao, tiếc là cái thằng nhóc này chẳng hiểu biết gì cả, đầu óc cứ như là một người điên vậy. Ngài Diệp đáng kính, chúng tôi thay thằng nhóc này xin lỗi ngài. Nó chỉ là cố chấp mà thôi. Thực ra không có ý gì khác đâu ạ. Vâng, không sai, nó là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần ngài thừa nhận nó, đảm bảo nó sẽ không gây rắc rối cho ngài đâu ạ. Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng và nhiều người khác đều đang quỳ trên mặt đất. Bắt đầu nói lời ngon ngọt với Diệp Minh Thiên. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ rồi. Nếu như thật sự làm Diệp Minh Thiên cảm động, đối với bọn họ cũng chính là cơ hội tốt để lên như diều gặp gió. Không ngờ rằng Diệp Minh Thiên cười nhạt nói, từ bỏ đi, các người có tâm tư gì ta đều biết rất rõ, rồi nói cho các người biết là không thể nào. Đừng nói là bây giờ ta thừa nhận nó là con trai ta, cho dù là nó thành công vượt qua thử thách rồi. Ta cũng sẽ không thừa nhận nó là con trai ta. Trừ khi có thể đạt đến trình độ của top 3 của bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu. Hiện với mặt vô tình của Diệp Minh Thiên, mấy người Ngô Thị Lan trợn tròn mắt. Top 3 của bảng xếp hạng những tay kiếm giỏi nhất. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đều biết điều đó có nghĩa là gì. Diệp Quân Lâm làm sao có thể chứ? Top 3 của bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu chính là thiên tài trong những thiên tài. Chỉ dựa vào một mình thôi, đã có thể thống trị một vùng rồi. Thậm chí có thể thành lập tông phái, tạo nên hào môn thế gia rồi. Diệp Thần nhìn Trí Oánh cười nói, không phải là bố không nhận cậu ta, chủ yếu là hiện tại thân phận của bố đã rất cao rồi. Đột nhiên lại lộ ra một đứa con trai, bắt buộc thân phận cũng phải phù hợp chứ. Ý của anh ta rất đơn giản, Diệp Quân Lâm không xứng. Diệp Quân Lâm à! Đừng có quên vụ cá cược của anh và cậu 4 tháng sau đấy nhé, tôi đã đưa ra cả 4 tiêu chí rồi, đạt được bất kỳ một cái nào trong số đó, thì tính là cậu thành công. Nhưng nếu như cậu thất bại, cậu cũng nhớ những lời mình đã nói chứ. Cậu cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa, đành tự tử thôi. Diệp Minh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Lần này, ông ta không nể tình gì nữa. Chỉ cần Diệp Quân Lâm thất bại, vậy thì anh chỉ còn đường chết thôi. Tuyệt đối không còn cơ hội sống tiếp. Lý Tử Nhiệm suýt nữa thì ngất đi. Lẽ nào đứa bé sẽ phải chịu cảnh vừa sinh ra đã không có cha sao? Tôi biết rồi. Nhưng tôi sẽ không thất bại đâu, Diệp Quân Lâm cười cười. Được được được, vậy 4 tháng sau tôi chờ cậu ở cổng chính nhà họ Diệp, mong rằng cậu sẽ tới.
đừng có chạy đấy. Diệp Minh Thiên cười to và nói. Diệp Quân Lâm khi lâm trận sẽ bỏ chạy, không chỉ là Diệp Minh Thiên và Diệp Thần nghi ngờ. Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng và những người khác đều cảm thấy Diệp Quân Lâm sẽ bị dọa mà bỏ chạy. Vào thời khắc quan trọng, sợ là sẽ bỏ rơi vợ con và mẹ ruột mà bỏ chạy mất. Trước đây còn có đủ các lý do, có thể đối phó với khó khăn. Những lần này gặp phải thế gia đứng đầu Lạc Việt cơ mà. Đến cả bí mật mà Chí Oánh nắm giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Bố à, con cảm thấy xác suất Diệp Quân Lâm bỏ chạy là 50%. Vốn dĩ cậu ta thấy chẳng có chuyện gì, nhưng không ngờ bố lại đích thân đến xem L. Diệp Thần cười cười, anh, ta cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm sẽ bỏ chạy. NS vậy chúng ta cùng chống mắt lên xem y đi thôi, chút nữa chúng ta còn phải đi gặp chiến thần Côn Luân cơ mài sau đó, Diệp Minh Thiên đưa theo Diệp Thần rời đi. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói, tao nói cho mày biết. Mày không thể nào bỏ vợ bỏ con để một mình bỏ chạy thoát thân được đâu. Đúng, cho dù là có phải chết, mày cũng phải tự mình đối mặt. Tuyệt đối không thể nào vứt lại cho Từ Nhiệm một mớ hỗn độn. Mọi người nhao nha áo ra lệnh. Bọn họ thật sự sợ rằng Diệp Quân Lâm sẽ rời đi. Các chú các dì, bà thông gia, gia đình thông gia à, mọi người yên tâm đi. Con trai tôi về những cái khác có thể không tốt, nhưng về nhân phẩm thì cực kỳ tốt. Là một người đàn ông không thể bị khuất phục, nếu không thì sớm đã chịu thua nhà họ Diệp rồi. Chí Oánh cố gắng hết sức để bảo vệ Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiệm xoa xoa bụng nói, về điểm thì con vẫn tin tưởng Quân Lâm. Cho dù có khó khăn gì, anh ấy cũng sẽ không rời xa con và đứa trẻ đâu. Một thời gian dài như vậy rồi, Lý Tử Nhiệm đương nhiên rất hiểu nhân phẩm của Diệp Quân Lâm. Nói không hề quá thì, Diệp Quân Lâm có thể đi chết thay cô. Cô ấy cũng đủ tin tưởng Diệp Quân Lâm. Trong lúc khó khăn như thế này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Ngô Thị Lan tức giận dậm chân nói, các người cứ chờ mà xem. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi các người thôi. Thực ra bọn họ đều không ngại ngần gì mà nói hết ra những lời trong lòng mình. Bởi vì Diệp Minh Thiên đã từng vì lợi ích mà vứt bỏ vợ con mình. Vì vậy thêm vào trên người Diệp Quân Lâm thì cũng coi như là có tiền án vậy. Việc mà bố cậu ta đã làm ra, cậu ta có lẽ cũng làm ra được. Hơn nữa đó còn là thời khắc quyết định sống chết. Bọn họ càng có cảm giác là Diệp Quân Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều chuyện của Diệp Minh Thiên bọn họ không dám nói ra. Chỉ có thể trực tiếp thể hiện sự không tin tưởng đối với Diệp Quân Lâm. Bà ngoại à, chuyện này thì bà có thể yên tâm. Cho đến ngày đứa trẻ được sinh ra, Quân Lâm sẽ tuyệt đối sẽ không rời xa cháu một bước. Cháu xin lấy tính mạng và nhân cách của mình ra để đảm bảo. Lý Tử Nhiệm ôm lấy cánh tay của Diệp Quân Lâm, tự hào nói. Diệp Quân Lâm nắm chặt tay cô và nói, Tử Nhiệm à, yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên em. Lý Tử Nhiệm đủ tin tưởng phẩm hạnh của Diệp Quân Lâm. Có người vợ như thế này, thì chồng còn mong gì nữa? Diệp Quân Lâm cười cười. Một nhà họ Diệp làm sao lại khiến anh rời xa cơ chứ? Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Hy vọng là như vậy, nhưng mà Tử Nhiệm à, ông cảm thấy là các con sẽ thất vọng đó. Vẻ mặt Đoàn Văn Chấn không tin tưởng. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Quân Lâm sẽ không rời xa con đâu. Lý Tử Nhiệm bảo Diệp Quân Lâm dìu cô về chỗ ở. Ở bên này Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Lưu Hải Long từ chiến khu Giang Bắc. Lưu Hải Long nói Diệp Minh Thiên muốn gặp anh. Còn hỏi anh có muốn từ chối hay không? Gặp, đương nhiên là phải gặp. Tôi phải xem họ tìm tôi có việc gì. Diệp Quân Lâm đã đồng ý rồi. Chiến khu Giang Bắc ở phía trước. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần đang âm thầm chờ đợi. Khi đến đây, cảnh tượng bọn họ được hàng vạn người hộ tống cũng đã không còn nữa. Nói cho cùng thì, làm loạn cũng đã làm đủ rồi. Chào anh Lâm Lâm, chiến thần Côn Luân đã quyết định gặp anh. Đây thật sự là một điều quá tốt. Trên mặt Diệp Thần, xuất hiện vẻ vui mừng như điên. Ông ta cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình, chiến thần Côn Luân. Điều này khẳng định sẽ rất có ích rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai của ông ta. Còn trên mặt Diệp Minh Thiên lại vẫn giữ được sự bình tĩnh. Xem ra trong mắt Diệp Minh Thiên chuyện này rất bình thường, với thân phận hiện giờ của ông ta, chuyện chiến thần Côn Luân ra gặp Diệp Minh Thiên là điều hiển nhiên. Ai dám không cho ông ta mặt mũi được cơ chứ?
bất kể là ai cũng không thể không cho ông ta mặt mũi. Ông thần, làm phiền ông chờ một chút nữa ông sẽ được gặp chiến thần Côn Luân. Lưu Hải Long nói, vậy đã làm phiền đến tổng chỉ huy rồi. Diệp Thần lễ phép đáp lại. Hai người cùng ngồi trong phòng tiếp khách chờ đợi. Có phải ngay lập tức sẽ biết được chiến thần Côn Luân thuộc nhánh nào nhà họ Diệp không? Diệp Minh Thiên thể hiện sự chờ mong với cuộc gặp gỡ sắp tới. Bất kể mọi chuyện như thế nào, ông ta cũng phải thuyết phục được chiến thần Côn Luân đến nhà họ Diệp. Như vậy sau này, nhà họ Diệp sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Ngay cả châu Đông Phương cũng sẽ trở nên nhỏ bé đối với họ. Cả người Diệp Thần bởi vì khẩn trương và hưng phấn nên cơ thể không ngừng run rẩy. Chiến thần Côn Luân cho ông ta động lực để tiến lên phía trước, nhưng cũng khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại phải mặt đối mặt với nhau, Diệp Thần sao có thể không khẩn trương được cơ chứ? Lúc này, Diệp Quân Lâm đi đến chỗ Lưu Hải Long. Chiến thần, Diệp Minh Thiên giống như có ý định muốn anh trở về nhà họ Diệp. Dựa theo cách nói của ông ta, nhà họ Diệp ở Kinh Thành là dòng họ chính, chỉ cần mang họ Diệp là có thể có quan hệ. Cho nên, ông ta nhận định anh là người nhà họ Diệp, nên anh bắt buộc phải trở về nhà chính. Lưu Hải Long cười nói. Ông ta đúng là đang nằm mơ sẽ không bao giờ có chuyện này. Dựa vào cái gì mà anh phải trở về đó? Anh và nhà họ Diệp không dính dáng đến một xu quan hệ nào. Diệp Quân Lâm nói với giọng cực kỳ tức giận. Đây đã là chuyện quá khứ, anh có muốn gặp bọn họ không? Lưu Hải Long hỏi. Được thôi. Diệp Quân Lâm muốn gặp hai người kia, để xem bọn họ muốn làm chuyện gì. Ban đầu với chuyện nhà họ Diệp, anh định chờ con của anh và Lý Tử Nhiệm xin Hira rồi, sẽ đi giải quyết việc nhà họ Diệp. Nhưng hôm nay, Diệp Minh Thiên lại đến đây gây chuyện, lại còn chạy tới đây để uy hiếp anh, bọn họ chạy tới uy hiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh và Lý Tử Nhiệm. Cho nên Diệp Quân Lâm tính toán muốn xử lý cho xong chuyện này trong ngày hôm nay. Vậy phải lấy thân phận chiến thần Côn Luân gặp hai người này một lần sao? Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Anh và Lưu Hải Long đi đến đại sảnh. Mà đúng lúc này, tiếng máy bay trực thăng ầm ầm vang lên trên bầu trời. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn, sau đó anh liền kinh ngạc nói, trực thăng của vệ binh Viêm Long. Ở Lạc Việt, tần suất để viện binh Viêm Long sử dụng máy bay trực thăng không cao, ngược lại còn rất thấp. Bởi vì khi sử dụng máy bay của vệ binh Viêm Long cơ hồ đều là có nhiệm vụ đặc biệt, hoặc là chờ một người cực kỳ quan trọng, tài nguyên quan trọng, hoặc chính thực hiện những mệnh lệnh cấp cao. Máy bay trực thăng của vệ binh Viêm Long vừa xuất hiện, nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng nào đó đã xảy ra. Lộp bộp. Trong lòng Diệp Quân Lâm đột nhiên trầm xuống, ý thức được sắp có chuyện không tốt xảy đến. Máy bay trực thăng của viện binh Viêm Long dừng lại ở bãi cỏ cách đó không xa. Cửa trực thăng mở ra nhìn thấy được hai người mặc trang phục chiến đấu màu đen, có in hình con rồng màu vàng. Vệ binh Viêm Long. Diệp Quân Lâm kinh ngạc thốt ra một cái tên. Vệ binh Viêm Long đang ở Kinh Thành, ngay cả anh cũng không có quyền chỉ huy vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long tự mình đến đây phát lệnh, vậy có thể thấy được đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Đây là mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống cho anh. Chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Thấy vệ binh Viêm Long trên trực thăng Viêm Long, đây chắc chắn là chuyện khẩn cấp đến mức phải để vệ binh Viêm Long phải tự mình ra tay. Lưu Hải Long ngẩn ra, hai mắt trợn tròn. Trăm nghìn lần cũng không ngờ được vệ binh Viêm Long lại tự mình đến đây. Cái này, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Quân Lâm đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, khuôn mặt anh dần trở nên trắng bệch không còn chút máu nào. Dù sao ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm chỉ có thể lâm vào tình trạng xấu hổ. Hai người trên trực thăng rất nhanh đã cầm theo mệnh lệnh chạy đến chỗ anh, chiến thần Côn Luân tiếp nhận mệnh lệnh, đây là chuyện khẩn cấp. Diệp Quân Lâm đứng thẳng người sau đó chào theo nghi thức quân đội. Anh lắng lặng nhìn hai người, nói đi, là mệnh lệnh gì? Ra lệnh cho chiến thần Côn Luân Diệp Quân Lâm xuất phát ngay lập tức, dẫn theo tất cả binh lính của cậu, bao gồm Ngũ Đại Chiến Vương, Phiêu Anh Đoàn, U Linh Quân, Bách Thú Doanh và quân đoàn Đại Long, đến căn cứ số 1 ở cực Bắc Cảnh Bắc. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp. Cậu phải khởi hành ngay lập tức, người trái lệnh dùng quân pháp để xử lý. Chân Long Vệ đã hạ cho Diệp Quân Lâm một tử lệnh. Diệp Quân Lâm tiếp nhận lệnh điều động, sau khi xem, anh thấy đó quả thực là cấp cao nhất. Ngay cả anh ta cũng phải tuân theo.
Đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Quân Lâm bình tĩnh hỏi. Chiến thần Côn Luân còn nhớ Điện Thái Hòa không? Chân Long Vệ hỏi. Đương nhiên là tôi nhớ rõ, tôi đã hủy diệt nó vào 3 năm trước. Đây là một đối thủ cực kỳ khó chơi, có thể nói sự uy hiếp của Điện Thái Hòa còn lớn hơn cả một quốc gia. Diệp Quân Lâm nói, Điện Thái Hòa từng là một tổ chức thế giới ngầm ở phương Tây, nơi có hàng nghìn người khủng bố. Họ là một lũ mất trí, chỉ giỏi ám sát và phá hoại. Đặc biệt là khi họ ra tay thì cực kỳ tàn nhẫn và vô tình. Bọn họ sẽ không mang đến bất kỳ hậu quả nào, thường xuyên có những hành động khủng bố như vụ thảm sát thành phố. Đối thủ như vậy là đáng sợ nhất, rốt cuộc thì đó cũng là hàng nghìn kẻ mất trí. Hồi đó, Điện Thái Hòa là tổ chức nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm phương Tây. Chưa nói đến việc làm các tổ chức khác ghê sợ, ngay cả các nước lớn cũng đều phải sợ hãi bọn họ. Suy cho cùng mỗi đe dọa do Điện Thái Hòa gây ra là quá lớn. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị những kẻ điên này trả thù. Những năm đó, trong bảng xếp hạng kẻ đáng sợ nhất được bình chọn ở nước ngoài, Điện Thái Hòa vẫn xếp trước Diệp Quân Lâm. Thành thật mà nói, theo quan điểm của Diệp Quân Lâm, mối nguy hiểm do Điện Thái Hòa mang lại còn lớn hơn mối nguy hiểm do 18 quốc gia mang lại. Chẳng lẽ Điện Thái Hòa lại xuất hiện sao? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Điện Thái Hòa lại nổi dây rồi. Đêm qua chúng ta đã bị tập kích nhiều lần tại căn cứ số 1 ở cực Bắc Cảnh Bắc, phía quân ta đã bị tổn thất rất nặng nề. Theo tin tức, lần này Điện Thái Hòa còn lớn mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước. Trần Long Vệ nói, cái gì, làm sao có khả năng này chứ? Lúc trước tôi đã phá hủy hoàn toàn Điện Thái Hòa, tại sao nó còn có thể nổi dậy được chứ? Diệp Quân Lâm cảm thấy hơi nghi ngờ. Có điều chắc nó là một âm mưu, nhất định có người cố tình nhắm vào anh. Anh đã đoán ra là yêu họ nắm được điểm yếu của anh, vì thế không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Chắc chắn là không sai. Đây là mưu kế của Đại quân sư Đỗ Thiên Nhất ở nước Dương. Chính anh ta là người dẫn dắt Điện Thái Hòa. Sự sợ hãi đối với Điện Thái Hòa đã ăn sâu vào. Lòng người, đây thật sự không phải chuyện người thường có thể đối phó được. Hiện tại chỉ có chiến thần Côn Luân mới có thể đối phó với bọn chúng. Bởi vì những người khác chẳng có bất kỳ ai có thể xâm hại đến Điện Thái Hòa. Ngay cả khi Diệp Quân Lâm xóa sổ hoàn toàn Điện Thái Hòa thì cũng phải mất cả năm trời. Bởi vậy, ngay khi Điện Thái Hòa lại xuất hiện, Lạc Việt nhất định sẽ ra lệnh cho chiến thần Côn Luân đích thân đi tiêu diệt nó. Vì vậy, Đỗ Thiên Nhất chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ bị điều đi. Thực tế quả thật đúng là như vậy. Sau khi Điện Thái Hòa xuất hiện, điều đầu tiên Lạc Việt nghĩ đến là Diệp Quân Lâm. Họ lập tức gửi mệnh lệnh khẩn cấp để anh đi tiêu diệt Điện Thái Hòa. Chiến thần, chúng ta không biết chuyện này. Nghe nói, đó là tàn tích của Điện Thái Hòa, họ vẫn luôn ở đó ẩn nấp chờ đợi thời cơ, ước chừng cũng phải được gần 4 năm rồi. Chiến thần, ngài đã nhận được mệnh lệnh, hiện tại có thể lên đường rồi. Thời gian không chờ đợi ai. Hai người Trần Long Vệ thúc giục nói. Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu và hét lên, ra lệnh cho Tây Phương và những người khác nhanh chóng trở về và lên đường cùng tôi. Mệnh lệnh điều động của Lạc Việt ngay trước mắt, việc này không thể trì hoãn. Bao gồm cả Diệp Quân Lâm cũng phải tuân theo. Sau khi anh ra lệnh, bộ ngũ kiêu hùng cấp dưới của anh và những người khác, trong thời gian ngắn nhất đã tập hợp lại. Xuất phát thôi, không chút do dự, Diệp Quân Lâm lập tức hạ lệnh khởi hành. Chiến thần, xin hãy chờ một lát, Tây Phương lập tức nói. Những người khác cũng có vẻ do dự muôn nói rồi lại thôi. Nói Diệp Quân Lâm không kiên nhẫn hét lên. Chiến thần, ngài cứ rời đi như vậy, không quan tâm đến cô Nguyên sao? Cô ấy sắp sinh con rồi. Hơn nữa, đây là âm mưu của kẻ địch, họ muốn ngài rời đi. Sau đó bọn chúng sẽ đến bắt bọn họ đi, Tây Phương lớn tiếng trả lời. Đúng, không sai. Ít nhất chúng ta phải để lại một ít người, để chúng em đến bảo vệ chị dâu, được không? Mặc dù Trung Phương là người hiếu chiến, nhưng liên quan vấn đề này, anh ấy đã chọn được bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không được, lệnh tôi nhận được là dẫn tất cả thuộc hạ lên cảnh Bắc. Không thể thiếu một người nào. Vậy chị dâu thì sao? Đứa nhỏ thì sao đây? Không phải ngài muốn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ sinh ra sao? Đúng, đúng vậy. Lần trước quét sạch Điện Thái Hòa phải mất cả năm. Lần này Điện Thái Hòa mạnh hơn,
chúng ta có thể phải mất nhiều thời gian hơn. Ít nhất cũng mất 1 năm rưỡi. Vào thời khắc quan trọng này, lại phải xa cách trong 1 năm rưỡi thì thật đáng tiếc. Họ thực sự không muốn nhìn thấy Lý Tử Nhiệm bị bỏ rơi ở đây trong 1 năm rưỡi, hơn nữa cô ấy còn sắp sinh con. Điều này quá tàn nhẫn cho mẹ con Lý Tử Nhiệm, thêm nữa lần này rời đi, nguy hiểm trùng trùng. Hay là chúng ta ở lại? Phiêu Anh Đoàn, người luôn luôn kiệm lòi, cũng lên tiếng. Các người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Diệp Quân Lâm gầm lên. Két két két. Ngay lúc nghe thấy tiếng hét, thân thể mọi người đều cứng nhắc thẳng tắp, họ không dám nói thêm một lời. Quân lệnh như sơn, họ không dám trái lệnh. Tất cả chú ý, hãy nghe lệnh của tôi, chúng ta lên đường về cảnh Bắc. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Lần này không ai dám có ý kiến phản đối, tất cả họ đều lên xe, sẵn sàng lên đường. Diệp Quân Lâm không đi gặp mẹ con Lý Tử Nhiệm, anh cũng không thu xếp gì. Anh lập tức lên xe. Anh ra đi không chút luyến tiếc nào. Đi về cực Bắc cảnh Bắc. Bởi vì đây là lệnh khẩn cấp. Diệp Quân Lâm biết rõ hơn bất kỳ ai Điện Thái Hòa đáng sợ đến mức nào. Anh đi muộn một chút thôi cũng sẽ dẫn đến những tổn hại to lớn. Vì vậy anh không thể chậm 1 giây, 1 khắc cũng không dám trì hoãn. Cho dù là hai mẹ con Lý Tử Nhiệm, anh cũng không thể đi gặp. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang rời đi, Lưu Hải Long thầm nghĩ, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ. Nhưng anh ta biết khả năng của mình có hạn. Sự việc này nằm trong dự đoán của Diệp Quân Lâm, mà cũng nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh hiểu rằng những bại tướng của anh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ. Họ cũng sẽ cố gắng nghĩ mọi cách tách anh ra khỏi Lý Tử Nhiệm và mẹ anh. Có điều anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bên kia sẽ sử dụng biện pháp gì. Dù sao biên giới hiện đã ổn định và không có biến cố lớn. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bị điều đi. Nhưng không ngờ Điện Thái Hòa lại trở lại mà còn mạnh mẽ hơn xưa. Sự xuất hiện của Điện Thái Hòa đủ để điều anh đi khỏi Lạc Việt, bởi vì anh là người duy nhất đã hạ gục được Điện Thái Hòa mà những người khác thì chưa từng. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của anh. Sự việc này lại xảy ra vào đúng thời khắc quan trọng của Lý Tử Nhiệm. Theo mệnh lệnh cao nhất này, thậm chí anh còn không có thời gian để nói lời tạm biệt với Lý Tử Nhiệm và những người khác. Sự việc xảy ra lại thực sự đúng với dự đoán của mấy người chỗ bà ngoại Ngô Thị Lan. Diệp Quân Lâm thực sự vắng mặt ở thời điểm mấu chốt này. Mà còn sẽ biến mất trong hơn 1 năm. Ra đây cho tôi. Theo như cách nói của bọn họ thì Diệp Quân Lâm chính là bị người nhà họ Diệp dọa chạy rồi. Vì mạng sống, Diệp Quân Lâm vứt bỏ vợ con mà tự mình chạy mất rồi. Trong đội ngũ, không có ai dám nói chuyện, ai cũng đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Long Kỳ ngồi cạnh Diệp Quân Lâm và mấy người Tây Phương không dám thở mạnh. Mệnh lệnh đột nhiên được phát đến này khiến cho bọn họ không biết phải làm như thế nào, thậm chí còn không có thời gian để Diệp Quân Lâm sắp xếp ổn thỏa cho mấy người Lý Tử Nhiệm. Bọn họ đều không dám đi hỏi Diệp Quân Lâm tiếp theo định sắp xếp như thế nào. Mọi người đều hiểu rõ bây giờ mục tiêu của Diệp Quân Lâm chỉ có 1, tiêu diệt Huyết Phương Điện. Sự lo lắng của Tây Phương bây giờ chỉ là sự an toàn của Lý Tử Nhiệm, không biết là ai sẽ đi bảo vệ bỏ. Trong sảnh tiếp tân, hai bố con Diệp Minh Thiên vẫn đang chờ đợi. Nhưng nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, hai người liền đi ra và nhìn thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi. Thế này là xảy ra chuyện gì rồi sao? Hai bố con Diệp Minh Thiên bị trận chiến trước mặt này dọa đến sợ hãi. Ngài Diệp, thật sự xin lỗi. Chiến thần Côn Luân đột nhiên nhận được mệnh lệnh, cần phải đi gấp đến cảnh Bắc, không thể nói chuyện tiếp với ngài được Lưu Hải Long tiếc nuối nói. À, chuyện gì mà lớn vậy, lại cần đến đích thân chiến thần Côn Luân phải ra tay. Diệp Minh Thiên kinh ngạc hỏi. Diệp thần cũng căng thẳng theo. Phải đích thân chiến thần Côn Luân ra tay đây nhất định là một chuyện lớn rồi. Chuyện bí mật, tôi không thể nói cho hai người. Xin hãy quay về đi, Lưu Hải Long nói. Hả, nhìn chiếc xe ngựa chạy nhanh đi, Diệp thần có chút thất thần. Hình như con nhìn thấy mấy người quen. Diệp thần tự mình nói. Người quen sao? Diệp Minh Thiên hỏi. Hình như con đã từng gặp qua ở đâu đó, trong lễ cưới của Diệp Quân Lâm. Diệp thần hình như đã từng gặp qua vài người trong lễ cưới của Diệp Quân Lâm. Chuyện đó là không thể nào. Diệp Minh Thiên không cần nghĩ đã có thể kết luận ngay. Diệp thần cũng không nghĩ nữa, dù sao đó cũng là chuyện không thể nào xảy ra được.
Chiến thần Côn Luân muốn đến Gành Bắc vậy thì bọn họ còn ở lại Giang Bắc làm gì chứ? Đúng rồi, ta còn phải đi gặp Diệp Quân Lâm một chuyến nữa. Diệp Minh Thiên đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Nhà họ Diệp từng đưa ra một quyết định về chuyện họ của đứa bé con của Diệp Quân Lâm. Nhưng nếu như nó mang họ Diệp thì ít nhiều cũng có chút quan hệ với nhà họ Diệp. Đây chính là chuyện mà nhà họ Diệp không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, nếu như đứa trẻ kia được sinh ra thì nhất định không được mang họ Diệp. Khi Diệp Minh Thiên đến tìm, đoàn người Lý Tử Nhiệm bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Diệp Quân Lâm đâu? Bảo nó ra đây. Diệp Minh Thiên hét gọi. Quân Lâm, nó không ở đây. Chi Oánh nuốt một ngụm nước bọt. Đã mấy giờ rồi đều không hề nhìn thấy thân ảnh của Diệp Quân Lâm, ngay chính bà còn nghi ngờ nữa là. Diệp Quân Lâm rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Mấy tháng gần đây, rõ ràng anh luôn ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm, cho dù có rời đi cũng không đi quá 10 phút đồng hồ. Diệp Thần cười cười nói, Diệp Quân Lâm không phải là bị dọa cho sợ chạy mất dép rồi chứ? Ha ha, cũng có thể là như thế đó. Diệp Minh Thiên gật gật đầu. Không biết vì sao mấy người Ngô Mộc Lan bỗng cảm thấy bất an, giống như là Diệp Quân Lâm thật sự biến mất vậy. Các người có chuyện gì? Lý Tử Nhiệm hỏi. Mục đích ta đến tìm nó rất đơn giản, sau khi đứa con trong bụng cô ra đời, nó không thể mang họ Diệp. Nhà họ Diệp ta ở Kinh Thành là cội nguồn của họ Diệp ở Lạc Việt. Ở Lạc Việt này, ai có thể mang họ Diệp đều phải thông qua sự cho phép của bọn ta. Con của Diệp Quân Lâm nhất định không thể mang họ Diệp. Diệp Minh Thiên cực kỳ chắc chắn, nói. Đứa con của tôi mang họ gì không có quan hệ gì với các người. Lý Tử Nhiệm cực kỳ cứng đầu, nói. Muốn mang họ Diệp cũng được thôi, đến lúc đó hãy đợi đối đầu với nhà họ Diệp đi. Nếu như không tin, cô cứ đợi mà xem. Diệp Minh Thiên sau khi nói xong liền rời đi. Lý Tử Nhiệm nghĩ ngợi rồi gọi luôn một cuộc điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Đúng lúc vừa đến Cảnh Bắc thì điện thoại của Diệp Quân Lâm liền reo. Tiếng nhạc này đã đánh vỡ sự im lặng suốt hơn 2 tiếng nay. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm bỏ điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên một chữ vợ. Diệp Quân Lâm vừa muốn ấn nghe nhưng lại đột nhiên do dự. Tối bòi, đấu tranh. Diệp Quân Lâm nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn. Sau khi thở mạnh một hơi, anh quyết định tắt máy mà không nghe. Nếu như anh nghe cuộc gọi này thì anh nhất định sẽ không thể buông xuống được, thậm chí còn không thể rời đi. Thực ra việc này đối với anh chính là một sự lựa chọn, chính là muốn anh phải chọn giữa đi Cảnh Bắc, hay là ở lại với Lý Tử Nhiệm và mẹ. Sự tàn ác của Huyết Phương Điện càng đáng sợ hơn so với trước đây. Anh là một người chiến sĩ, chiến thần trấn quốc của Lạc Việt. Lúc nguy cấp này, anh không có sự lựa chọn khác. Xưa nay, giữa chung và hiếu, không thể vẹn cả đôi đường, vì Lạc Việt, anh nhất định phải đi đến Cảnh Bắc. Phải có nước trước thì mới có nhà, anh nhất định phải bảo vệ tốt cửa khẩu quốc gia, phải đặt Lạc Việt lên trước, anh nhất định phải bỏ qua vợ con và mẹ. Diệp Quân Lâm nắm thật chặt điện thoại, đến khi điện thoại bị nắm võ. Mẹ, con xin lỗi, con trai bất hiếu, không thể bảo vệ mẹ chu toàn. Tử Nhiệm, anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi. Con à, ba xin lỗi, có lẽ ba không thể tận mắt nhìn thấy con chào đời rồi. Diệp Quân Lâm nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc, nói thầm. Chuyện xảy ra đột ngột, anh còn chưa kịp nói cho mấy người Lý Tử Nhiệm. Muốn tìm ra người ngay lập tức thì anh thực sự không thể tìm được. Dù sao, kẻ địch cũng rất mạnh, người bình thường căn bản là không thể đối phó được. Bây giờ anh chỉ có thể nghĩ được một cách là lập tức chạy đến Cảnh Bắc, tiêu diệt kịp thời Vương Huyết Điện sau đó nhanh chóng trở về. Anh muốn rút ngắn thời gian tới ít nhất. Thật kỳ lạ, tại sao Quân Lâm lại không nghe điện thoại chứ? Lý Tử Nhiệm liên tục gọi đến mấy cuộc điện thoại nhưng Diệp Quân Lâm đều không nghe máy. Lộp bộp, cô đột nhiên lo lắng, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Không nhận điện thoại sao? Chi Oánh cũng gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Kết quả trả lại chỉ có cuộc gọi mà ngài đang gọi hiện tại không thể gọi được. Chuyện này, Chi Oánh cũng bắt đầu lo lắng. Vẻ mặt Lý Tử Nhiệm cũng trở nên không tốt. Vừa nãy là điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe, còn bây giờ thì là tắt máy luôn. Điều này nói lên chính là do Diệp Quân Lâm cố ý không nghe. Anh ấy không muốn nghe điện thoại. Vậy thì chuyện này thực sự không nhỏ rồi, rất có thể chính là chuyện mà cô không muốn nghĩ đến nhất.
mấy người Ngô Thị Lan liên tục gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm nhưng đều nhận được tin đã tắt máy. Nhìn xem, tôi thật sự đoán đúng rồi, Diệp Quân Lâm thực sự bị người ta dọa cho sợ chạy mất dép rồi, Ngô Thị Lan lạnh lùng nói. Lần này Diệp Quân Lâm chắc chắn là chạy rồi. Mọi người không nhận ra hay sao, ngay sau khi Diệp Minh Thiên cảnh cáo xong thì liền không thấy Diệp Quân Lâm đâu nữa. Cũng đã qua mấy giờ rồi chấm ans ta chắc chắn là chạy rồi. Trương Phúc Long cười lạnh nói. Mọi người liền nghĩ, thật sự là như vậy, sau khi Diệp Minh Thiên cảnh cáo xong rời khỏi Diệp Quân Lâm cũng theo đó mà mất tích luôn. Chị Oánh, không phải bà nói con trai của mình là một người đầu đội trời chân đạp đất hay sao chứ? Tuyệt đối sẽ không chạy trốn không phải sao? Bây giờ thì sao? Người đâu? Cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý đi. Không phải hay sao chứ? Mấy tháng nay nó đều không rời khỏi bên cạnh Từ Nhiệm nửa bước, hận không thể ngay cả đi vệ sinh cũng theo cùng. Bây giờ đã qua mấy giờ rồi mà điện thoại nó còn tắt máy nữa. Trịnh Quốc Thắng, Đoàn Văn Chấn tới tấp hỏi. Rõ ràng là bọn họ nói rất có đạo lý, Chị Oánh cũng không thể phản bác lại. Mặt bà trắng bạch, toàn thân run rẩy. Bà nghĩ trong lòng, con trai, con nhất định không thể học theo Diệp Minh Thiên, bỏ rơi vợ con mà chạy mất đâu đấy. Tôi đã phái người đi tìm một vòng rồi, căn bản là không tìm thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm, Đoàn Hồng Thái thở phì phò mà xông vào. Nghe thấy tin Diệp Quân Lâm mất tích, Đoàn Hồng Thái ngay lập tức phái người đi tìm. Bọn họ tìm khắp nơi đều không tìm thấy tung tích của Diệp Quân Lâm, ba mẹ của Mại Chậu Anh cũng đã liên lạc với nhà họ Mai để tìm tung tích của Diệp Quân Lâm. Nhà họ Mai tìm cả một vòng cũng không tìm thấy, hơn nữa nhà họ Mai cũng biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm. Không ai biết Diệp Quân Lâm đã đi chỗ nào, nghe thấy chuyện này, Lý Tử Nhiệm liền run rẩy. Không thể nào, Quân Lâm sẽ không bỏ con lại đâu. Cho dù có chết anh ấy cũng nhất định không bỏ rơi con đâu, Lý Tử Nhiệm rất chắc chắn nói. Chị Oánh cắn răng, nói đúng, tôi cũng tin tưởng con trai tôi, nó chắc chắn sẽ không rời khỏi đây đâu, chắc chỉ là có chuyện đột xuất thôi. Trên thế giới này cũng chỉ có hai người họ là tin tưởng Diệp Quân Lâm nhất. Các người đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Sự thật đang bày ra trước mắt các người rồi. Tại sao anh ta lại không nhận điện thoại? Tại sao anh ta lại tắt máy? Tại sao anh ta lại rời khỏi lâu như thế chứ? Trong lòng mấy người rõ ràng hơn ai hết, chỉ là đang khoe khoang mà thôi, Trịnh Quân Nga không chút tình cảm, nói. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh cùng nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cho dù bọn họ có tin tưởng Diệp Quân Lâm nhưng sự thực lại rất tàn khốc. Để tôi hỏi lại Ngọc Hân, cô ấy chắc chắn sẽ biết Quân Lâm đang ở đâu. Lý Tử Nhiệm lập tức nghĩ tới Phùng Ngọc Hân. À, mình cũng không biết, sao vậy, không thấy ông chủ đâu nữa à? Giọng nói của Phùng Ngọc Hân vô cùng ngạc nhiên. Âm trong lòng Đoàn Tử Nhiệm cũng theo đó mà lạnh đi không ít. Ngọc Hân, bên này mình không tìm thấy Quân Lâm đâu cả, anh ấy giống như là mất tích luôn vậy. Còn không nghe điện thoại nữa. Cậu nghĩ cách gì tìm xem, nghe thấy lời dặn dò của Lý Tử Nhiệm, Phùng Ngọc Hân cũng lập tức đi tìm. 10 phút sau, Phùng Ngọc Hân lại gọi điện thoại đến, Tử Nhiệm, căn bản là không tìm thấy, hơn nữa mình cũng nói với cậu một tin tức không được tốt cho lắm. Lộp bộp trong lòng Lý Tử Nhiệm liền khó chịu. Vừa nãy mình vừa gọi cho Tổng Giám Đốc Lê Phước Nam, cũng không tìm thấy phương thức liên lạc với anh ấy nữa. Mình lại đi tra thêm một lúc phương thức liên lạc với Diệp Quân Lâm cũng không thấy đâu nữa. Còn về phần Diệp Quân Lâm, bọn họ nhận được chính là mệnh lệnh cấp cao nhất, đặc biệt nhất và cũng là mệnh lệnh cơ mật nhất, cho nên mọi thông tin trước đó đều phải xóa bỏ đi hết, gạch bỏ số điện thoại chính là thao tác cơ bản nhất. Ngay sau khi Phùng Ngọc Hân nói xong, chiếc điện thoại trong tay Lý Tử Nhiệm liền lại cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đối với cô, tin tức này giống như sét đánh giữa ban ngày vậy. Cô nhớ rằng Diệp Quân Lâm đã từng nói Lê Phước Nam chính là người anh em tốt nhất của anh, giống như hình với bóng, mà bây giờ ngay cả Lê Phước Nam cũng xảy ra tình hình như vậy. Vậy thì chuyện Diệp Quân Lâm chạy trốn là sự thật đã định rồi. Tử Nhiệm, cô nghe thấy chưa? Diệp Quân Lâm thực sự chạy trốn ồ, anh ta chạy trốn cũng nhanh thật đấy. Ngay cả công ty của mình anh ta cũng không quan tâm nữa rồi. Cô còn luôn mồm nói rằng sẽ tin tưởng anh ta, sẽ không vứt bỏ cô, bây giờ thì sao? Còn có bà nữa, chị Oánh, con trai của bà thì như thế nào? Có nhìn thấy chưa, thật là nực cười, ngay thời khắc then chốt liền bỏ rơi cả vợ con của mình. Đối mặt với sự chỉ trích của tất cả mọi người, Lý Tử Nhiệm và chị Oánh cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Bọn họ thực sự là không làm sao để phản bác được mà.
Dù sao sự thật cũng bày ra ngay trước mắt rồi, tất cả lời nói đều trở nên cực kỳ yếu ớt, vô nghĩa. Từ Nhiệm, chỉ có thể nói rằng cô nhìn nhầm người rồi. Thực sự là lời nói khó nghe một chút nhưng mà Diệp Quân Lâm thật sự là giống như tính cách của ba anh ta, có thể vứt bỏ cô cũng là chuyện bình thường thôi, Đoàn Hồng Thái nói. Mọi người cùng đồng ý. Có ba như vậy tất nhiên con trai cũng chẳng thể hơn được. Diệp Minh Thiên có thể vứt bỏ vợ con thì Diệp Quân Lâm cũng có thể vứt bỏ vợ con. Ngay cả Chí Oánh cũng không thể phản bác lại. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thật sự giống như Diệp Minh Thiên hay sao? Không, tôi vẫn không tin, tôi phải đi tìm anh ấy. Tôi biết một chỗ nhất định có thể tìm được anh ấy. Lý Tử Nhiệm đứng dậy. Rất nhanh, đoàn Tê Nguyên và một nhóm người cùng đến thành phố, trực tiếp chạy đến quân khu chiến đấu của Đại Việt. Nơi đây mặc dù có chút cũ nát, nhưng, đoàn Lê, Nguyên biết rõ chỗ này mới thực sự là đại bản doanh của Diệp Quân Lâm, bên trong có cất giấu bí mật của Diệp Quân Lâm. Hơn nữa, mấy người anh em của anh cũng sinh sống ở đây. Nhưng sau khi đi đến quân khu chiến đấu của đại viện thì ngay cả một người cũng không hề nhìn thấy, ngay cả mấy con chó trong đại viện cũng không thấy đâu nữa. Nhìn lớp bụi bặm này thì thấy dường như đã rất lâu không có người sống ở đây rồi. Chuyện này, Diệp Quân Lâm cũng không ở chỗ này. Lý Tử Nhiệm thực sự cũng không dám nghĩ là anh đã đi đâu nữa. Đúng lúc này, Chí Oánh lấy được tin tức từ chỗ Giang Hải. Giang Hải cũng không có tung tích của Diệp Quân Lâm. Lúc này thật sự chứng minh một sự thật rằng Diệp Quân Lâm thực sự biến mất rồi. Phịch, trước mặt đoàn Lễ Nguyên đột nhiên tối đen, cả người không chút sức lực mà ngã xuống đất. Từ Nhiệm, mọi người điên cuồng mà chạy lên phía trước. Khi Lý Từ Nhiệm tỉnh lại thì cô đã đang nằm trong bệnh viện rồi. Từ Nhiệm, con nhất định phải vượt qua nhé, phải chú ý sức khỏe của mình. Chí Oánh nắm chặt tay của Lý Từ Nhiệm, khóc nói. Đừng có ở đây mà giả vờ nữa. Bà với con trai bà chẳng khác nhau là mấy. Mau cút xa con gái tôi ra, Trịnh Nhã Uyên mắng mỏ nói, lôi Chí Oánh rời đi. Mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, không thể trách bà ấy được, chuyện này vốn không hề liên quan đến mẹ, Đoà Từ Nhiệm khuya ri hủ nói. Hừ, tất cả đều do Diệp Quân Lâm, cậu ta chính là một tên súc sinh. Được rồi, bỏ rơi Từ Nhiệm thì bọn tôi biết vậy, ngay đến cả mẹ mình mà cậu ta cũng bỏ rơi được thì không phải là súc sinh thì là gì. Ngô Thị Lan tức giận mắng. Diệp Quân Lâm đột nhiên rời đi, khiến hai nhà đoàn, Trịnh đều cảm thấy cực kỳ tức giận, lại còn ngay đúng lúc Diệp Minh Thiên đến cảnh cáo nữa chứ. Mà Diệp Quân Lâm lại rời đi ngay lúc này giống như nhà họ Diệp sợ hãi mà bỏ chạy vậy. Tên hèn nhát, đồ ngụy quân tử, không đáng mặt đàn ông. Lẽ nào tên Diệp Quân Lâm đó không hề cảm thấy một chút nhục nhã nào hay sao? Muốn giữ mạng sống mà tự mình chạy đi mất, anh ta bỏ mặc ngay cả mẹ và vợ. Ngay cả đứa con chưa chào đời cũng không thèm quan tâm. Anh ta thật sự không bằng cả cầm thú. Tôi cũng thấy quen biết Diệp Quân Lâm là một chuyện nhục nhã. Anh ta vốn dĩ không xứng làm một tên đàn ông, không phải là trượng phu, không đáng mặt một người ba. Mấy người Trương Phúc Long liên tiếp mắng mỏ. Chỉ có Võ Tiêu đứng ra bảo vệ hình tượng của Diệp Quân Lâm, anh Lâm Lâm chắc chắn là có chuyện gì đó, chắc là anh ta sắp về rồi. Bởi vì Võ Tiêu biết được thân phận của Diệp Quân Lâm nên cô đoán chắc là Diệp Quân Lâm đã đi xử lý chuyện gì đó rồi. Vừa nghe thấy lời nói của Võ Tiêu, trong ánh mắt của Lý Từ Nhiệm lại có thêm chút hy vọng, đứng vậy, Quân Lâm chắc chắn là đã đi xử lý chuyện gì đó rồi, tôi tin chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Từ Nhiệm, đã là lúc nào rồi, sao còn vẫn cứ không chịu tỉnh ngộ cơ chứ? Ngay cả số điện thoại cậu ta cũng thay đổi rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Những chuyện phiền não trước kia cậu ta còn có thể giải quyết được nhưng mà lần này nhà họ Diệp chắc chắn rằng phải giết hắn ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Mấy người Ngô Thị Lan thay nhau hắt nước lạnh với Lý Từ Nhiệm. Nhưng Lý Từ Nhiệm vẫn cố chấp không, cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì con vẫn cảm thấy Quân Lâm sẽ quay về rất nhanh thôi. Con tin tưởng anh ấy nhất định sẽ không bỏ rơi con đâu. Trở lại, không thể nào trở lại nữa đâu. Nếu như cậu ta thực sự trở lại thì đã không nói một lời mà rời khỏi, như thế y ung xế không thay đổi số điện thoại. Lý Tử Nhiệm nhìn mấy người Trịnh Nhã Uyên, cười và nói, ba mẹ có dám đánh cược với con không? Cược cái gì? Đoàn Hồng Thái nói. Thì cược, trong vòng một tháng Quân Lâm nhất định sẽ quay trở lại. Nếu như trở về, mọi người đều phải xin lỗi anh ấy, Lý Tử Nhiệm nói. Được. Nếu như không trở về thì con sẽ tin rằng anh ấy đã bỏ rơi con lần này,
Lý Tử Nhiệm chính là lấy lòng tín nhiệm của mình với Diệp Quân Lâm ra để đánh cược. Được, vậy thì lấy thời gian là một tháng đi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thời gian một tháng, cho dù cậu ta thực sự có việc gì thì cũng sẽ xử lý ổn cả rồi. Đoàn Hồng Thái bên này ngay lập tức đồng ý. Lần cược này bọn họ thắng chắc rồi. Cho dù sự thật có thực sự bày ra đó, mọi người đều tin chắc rằng Diệp Quân Lâm nhất định sẽ không quay trở lại. Chỉ là Lý Tử Nhiệm đã quá tin tưởng Diệp Quân Lâm và còn mang một tia hy vọng đối với anh. Đợi anh một tháng chính là một loại cảm giác tự an ủi, cũng là sự tin tưởng đối với Diệp Quân Lâm. Vừa hay, một tháng sau nếu Diệp Quân Lâm không quay trở lại thì chúng ta sẽ đưa con ra nước ngoài sinh con, cũng sẽ không sợ bị người khác ngăn cản nữa. Vẻ mặt Ngô Thị Lan hưng phấn. Lý Tử Nhiệm gật đầu, được, nếu như một tháng sau anh ấy không trở về thì con sẽ ra nước ngoài sinh con. Vậy thì phải nhờ anh rể liên hệ cho một bác sĩ tốt mới được, yên tâm đi, chuyện này chỉ cần anh nói một câu thôi. Đoàn Hồng Thái do dự một chút vẫn quyết định mở miệng nói, Tử Nhiệm, con cũng nên nghĩ đến việc chọn họ cho đứa bé đi. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành đã hạ lệnh xuống rồi, đứa bé này không thể mang họ Diệp được. Nếu như con cứ nhất định muốn đặt như thế thì sẽ kéo theo phiền phức đó. Ba thấy vẫn là nên theo họ của con thì tốt hơn. Lý Tử Nhiệm gật đầu, được, nếu như một tháng sau Quân Lâm vẫn chưa quay trở về vậy thì đứa bé này sẽ mang họ của con. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải đợi hết thời hạn một tháng rồi, Chí Ánh đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khóc, con trai à, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Nhanh quay về đi chứ, nếu như dồn không, quay trở lại nữa thì con của con sẽ phải mang họ Đoàn đấy. Nhưng sau khi Diệp Quân Lâm mất tích cũng có nhiều chuyện tốt khác, cũng như quyền quyết định trong tập đoàn Minh Cường sẽ giao cho Lý Tử Nhiệm, còn có hàng trăm gia đình giàu có khác ở Nam Giang cũng sẽ phải nghe theo lời phân phó của Lý Tử Nhiệm, phải thề chết bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Việc này đối với Lý Tử Nhiệm mà nói cũng coi như một sự an ủi. Cô cũng có chút hy vọng với thời hạn một tháng này. Cô cảm thấy rằng Diệp Quân Lâm nhất định sẽ quay trở về. Còn giờ phút này, Diệp Quân Lâm đã đến phía bắc của cảnh Bắc và đã đang giao chiến với Huyết Vương Điện rồi. Huyết Vương Điện của bây giờ thực sự mạnh hơn 3 năm trước rất nhiều. Lúc Diệp Quân Lâm được điều động đến Nam Giang thì ở nước ngoài cũng có, rất nhiều ánh mắt đang nhòm ngó đến hoạt động của Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh. Trên một hòn đảo ở nước ngoài, lúc này, có một nhóm người với nhiều màu da khác nhau đang tiến hành thương lượng. Cuộc họp vẫn do đại tướng của nước Dương là Đỗ Thiên Nhất chủ trì. Cho dù Diệp Quân Lâm bị điều đi nói khác thì bọn họ cũng không dám có hành động quá đáng. Bọn họ phải xác nhận chính xác rằng Diệp Quân Lâm thực sự đã rời đi. Theo tin tức mà bọn họ mới vừa nhận được, Diệp Quân Lâm đã đến phía bắc của cảnh Bắc giao chiến cùng Huyết Vương Điện, nhưng bọn họ cũng không dám có hành động quá đáng, mà phải bàn bạc thật kỹ, phải thu thập đủ tin tức mới được. Ngài Thiên Nhất, tôi đề nghị chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt. Phái người xâm nhập vào Hoa Hải bắt bọn họ về trước đã, có người thôi thúc nói, bọn họ thực sự là đã không thể đợi được nữa rồi. Nhưng Đỗ Thiên Nhất lại kiên quyết lắc đầu, không thể, người của tôi phát hiện ra rằng bên cạnh Lý Tử Nhiệm vẫn có cao thủ đang bảo vệ. Nói không chừng vẫn còn có bầy đang chờ chúng ta. Cho dù chúng ta có bắt được người về đây thì cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn. Những người khác lập tức hỏi, vậy phải làm sao đây? Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng bị điều đi rồi. Một cơ hội tốt như thể lại cứ thế mà bỏ qua sao? Không, tôi nhận được một tin tức, một tháng sau, Lý Tử Nhiệm sẽ rời khỏi Lạc Việt để ra nước ngoài sinh con, đến lúc đó. Đỗ Thiên Nhất liền lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Thật sao, ở Lạc Việt chúng ta thực sự là không có cách nào, nhưng chỉ, cần rời khỏi Lạc Việt thì chúng ta không phải là muốn như thế nào thì sẽ là thế đó hay sao chứ? Mọi người đều tỏ ra rất hưng phấn. Được rồi. Mọi người mau đi chuẩn bị thật tốt cho tôi. Đến lúc đó chỉ cần Lý Tử Nhiệm rời khỏi Lạc Việt, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Đỗ Thiên Nhất đã chuẩn bị tốt tất cả kế hoạch rồi. Lý Tử Nhiệm và những người khác không hề biết nguy hiểm đã âm thầm tìm đến. Nguy hiểm này cũng không phải nằm ở nhà họ Diệp, mà là ở nước ngoài. Trương Phúc Long tự cho rằng mình có mạch quan hệ rất rộng, trải khắp trong và ngoài nước. Nhưng thật sự không ngờ rằng một hành động của anh ta đều đã bị rất nhiều người kiểm soát. Lý Tử Nhiệm càng không thể ngờ được rằng một tháng sau, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều như thế, nhưng trước mắt cô vẫn an toàn. Lưu Hải Long và rất nhiều người đang bí mật bảo vệ cô, cho dù bọn họ có mất cả cái mạng già này thì cũng phải bảo vệ cô. Đúng lúc có Tử Kim vệ đang ở đây nghỉ ngơi và hồi phục,
cho nên tạm thời Lý Tử Nhiệm vẫn an toàn. Lưu Hải Long rất lo lắng. Có một kẻ thù hùng mạnh đang xâm phạm, nhưng mật lệnh điều động Diệp Quân Lâm là cấp bậc tối cao nhất, có nghĩa là chuyện này cần phải được giữ bí mật. Anh ta cũng không dám nói với những người khác mà chỉ có thể tự mình gắng gượng chống đỡ. Ngay sau đó, tin tức Diệp Quân Lâm bỏ trốn truyền đến tai dòng họ Diệp ở Kinh Thành. Gái gì, thật sự là chúng ta đã nói chúng rồi sao? Thằng nhóc này thật sự bỏ trốn. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần đều vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, hai người chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, ai ngờ lại thật sự linh nghiệm. Không xêu bây giờ Diệp Quân Lâm đã chạy trốn, ngay cả mấy thứ trong điện thoại cũng xóa bỏ. Ồ, nghe được câu trả lời khẳng định, Diệp Minh Thiên nở nụ cười, đây là con trai của Chí Oánh bà sao? Kẻ nhu nhược, loại hèn nhát, vậy mà nó còn muốn làm con trai của tôi ư, có đủ tư cách không? Diệp Thần thở dài, ban đầu con còn tưởng rằng anh ta là một người có khí phách, nói khiêu chiến thì sẽ đến khiêu chiến, nhưng ai ngờ bị ba cảnh cáo một câu thôi đã bỏ chạy. Như vậy mà nó còn muốn trở thành người trong dòng họ Diệp. Thật sự khiến người khác xấu hổ, mà nó chính là sỉ nhục lớn nhất của dòng họ Diệp. Mất mặt, quả thật quá khiến người ta xấu hổ, lại bị dọa đến mức bỏ chạy. Những người trong dòng họ Diệp châm chọc chê cười. Vốn dĩ bọn họ luôn ở trên cao không thể với, những hành động cứng rắn của Diệp Quân Lâm trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con sâu, con kiến đang giãy giụa. Hôm nay, con sâu đó đã bị dọa sợ đến mức trực tiếp chạy trốn, nên đương nhiên là bọn họ càng thêm khinh thường. Vậy mà nó còn muốn đánh cược với tôi, còn muốn khiêu chiến với nhà họ Diệp, còn muốn khiến cho chúng ta hối hận sao? Nực cười đến tốt cùng. Diệp Minh Thiên quay đầu lại nói, Diệp Thân, con đi điều tra xem thử thằng nhóc này trốn ở đâu. Được, chắc chắn con sẽ bắt được anh ta. Muốn chạy trốn ư, không dễ dàng như vậy đâu, con muốn đóng anh ta vào cột của sự sỉ nhục, khiến anh ta trở thành trò cười cho khắp Lạc Việt. Trong mắt Diệp Thần tràn ngập sự rét lạnh. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Quân Lâm cũng không xuất hiện nữa. Dường như anh đã bốc hơi khỏi nhân gian này, căn bản là không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Trong khoảng thời gian này, hai nhà Đoàn Trịnh và Phùng Ngọc Hân đều sai người tìm kiếm tung tích của Diệp Quân Lâm nhưng lại không thu được kết quả gì. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Dượng Thần cũng không tra ra được dấu vết nào. Bọn họ có thể tra được hay sao? Đây là hành động có mức độ bảo mật cao nhất, có thể để bọn họ tra ra được mới là lạ. Thật sự rất kỳ lạ, Diệp Quân Lâm trốn kỹ như vậy sao? Còn dốc hết tất cả lực lượng cũng không tra được một chút manh mối nào. Diệp Thần vô cùng nghi ngờ. Nói tóm lại, thật sự là cái tên này chạy trốn đến không còn bóng dáng. Quả thật khiến ba phải cười chết mất. Diệp Minh Thiên không thể nhịn được cười lớn. Nhớ tới trước đó Diệp Quân Lâm và Chí Oánh đã từng nói đủ lời hùng hồn với ông ta, bây giờ xem ra cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Diệp Quân Lâm đã chạy trốn đến không còn bóng dáng rồi. Thời gian trôi cúa rất nhanh, tí rigger nháy mắt cũng đã gần một tháng trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa là đến một tháng. Lý Tử Nhiệm lê cơ thể nặng nề của mình và vẫn còn chờ đợi. Cô đang mong đợi sự xuất hiện của vị anh hùng hơn người kia. Một tháng nay cô vẫn luôn chờ đợi. Từ bỏ đi, Tử Nhiệm, anh ấy sẽ không tới đâu. Đến buổi tối, Diệp Quân Lâm vẫn luôn mãi không xuất hiện. Mọi tưởng tượng và chờ mong của Lý Tử Nhiệm tan vỡ. Cô đã đợi tròn 30 ngày, mà cô không thấy Diệp Quân Lâm quay trở lại. Anh ấy đã mất tích thật rồi. Nói khó nghe chính là bỏ mặc vợ con gia đình, một mình chạy trốn. Trong lòng ai nấy đều hiểu. Trường hợp này, nếu trong vòng một tháng không xuất hiện, thì anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lý Tử Nhiệm cho dù có tin tưởng Diệp Quân Lâm hơn nữa cũng phải chấp nhận sự thật này. Diệp Quân Lâm đã thật sự ra đi rồi. Lý Tử Nhiệm rất bình tĩnh, không hề biểu hiện ra một chút nóng giận nào, chỉ có hai hàng lệ trong suốt chảy qua gò má. Dầm. Trước mắt Chí Oánh bỗng tối sầm lại, bà ngất lim đi ngay tức khắc. Bà không tài nào chấp nhận được sự thật này. Dứt hạo, Quân có thể vì lợi ích cá nhân, học theo Diệp Minh Thiên bỏ rơi vợ mình. Võ Tiêu và Trịnh Văn Viễn đều lo cuống lên. Bọn họ suy đoán rằng Diệp Quân Lâm chắc chắn là đang có nhiệm vụ, mới không từ mà biệt như vậy. Nhưng bọn họ lại không thể tiết lộ thân phận của Diệp Quân Lâm mà đành chỉ biết sốt ruột. Chuyện tốt mài, thật ra Diệp Quân Lâm mất tích là một chuyện tốt. Nếu như cậu ta có mặt ở đây, ngược lại là điều bất lợi cho chúng ta,
nhất là lại còn đắc tội với nhà họ Diệp Trịnh Quốc Thắng và Đoàn Văn Chấn thiếu chút nữa là reo lớn lên. Không sai, ngày trước Diệp Minh Thiên đã nói rồi, chỉ cần đứa bé không mang họ Diệp là được. Ngô Thị Lan cũng rất hưng phấn. Cho dù như vậy là không có cách nào để kết thân với nhà họ Diệp ở Kinh Thành nữa, nhưng hiện giờ tập đoàn Minh Cường, cho đến gác nhà giàu có của cả Giang Hải đều nằm trong tay Lý Tử Nhiệm thì như vậy là đủ rồi, không biết là khá hơn biết bao nhiêu lần so với bọn họ của ngày xưa. Lý Tử Nhiệm, con hãy chấp nhận sự thật này đi. Diệp Quân Lâm đã bỏ rơi con thật rồi. Con phải từ bỏ nó và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đúng thế, vì đứa bé trong bụng mình, con cũng phải từ bỏ cậu ta đi. Mọi người đều lên tiếng khuyên răn. Lý Tử Nhiệm lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên định nói, ba mẹ, ván cược với ba mẹ con thua rồi. Bây giờ thì con tin Diệp Quân Lâm đã bỏ rơi con rồi. Anh ấy đã bỏ trốn rồi. Từ vẻ mặt đậu buồn của đó An Tử Nhiệm có thể thấy cô thất vọng về người chồng của mình biết nhường nào. Lần này, cô bị Diệp Quân Lâm làm tổn thương đủ thảm hại rồi. Một nỗi đau thật sự thấu tim. Lần 6 năm đó, Lý Tử Nhiệm biết Diệp Quân Lâm bị hãm hại, cho nên cô vẫn luôn chờ đợi, nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Chi Oánh tỉnh lại, khóc không ra tiếng. Mọi thứ đều phát triển theo hướng bà không mong muốn nhìn thấy. Con trai ơi, con mau quay về đi. Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người nói, kể từ bây giờ, tôi tuyên bố, Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm không còn bất cứ mối quan hệ gì. Anh ấy không còn là chồng tôi nữa, cũng không phải là cha của đứa bé trong bụng tôi. Chi Oánh hét lên, nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Thứ hai, sau khi đứa bé trong bụng tôi ra đời, nó sẽ theo họ Đoàn của tôi. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi đất nước này để chờ sinh, cho đến khi con tôi được sinh ra. Lý Tử Nhiệm tuyên bố ba quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cô, những quyết định mà cô nói hết trong một hơi, bởi vì người bên cạnh bảo vệ cô cả đời lại rút lui, bỏ mặc cô mà chạy trốn rồi. Tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Tử Nhiệm cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng con đã nhìn thấu bộ mặt thật của Diệp Quân Lâm rồi. Nhìn rõ bản chất của tên súc sinh Diệp Quân Lâm này là tốt rồi. Trịnh Nhã Uyên và mọi người đều vô cùng kích động. Còn bà nữa, từ giờ phút này trở đi hãy rời khỏi Lý Tử Nhiệm. Từ giờ gia đình tôi không còn quan hệ gì với bà nữa. Nhất là đứa bé trong bụng Lý Tử Nhiệm, cũng không có quan hệ gì với bà cả. Ánh mắt của Ngô Thị Lan hướng đến Chi Oánh. Mẹ, dì đi đi, quay về Giang Hải đi. Sau này có cơ hội thì chúng ta còn gặp lại. Đến cả cách xưng hô với Chi Oánh, Lý Tử Nhiệm cũng thay đổi rồi. Cô cũng đoạn tuyệt quan hệ với Chi Oánh. Lý Tử Nhiệm, hãy để mẹ ở lại chăm sóc cho con nhé. Quãng thời gian qua mẹ chăm sóc cho con cũng thành thói quen rồi, để mẹ ở lại cũng còn có chỗ tốt mà. Mà hơn, ứa mẹ muốn thay ý Diệp Quân Lâm bù đắp cho con một chút. Sau khi đứa bé ra đời, mẹ sẽ ra đi, có được không? Chi Oánh chân thành cầu khẩn. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái lên tiếng, đúng thế, giữ bà ấy lại đi. Bà ấy chăm sóc con cũng cẩn thận lắm. Những ngày này, Chi Oánh săn sóc Lý Tử Nhiệm rất cẩn thận, từng ly từng tí một. Bất kỳ chuyện gì bà cũng phải để tự mình động tay vào, chú ý kỹ càng đến mọi thứ của Lý Tử Nhiệm. Việc này bọn họ đều biết cả. Trịnh Nhã Uyên thử hỏi bản thân mình nhưng cũng không làm được như vậy, mà mời bảo mẫu cũng không ổn. Ừ, giữ bà ấy lại đi. Bà ấy chăm sóc con đúng là rất tốt. Ngô Thị Lan thở phào một hơi. Nào ngờ Lý Tử Nhiệm lại lắc đầu, không. Dì Oánh bắt buộc phải rời đi. Cảm ơn sự săn sóc suốt một thời gian dài của dì. Nhưng mà, dì Oánh, dì an tâm, sau này dì có thể gặp em bé nếu muốn. Đương nhiên, tốt nhất là không gặp. Ý của Lý Tử Nhiệm rất đơn giản, chị Oánh có thể đến gặp cháu, nhưng không thừa nhận đó là cháu của bà. Thái độ của Lý Tử Nhiệm kiên định như thế, điều này vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Vậy thì nghe theo Lý Tử Nhiệm đi, bà mau đi đi nhé. Gia đình bà từ giờ về sau không còn bất cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái đuổi Chi Oánh đi. Chi Oánh bất lực, đành trở về Nam Giang. Lý Tử Nhiệm cần đi chuẩn bị đi, chúng ta ngay lập tức ra nước ngoài. Chúng ta đã nghỉ việc rồi, cả nhà sẽ ở cạnh cơn cho đến khi em bé ra đời, Triệu Nhã Uyên nói. Hai nhà Đoàn Trịnh liên hệ một hồi, rất nhanh, một chiếc máy bay tư nhân đáp tới. Nơi Trương Phúc Long liên hệ là tỉnh Quốc, cách Lạc Việt tương đối gần, điều kiện y tế lại tốt. Buổi chiều họ sẽ xuất phát.
Nhất cử nhất động hành tung của Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh đều nằm trong mắt của đám người Đỗ Thiên Nhất. Các vị đồng minh, 12 giờ đêm nay, Lý Từ Nhiệm sẽ đến tỉnh quốc. Đây là bản đồ lộ trình và bố trí nhân viên của bọn họ. Mọi người đi chuẩn bị đi. Bắt được một mình Lý Từ Nhiệm là đủ rồi, không cần Trí Oánh nữa, nhưng cũng cần ra tay bên phía Trí Oánh. Bắt được cả hai thì sự nắm chắc thành công rủa chúng ta càng lớn. Đỗ Thiên Nhất nắm được toàn bộ thế cục. Phải tóm được Đoàn, Từ Nhiệm, cũng phải bắt được Trí Oánh. Chiều đến, hai nhà Trịnh Đoàn cùng một vài nhân viên y tế, đi cùng Lý Từ Nhiệm lên máy bay tư nhân. Sau 8 tiếng nữa, máy bay tư nhân sẽ đáp xuống sân bay thành phố Ngàn Sao, thủ đô của tỉnh quốc. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không thể lường được. Toàn bộ sân bay đều là mai phục ùn ùn kéo đến. Tất cả các chuyến bay đều ngừng lại, không còn bất kỳ nhân viên nào ở sân bay nữa. Chờ đợi nhóm Lý Từ Nhiệm là những kẻ bại tướng dưới tay Diệp Quân Lâm. Có đến cả vạn cao thủ đang đợi ở đây, chỉ đợi chiếc máy bay tư nhân đáp xuống thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Lúc này, Trí Oánh vừa hãy từ Nam Giang trở về Giang Hải. Ngay khi sắp đến đoạn đường trở về trang viên Bảo Đức Đanh của nhà họ Trí thì lại có mai phục, những cao thủ Đỗ Thiên Nhất phái đến sớm đã chờ đợi từ lâu. Có thể nói rằng, hai người Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh đều nằm trong sự kiểm soát của Đỗ Thiên Nhất. Vậy mà giờ khắc này, Diệp Quân Lâm đang ở cực Bắc, đang chiến đấu với đám điên ở Điện Thái Hòa, căn bản là không có thời giờ để chú ý đến thứ khác. Tại sân bay thành phố Ngàn Tinh Quốc, chiếc máy bay tư nhân đến từ Nam Giang hạ cánh vững vàng. Lý Từ Nhiệm đến rồi, mọi người chú ý. Chuẩn bị đi, đợi chút nữa lập tức ra tay ngay. Đỗ Thiên Nhất ngồi xuống đài quan sát, khái quát toàn bộ tình hình. Người tôi sắp xếp đã đợi ở ngoài rồi, chúng ta mau xuống máy bay thôi. Trương Phúc Long sốt sắng nói. Một đoàn người rời khỏi máy bay. Tại cảnh Bắc, chốn cực Bắc, trên mặt băng mênh mông vô tận, khói thuốc súng còn chưa tan đi, khắp nơi đều là xác chết. Diệp Quân Lâm cùng các anh em vừa mới đánh lùi một đợt tấn công mãnh liệt từ Huyết Vương Điện, đang ở nghỉ ngơi điều chỉnh. Diệp Quân Lâm ngồi ở trên một tảng đá lớn, anh đang hút thuốc. Ô, bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng hốt trong lòng, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Đây là một loại cảm giác xưa nay chưa từng có. Đây là một loại cảm ứng đặc biệt của tâm hồn. Không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Đây là một dự cảm mãnh liệt. Mẹ và Từ Nhiệm chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng lần này là mệnh lệnh cao cấp nhất của Lạc Việt, tính bảo mật cũng cao nhất, tuyệt đối không thể vì việc riêng của anh mà điều đi một ít người bảo vệ. Hy vọng duy nhất bây giờ chỉ có thể ký gửi trên người Lưu Hải Long, nhưng anh hiểu rằng khả năng của Lưu Hải Long có hạn. Nếu bị cố ý nhắm vào, sợ là Lưu Hải Long không đỡ nổi. Không ổn, Từ Nhiệm và mẹ chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Diệp Quân Lâm bắt đầu luống cuống. Anh gấp đến mức ra cả mồ hôi lạnh. Nhưng quan trọng là bây giờ anh không thể trở về kinh thành, nói gì đến việc bảo vệ người nhà chứ. Giữa quốc gia và gia đình chỉ có thể chọn một mà thôi. Thật ra tình huống của Diệp Quân Lâm là tình huống của rất nhiều chiến sĩ Lạc Việt, bởi vì trên người có nhiệm vụ nên không thể trở về hiểu thuận với cha mẹ, chăm sóc cho vợ con, nhiều lúc còn bỏ lỡ một ít một sự kiện quan trọng trong đời người. Có đôi lúc bản thân đang quây quân bên gia đình, đột nhiên nhận được mệnh lệnh cũng sẽ đi không từ mà biệt. Việc này khiến người nhà thất vọng, khiến người yêu buôn lòng, thất vọng, khiến bạn bè bạn học xa cách. Không có ai thấu hiểu, bị hiểu lầm. Những người thân là chiến sĩ cũng không có cách nào khác, cũng vô cùng bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Bọn họ phải bảo vệ biên giới thì người người nhà nhà mới bình yên. Không chi là các chiến sĩ, mà còn có người có nhiều ngành khác cũng gặp tình huống này. Cống hiến cho Lạc Việt một cách yên lặng, nhưng vẫn bị hiểu nhầm. Ở thời đại này, giờ giờ phút phút cần có người cống hiến. Ở nơi mà người khác không biết đến, cũng đang có người yên lặng bỏ ra tất cả. Trên đời làm gì có cái gọi là năm tháng bình yên, chẳng qua là do ở phía trước có người đứng ra gánh trọng trách về mình. Cuộc sống sinh hoạt bình yên đó được đổi lấy từ sự hy sinh của biết bao người. Ví dụ ngay trước mắt là Diệp Quân Lâm. Để tiêu diệt Huyết Vương Điện, để bình yên của Lạc Việt, anh cần phải từ bỏ người nhà. Ngay cả khi trong bụng Lý Từ Nhiệm còn có đứa trẻ sắp sinh, anh cũng phải từ bỏ mà không có lấy một câu oán hận. Chiến thần, vì chị dâu cùng bác gái, chúng ta đừng để ý quá nhiều, hãy làm trái lệnh một lần và quay trở về đi. Đám người Tây Phương nhìn ra sắc mặt Diệp Quân Lâm hơi lạ,
nhanh chóng xin ra trận. Đúng vậy, chiến thần, làm trái mệnh lệnh một lần đi. Để chúng tôi trở về bảo vệ chị dâu tôi chấp nhận bất cứ hình phạt nào được đưa ra, quyết không hối hận. Bạch Hổ cả người là máu quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm. Bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hai người Lý Tử Nhiệm gặp nguy hiểm. Bộp, bộp, tất cả, những người khác đều lần lượt quỳ xuống đất, cầu xin Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra. Anh cắn nhẹ môi nói, quân lệnh như núi. Ai cũng không thể cãi lời, đặc biệt là tôi phải là người làm gương. Sau này không ai được phép nhắc đến chuyện này. Từ khi anh mặc vào mình bộ quân trang này, bước chân vào chiến trường này. Anh đã không còn là con của bất kỳ ai, không còn là chồng của ai, và cũng không là cha của ai cả. Anh là một chiến sĩ của Lạc Việt giàu nhiệt huyết và lòng hy sinh. Anh phải gạt bỏ tất cả thứ gọi là tình cảm cá nhân. Bắc Phương đã khóc thành tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Bác gái và chị dâu hiện tại đang ở trong tình thế nguy hiểm. Trong thời gian một tháng, bọn, họ, chắc chắn sẽ có hành động. Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn sao? Báo. Huyết Vương Điện đột kích. Chiến thần Tu La không để cho người khác có thời gian suy nghĩ, Huyết Vương Điện đã cho quân tấn công lần nữa. Bây giờ, Diệp Quân Lâm thật sự không có cách nào đối phó. Lần này, Huyết Vương Điện quá mạnh mẽ. Bọn họ dùng toàn bộ tâm huyết của mình vào Huyết Vương Điện. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của tôi, theo tôi mà đánh. Diệp Quân Lâm lớn tiếng hô. Ù ù ù. Ngay lúc này, một chiếc trực thăng của vệ binh Viêm Long đáp xuống băng nguyên. Vài người của vệ binh Viêm Long bước xuống từ trên trực thăng. Bọn họ nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Quân Lâm, quỳ trên mặt đất hô to nói, xin chào chiến thần Côn Luân, xin chiến thần trò một chút. Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Hả, có chuyện gì? Trong lòng Diệp Quân Lâm cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nữa u? Vệ binh Viêm Long từ kinh thành đến để thông báo cho mình sao? Có phải chiến thần Côn Luân anh đang lo lắng cho sự bình an của người nhà không? Vệ binh Viêm Long cười hỏi. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng vậy, đúng là tôi cảm thấy rất lo lắng bọn họ. Chỉ cần tôi rời khỏi bọn họ, đám cấp dưới của những tên bại trận chắc chắn sẽ có hành động. Chiến thần Côn Luân, anh hãy yên tâm, việc anh nghĩ đến. Lạc Việt cũng đã nghĩ đến. Lần này, Huyết Vương Điện lại một lần nữa trở lại. Đây chính là âm mưu của đối phương. Đây là kế sách do đại tướng của nước Dương là Độ Thiên Nhất bày ra, mục đích là để điều anh rời khỏi Lạc Việt, sau đó ra tay với người nhà anh, lấy đó làm thứ để khống chế anh. Vệ binh Viêm Long cười và nói. Ồ, biểu hiện đầu tiên của Diệp Quân Lâm là sửng sốt, ngay sau đó bộc lộ ra biểu cảm mừng như điên. Lạc Việt biết tất cả, vậy nghĩa là mẹ cùng và vợ của mình không có nguy hiểm gì. Vệ binh Viêm Long cười, nói chiến thần Côn Luân cùng với những người chiến sĩ đang hăng hái chiến đấu trong biển máu, việc của mọi người là bảo vệ biên giới, hãy yên tâm về người nhà ở phía sau. Lạc Việt vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng mọi người. Chỉ một câu đơn giản, Lạc Việt vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng mọi người. Đã thành công làm rung động hàng nghìn trái tim người chiến sĩ ở đây. Bọn họ bảo vệ gia đình lớn, cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ, nhưng theo thường lệ chỉ có thể lựa chọn một bên mà thôi. Sự bất lực của người chiến sĩ sợ rằng chính là vấn đề này, nhưng bọn họ sinh ở một quốc gia tốt đẹp. Bọn họ bảo vệ núi sông quê hương, Lạc Việt cũng thay bọn họ bảo vệ gia đình nhỏ. Chiến thần Côn Luân, vợ của anh cùng người nhà đã đi đến tỉnh quốc trước. Lòng Diệp Quân Lâm trùng xuống. Lý Tử Nhiệm đúng thật là đã đi ra nước ngoài, đoán chừng bây giờ cô đang hận đến mức muốn anh chết. Vậy bọn họ bây giờ đã an toàn rồi sao? Diệp Quân Lâm nhỏ giọng hỏi. Ở sân bay Tinh Quốc, thành phố Ngàn Sao, Đỗ Thiên Nhất đã sắp xếp hơn 1.000 cao thủ chờ ở đó. Chỉ cần vợ của anh vừa hạ cánh, bọn họ lập tức sẽ hành động vệ binh Viêm Long chuyển vấn để nói chuyện, nhưng có điều là mong chiến thần Côn Luân yên tâm. Lạc Việt đã điều người đi bảo vệ. Một Đỗ Thiên Nhất không đủ sức khiến ta sợ hãi. Ai là người được điều đi? Diệp Quân Lâm mang vẻ mặt tò mò hỏi. Là Trần Hữu Đạo, sau khi vệ binh Viêm Long nhắc tới cái tên này thì hít sâu một hơi. Là anh ta sao? Diệp Quân Lâm sắc mặt cũng thay đổi. Nếu muốn hỏi trong giới quân sự Lạc Việt, anh có đối thủ cạnh tranh hay không?
Cói và cũng chỉ có một người, đó chính là Trần Hữu Đạo. Lúc trước, anh nhờ một trận chiến mà được phong thần. Trần Hữu Đạo lúc đó có chiến tích tương đương anh, có thể ỏi a dưới một người trên nghìn người. Anh được ban phong là chiến thần Côn Luân, trở thành Trấn Quốc đại tướng quân. Trần Hữu Đạo được phong là chiến thần Tu La và được gọi về kinh thành chủ yếu là vì Trần Hữu Đạo làm người vô tình tàn nhẫn, tính tình trời sinh đã độc ác, giống như danh hiệu của anh ta, Tu La vậy. Anh ta tưởng chừng như là người đến từ địa ngục, là kẻ đại biểu cho sự hủy diệt. Anh ta đã nhận được nhiều tranh cãi về việc tiêu diệt tù nhân, bình thường đánh giá về anh ta đều có đủ khen chê. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà Trần Hữu Đạo mới bị gọi về kinh thành. Trần Hữu Đạo thích chém giết thành tính, trời định sẵn không thể trở thành người như Diệp Quân Lâm được. Tuy vậy nhưng nếu bàn về mặt khả năng chiến đấu thì Trần Hữu Đạo là người có thực lực sát nút với Diệp Quân Lâm nhất. Anh ta thích hợp trở thành một mãnh tướng hơn, chứ không phải là thống soái. Có chiến thần Tu La ở đây, thì tôi yên tâm hơn rồi. Diệp Quân Lâm thật sự rất cảm động. Nhân dân Lạc Việt đều biết từ trước đến nay chiến thần Côn Luân luôn có mâu thuẫn với chiến thần Tu La, thậm chí có thể nói là đối lập như nước với lửa. Nếu không phải vì hai người đều có thân phận chiến thần Lạc Việt, thì e rằng bọn họ sớm đã liều mạng một mất một còn với nhau rồi. Khi nhắc đến Lạc Việt, thì có ai mà không phục Diệp Quân Lâm chứ? Duy nhất chỉ có Trần Hữu Đạo mà thôi. Trần Hữu Đạo luôn không vừa ý về chuyện Diệp Quân Lâm được ngôi vào vị trí chiến thần Côn Luân. Anh ta cho rằng bản thân mạnh mẽ hơn Diệp Quân Lâm, anh ta mới là người có tư cách nhất để ngồi vào vị trí đó. Cho nên mâu thuẫn của hai người cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ. Theo như những gì Diệp Quân Lâm nghĩ thì chiến thần Tu La Trần Hữu Đạo tuyệt đối sẽ không thay anh bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Nhưng không ngờ lúc này anh ta lại đi. Vậy chứng tỏ Lạc Việt đã nỗ lực rất nhiều, mới có thể lay động Trần Hữu Đạo. Điều này chứng tỏ Trần Hữu Đạo cũng là loại người sẽ từ bỏ mâu thuẫn và oán hận của bản thân khi đối mặt với lợi ích của Lạc Việt. Trần Hữu Đạo không tệ nha, xem như tôi nợ anh một ân tình. Diệp Quân Lâm cười nói. Sau khi sự việc xong xuôi, cho dù có bảo anh nhường lại vị trí chiến thần Côn Luân cũng được. Hiện nay, chiến thần Tu La đã ở tỉnh quốc thành phố ngàn sao rồi, vợ của ngài tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngoài ra, tam đại cao thủ tuyệt đỉnh phá quân, thất sát, tham lang đệ tử của chiến thần Tu La đã đi bảo vệ mẹ của ngài rồi. Vẫn mong chiến thần Côn Luân đặc biệt đi đối phó Điện Thái Hòa, phía sau có chúng tôi chống đỡ, phía sau có Lạc Việt vệ binh Viêm Long làm động tác chào kiểu quân đội. Sau khi Diệp Quân Lâm đáp lễ, anh chỉ huy đội xông vào cuộc chiến tiêu diệt Điện Thái Hòa. Giang Hải, Gân Trang Viên Bảo Đức Danh. Các cao thủ nước ngoài vừa muốn ra tay thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay sau đó một mũi tên đẫm máu bay qua. Tuy rằng phái đến đây đều là những cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng họ phải đối mặt với thứ đáng sợ và đã man kinh khủng đó chính là thất sát, tham lang, phá quân. Bọn họ đều là những người kế thừa các mặt tàn bạo dã man của sư phụ chiến thần Tu La. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay khi trong chiến đấu. Chí Oánh không hề hấn gì. Phía bên kia, sơ bay tinh quốc thành phố ngàn sao. Ngay khi Đỗ Thiên Nhất đi xuyên qua màn hình lớn, đã nhìn thấy đám người Đoàn Tử Nhiệm xuống máy bay rồi. Tất cả nghe lệnh của tôi. Ngay khi anh ta muốn ra lệnh, lại ngửi thấy mùi tanh như máu. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mọi người xung quanh anh ta đều gục ngã trong vũng máu. Phía sau có một người đang nhìn chằm chằm vào anh tét dáng dấp của người này hơi gầy, trên khuôn mặt của người đó đang đeo một cái mặt nạ ác quỷ. Lạc Việt Tu, chiến thần Tu La. Đỗ Thiên Nhất nuốt nước bọt một cách hung hãn. Mau ra lệnh cho đám người của anh dừng tay lại. Đừng ép tôi giết chết toàn bộ. Tôi đã bảo vệ Lý Tử Nhiệm, thì ai cũng đừng hòng động vào cô ấy. Trần Hữu Đạo lạnh lùng lên tiếng. Đỗ Thiên Nhất không dám tin vào những gì anh ta nghe thấy, không thể nào. Không phải anh có mâu thuẫn với chiến thần Côn Luân sao? Sao anh có thể vượt ngàn dặm xa xôi để bảo vệ người phụ nữ của kẻ đó? Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra được. Tất cả mọi người ở nước ngoài đều biết chuyện mâu thuẫn bấy lâu nay giữa chiến thần Côn Luân và chiến thần Tu La. Đúng, không hề sai, đúng là tôi và Diệp Quân Lâm có mâu thuẫn như nước với lửa không thể hòa thuận, có mặt tôi ở đó thì không có anh ta, có anh ta thì không có tôi, nhưng các người đã bỏ qua một điều, chúng tổ đều là người Lạc Việt. Đừng hòng có mưu đồ với Lạc Việt. Trần Hữu Đạo lạnh lùng và tàn nhẫn nói.
Đỗ Thiên Nhất đã sơ suất bỏ qua tình nghĩa đồng bào của hai người họ. Thậm chí hai người có thể bắt tay giảng hòa khi đối diện với kẻ thù. Việc không phục Diệp Quân Lâm là chuyện riêng của Trần Hữu Đạo. Khi đối diện với lợi ích của Lạc Việt thì bất cứ chuyện gì cũng đều phải dẹp bỏ qua một bên. Thật không ngờ, được, tôi rút lui. Đỗ Thiên Nhất lập tức ra lệnh rút lui. Anh ta không thể chọc giận đến chiến thần Côn Luân. Cũng không thể động đến chiến thần Tu La. Cái vế đằng sau chính là một kẻ điên không màng hậu quả, nếu anh ta còn tiếp tục thì nhất định sẽ báo thù một người kia điên cuồng trả thù. Đám người Lý Tử Nhiệm được đưa đi một cách an toàn rồi. Đám người Đỗ Thiên Nhất đều rất buồn bực. Bọn họ không ngờ rằng chuyện mình đã tập trung cố gắng lên kế hoạch trong nửa năm nay thế mà lại bị thất bại. Đám người của Đỗ Thiên Nhất đều không hiểu được tình nghĩa đồng bào của bọn họ, và từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được chuyện vì sao mà chiến thần Tu La lại đến bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Chuyện bọn họ giết Diệp Quân Lâm không phải sẽ càng có lợi hơn đối với Trần Hữu Đạo hay sao? Có như vậy thì anh ta mới có thể chiếm được vị trí số 1 ở Lạc Việt. Vị trí chiến thần Côn Luân cũng sẽ là của anh ta. Có thể nói rằng nếu Diệp Quân Lâm ngã xuống, kẻ nhận được nhiều lợi ích nhất trong chuyện này chính là Trần Hữu Đạo rồi. Nhưng không ngờ anh ta lại đến bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Điều này là điều khiến họ nghĩ mãi không ra. Đây cũng là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa Lạc Việt với nước ngoài. Có tên điên Trần Hữu Đạo ở đó, chúng ta đành phải bó tay thôi. Lại phải tính toán lên kế hoạch lâu dài hơn cho chuyện này rồi. Ngay cả Đỗ Thiên Nhất cũng phải tự tỉ. Khó khăn lắm chiến thần Côn Luân mới rời đi, thì nay lại xuất hiện một chiến thần Tu La có năng lực gần như không có giới hạn. Bọn họ thật sự khiến người khác bất lực. Ở phía bên kia, nhóm người Lý Tử Nhiệm đến cơ sở y tế cao cấp nhất của thành phố Ngàn Sao, bây giờ chỉ chờ đợi đứa bé chào đời mà thôi. Tên Diệp Quân Lâm này, ban đầu còn bảo ở nước ngoài không tốt, không an toàn, nhìn xem không an toàn chỗ nào chứ. Trương Phúc Long cười khẩy nói. Còn nhắc đến anh ta làm quái gì nữa? Đúng là tên súc sinh. Gương mặt của Ngô Thị Lan đang tràn ngập vẻ mặt tức giận. Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người một cái rồi nói, sau này cháu không hy vọng nghe thấy cái tên của người này. Mọi người đừng nhắc anh ta trước mặt cháu nữa ồ được được. Mọi người lập tức im lặng. Lần này, ai cũng có thể nhận ra. Lý Tử Nhiệm đã thật từ bỏ rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không ra nước ngoài, cũng sẽ không để đứa bé mang họ của cô. Trong chỗ tối, chiến thần Tu La Trần Hữu Đạo đang quan sát tất cả. Ngay cả kẻ tàn nhân như anh ta, cũng phải thở dài một tiếng. Thực sự không dễ dàng gì. Kể ra cũng thật kỳ lạ, sau khi chúng ta rời đi, nghe bảo chiến thần Côn Luân cũng rời khỏi Nam Giang, hình như là có chuyện cực kỳ quan trọng. Trương Phúc Long nhói. Trên khuôn mặt của mấy người Ngô Thị Lan lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên, hả? Bây giờ còn có chuyện khiến chiến thần Côn Luân phải rời đi xử lý à? Vậy chắc chắn là việc cực kỳ quan trọng, nếu không thì chiến thần Côn Luân sẽ không rời đi đâu. Cả nhóm người bàn tán về chuyện của chiến thần Côn Luân. Thân toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không chắc chắn lắm cho nên lại liếc nhìn thêm một lần nữa. Thật sự là người đó. Đam mỹ hay. Cơ sở y tế này là y ơ sở cao cấp nhất ở Tinh Quốc. Nhân vật mà họ tiếp xúc cũng là những nhân vật tâm cỡ hàng đầu. Đặc biệt là khoảng thời gian này, rất nhiều doanh nhân giới thượng lưu đều đang thảo luận chuyện này. Vì lẽ đó họ nhận ra tấm ảnh của Diệp Quân Lâm. Hả, sao thế? Lý Tử Nhiệm cảm nhận được từng đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên y tế, cô ngẩng đầu lên hỏi. Đồng thời tắt điện thoại đi. Cô Tử Nhiệm, người đàn ông trong tấm ảnh đó có phải là chồng của cô không? Một người trong số đó dè dặt hỏi. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng, đã từng thôi. Anh ta cũng là người Lạc Việt sao? Một người khác lại hỏi, là người Lạc Việt. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Am sau khi họ xác nhận xong, cả người lại run lên cầm cập, thậm chí lộ ra cả vẻ sợ hãi. Không ngờ người mà họ phải chăm sóc tiếp theo lại là vợ của người đàn ông đó. Thật là quá đáng sợ. Lý Tử Nhiệm thấy được sự thay đổi cảm xúc của những con người đó. Cô hỏi, sao thế? Xem ra các cô quen biết anh ta. Chúng tôi chỉ là cảm thấy tò mò, tại sao anh ta không ở bên cạnh cô? Cô Tử Nhiệm, chúng tôi nghe nói đàn ông Lạc Việt đối xử với vợ rất tốt. Mấy người nhân viên y tế này lăn lộn trong giới thượng lưu của Tỉnh Quốc. Biết rõ không nên nói những gì, vì thế bọn họ lập tức thay đổi chủ đề.
Ờ, anh ta bận việc không đến được. Lý Tử Nhiệm cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao thì mấy người nhân viên y tế này phản ứng quá nhanh, họ cũng chưa để lộ quá nhiều thông tin. Đương nhiên là bọn họ biết Diệp Quân Lâm không kịp tới đây. Bởi vì họ biết Diệp Quân Lâm đang ở đâu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng ngày. Điều khiến Lạc Việt không ngờ đến chính là sự mãnh liệt vượt xa mong đợi trong trận chiến lần này ở Điện Thái Hòa. Cũng may người dẫn dắt là Diệp Quân Lâm, vậy nên còn có thể kiểm soát được chút ít. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian nữa thôi. Thời gian 2 tháng dày vò vật lộn trôi qua. Hôm nay, Diệp Quân Lâm cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên, làm việc gì cũng không tập trung được. Dựa theo thời gian đã tính toán trước đó thì mấy ngày này chính là ngày sự sinh của Lý Tử Nhiệm rồi. Anh có phản ứng như thế. Vậy chứng tỏ rất có khả năng là Lý Tử Nhiệm đã sinh con rồi. Tử Nhiệm, anh có lỗi với em. Không cho em được một đám cưới đàng hoàng. Bây giờ ngay cả khi em mang thai sinh con cũng không thể chăm sóc được cho em. Diệp Quân Lâm lẩm bẩm một mình. Xảy ra chuyện như thế này, anh cũng hiểu rõ, không phải bù đắp là có thể giải quyết được. Hơn nữa có thể bù đắp được gì chứ? Thời khắc quan trọng như thế cũng không thể kề bên cô. Thế thì còn có thể lấy cái gì để bù đắp cho cô đây? Tử Nhiệm, vất vả cho em rồi. Diệp Quân Lâm vo chặt nắm đấm. Không có nhiều thời gian xúc động, lại lao vào giao đấu với Điện Thái Hòa. Bên trong bệnh viện của tỉnh quốc, Lý Tử Nhiệm một mình đối mặt với thời khắc quan trọng của đời người. Toàn bộ người nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều đợi ở bên ngoài. Chị Oánh cũng muốn đến, nhưng đã bị Lý Tử Nhiệm từ chối. Không a. Cuối cùng sau những giây phút đợi trò căng thẳng, một tiếng khóc non nớt đã phá vỡ sự yên cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra rồi. Là con gái. Lý Tử Nhiệm sinh một bé gái cho Diệp Quân Lâm rồi. Đoàn Lễ Nguyên vui đến tột y ưng mà rơi nước mắt. Diệp Quân Lâm trên chiến trường đột nhiên thở phào một cái, anh xông lên phía trước, quyết đấu với cao thủ mạnh nhất của Điện Thái Hòa. Tử Nhiệm, đứa bé đã chào đời rồi, cô mau đặt một cái tên cho đứa bé đi. Mọi người ai cũng kỳ vọng nhìn về phía Lý Tử Nhiệm. Gọi là Đoàn Lê Quân đi. Cái tên Lý Tử Nhiệm này cũng không cần phải nghĩ nhiều, gần như nói ra trong vô thức. Hiển nhiên cô đã sớm chọn xong tên cho đứa bé rồi. Đoàn Lê Quân, chẳng lẽ? Trịnh Nhã Uyên vừa muốn nói ra ý nghĩa của cái tên đó liền bị Đàn Hồng Thái chặn lại, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết ý nghĩa của cái tên này. Họ cũng đều hiểu rõ. 2 tháng nay chuẩn bị sinh ở thành phố Ngàn Sao, Lý Tử Nhiệm bí mật cho người đi tìm Diệp Quân Lâm. Thật ra cô yêu Diệp Quân Lâm vô cùng sâu đậm. Tuy đã tuyên bố quyết định rồi, nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng. Nhưng 3 tháng qua đã hoàn toàn dập tắt hy vọng ấy. Từ đầu đến cuối anh vẫn không xuất hiện. Xem ra bây giờ, anh đang trốn tránh nhà họ Đoàn. Gần 1 tháng tiếp theo chính là thời gian đặt cược với nhà họ Đoàn. Đoàn Lê Quân. Lý Tử Nhiệm muốn hoàn toàn quên sạch mọi thứ về Diệp Quân Lâm. Quãng đời còn lại, cô không muốn dính líu thêm gì với anh nữa. Ba mẹ, mọi người thu dọn một chút, chúng ta sớm quay về Lạc Việt thôi. Con không chịu nổi chỗ này nữa rồi. Lý Tử Nhiệm nói. Nhưng con mới vừa sinh con xong, cơ thể còn rất yếu đó. Trong mắt mọi người đều tràn đầy sự lo lắng. Không, không sao đâu, cơ thể của con còn có thể chống đỡ được. Lý Tử Nhiệm kiên trì nói tiếp. Đêm đó cả đám người bọn họ đều cùng nhau quay về Lạc Việt. Chiến thần Tu La hộ tống cả quãng đường, dù sao thì đây là nhiệm vụ của anh ta. Lý Tử Nhiệm gấp gáp quay về Lạc Việt như thế là bởi vì cô phải làm một chuyện rất quan trọng. Chi Oánh đã đứng, chờ ở cửa biệt thự vườn hoa Hoàng Thành Nam Giang từ lâu. Nhìn thấy Lý Tử Nhiệm chở, Chi Oánh lập tức ra chào đón. Bà đến làm gì, mau cút đi. Chúng tôi không hoan nghênh bà xuất hiện ở đây. Tôi nói cho bà biết, đứa bé này không có quan hệ gì với bà cả. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên lập tức chặn lại. Nét mặt Chi Oánh trở nên khó coi, nhìn Lý Tử Nhiệm nói một cách thành khẩn. Tử Nhiệm à, để mẹ chăm sóc cho con và đứa bé đi. Để mẹ chuộc lỗi cho đứa con bất hiếu của mẹ. Con trai mẹ có lỗi thì người làm mẹ đây nên giúp nó chuộc lại lỗi lắm này. Mọi người liếc nhìn bà một cái và nói, điều này thì đúng rồi. Đứa con trai đó của bà thực sự đã làm ra những việc không bằng cầm thú. Bà phải bù đắp lại là điều nên làm. Diệu Ánh, tôi và đứa bé đều không cần gì chăm sóc.
Ngoài ra thì tôi đã không còn quan hệ gì với con người đó, nên không còn chuyện phạm lỗi hay không phạm lỗi nữa. Lý Tử Nhiệm lên tiếng nói ra một câu rất dứt khoát. Sắc mặt của Trí Oánh tràn ngập vẻ bất lực, được rồi, vậy con phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé nhé. Trí Oánh quay người định rời đi. Dị Oánh chờ một chút. Phía sau lưng của bà vang lên giọng nói của Lý Tử Nhiệm. Hả, sao thế? Trí Oánh hỏi. Dì đến đây liếc nhìn đứa bé một cái đi. Lý Tử Nhiệm thở dài nói. Cuối cùng, Trí Oánh đi vào trong biệt thự, khoảnh khắc khi nhìn thấy đứa bé, bà đã bật khóc. Khi ôm đứa bé vào lòng, bà lập tức có cảm giác được tình cảm máu mủ ruột thịt. Nếu như Diệp Quân Lâm không bỏ đi, vậy thì tốt biết bao. Một gia đình sẽ hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc quái đứa con bất hiếu này. Lại học theo Diệp Minh Thiên, chạy trốn rồi. Được rồi, bà ôm đủ lâu rồi, mau đi đi, nơi đây không chào đón bài Trí Oánh bị đuổi đi. Đúng rồi, tên đứa bé là Đoàn Lê Quân. Bà hiểu thái độ lần này của Từ Nhiệm rồi chứ. Sau này đừng để chúng tôi nhìn thấy bà nữa. Ngô Thị Lan đứng ở cửa, cười khẩy và nói. Cả cơ thể của Trí Oánh run lên cầm cập. Lý Tử Nhiệm làm như vậy là đã đưa ra quyết tâm rồi. Để bà được nhìn đứa bé, không có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm. Từ tên của đứa bé có thể thấy được. Trí Oánh gần như khóc suốt cả dọc đường về nhà. Cuộc đời này của bà thật sự là quá thất bại. Gặp phải một kẻ bội bạc đã đành. Ngay cả con trai cũng thế. Cuộc đời thất bại. Dòng tộc họ Diệp ở Kinh Thành. Nghe nói con của Diệp Quân Lâm đã ra đời rồi. Diệp Minh Thiên hỏi. Sinh ra ở Tinh Quốc, bây giờ đã trở về Nam Giang rồi, tên đứa bé là Đoàn Lê Quân. Không phải họ Diệp. Diệp Thần ở bên cạnh gật đầu. Anh ta nắm rõ tình hình gần đây của đám người nhà Lý Tử Nhiệm. Điều này khiến Diệp Minh Thiên rất hài lòng, ha ha, vậy thì tốt. Con của nó thì không có tư cách mang họ Diệp, đừng hòng có thể dựa danh tiếng nhà họ Diệp. Đúng rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Diệp Quân Lâm sao? Đã 3 tháng trôi qua còn gì? Diệp Thần cau mày, vâng, vẫn chưa có tin tức gì. Dù cho anh ta có chết, con cũng có thể tìm được xác. Nhưng không ngờ lại không có một chút manh mối nào cả, anh ta giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Thật khiến con không thể tưởng tượng nổi. Thằng ăn hại đó cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Không ngờ trốn đến mức chúng ta tìm không ra. Diệp Minh Thiên cười khẩy nói. Diệp Thần khinh thường nói, khả năng lớn là anh ta đang ở nước ngoài, không ở Lạc Việt. Đúng là thằng nhát gan ha ha, sắp đến lúc đặt cược giữa ba và nó rồi. Không biết có bao nhiêu người theo dõi chuyện này nữa. Nhưng mọi người chắc đều không ngờ, thằng nhãi đó lại trốn đi biệt tăm. Đúng là nực cười, ha 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 ha. Diệp Minh Thiên ngẩng đầu lên trời cao cười lớn. Một lần nữa ông ta cảm thấy chuyện mình cắt đứt quan hệ với Diệp Quân Lâm là hoàn toàn đúng đắn. Diệp Thần nhăn mày, đột nhiên đặt ra một vấn đề, ba, lỡ như ở ngày đặt cược đó Diệp Quân Lâm quay lại thì sao? Hả? Câu hỏi này khiến Diệp Minh Thiên ngây cả ra. Đúng thật là có khả năng này. Diệp Quân Lâm vẫn luôn chờ đợi thời cơ xuất hiện vào ngày đặt cược đó, trực tiếp đến thẳng cửa nhà họ Diệp. Không thể nào. Ngay cả giây phút con mình ra đời mà Diệp Quân Lâm cũng vắng mặt, sao có thể xuất hiện vào lúc này được? Diệp Minh Thiên lập tức phủ định. Diệp Thần gật đầu, cũng có lý. Đến cả ngày đó anh ta còn có thể từ bỏ. Vậy thì càng không thể xuất hiện vào ngày đặt cược với ba rồi. Yên tâm đi, nó không thể xuất hiện đâu, nó chính là một trò cười. Cả gương mặt Diệp Minh Thiên đều là sự khinh bỉ và chế giễu. Diệp Thần than thở, tiếc quá. Không thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ thảm bại của Diệp Quân Lâm. Không thể thấy được bộ dạng nhếch nhác quỳ xuống xin tha mạng của anh ta. Diệp Thần và Diệp Minh Thiên vẫn mong Diệp Quân Lâm có thể đến. Họ muốn để Diệp Quân Lâm biết nhà họ Diệp rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cửa nhà họ Diệp là nơi cao chót vót không phải ai cũng có thể với tới. Bậc cửa nhà họ Diệp giống như ranh giới của bầu trời. Họ muốn khiến Diệp Quân Lâm hối hận khi dám nói ra những lời ngông y ồng đó. Càng muốn chứng phơn Diệp Thần mạnh hơn Diệp Quân Lâm. Quyết định của Diệp Minh Thiên thì không thể sai được. Trí Oánh muốn ông ta phải hối hận. Không thể nào. Bây giờ Diệp Quân Lâm cũng đã bỏ trốn rồi, vậy thì sao ông ta có gì mà phải hối hận chứ? Trong một tháng này, lúc Lý Tử Nhiệm ở cữ cũng chẳng rảnh rỗi gì. Sắp xếp toàn bộ tài nguyên các lĩnh vực của tập đoàn Minh Cường trước đây lại với nhau.
việc Diệp Quân Lâm chưa làm xong, cô sẽ thay anh giải quyết. Dưới sự nỗ lực của Euro Ố và Phùng Ngọc Hân, thành quả của họ, trong một tháng qua được hiện lên rõ ràng, tập đoàn Minh Cường đã đi vào đúng quỹ đạo. Điều này khiến Lý Tử Nhiệm không thể hiểu được. Tại sao Diệp Quân Lâm không nỗ lực đàng hoàng ngay từ đầu chứ? Tài nguyên và các mối quan hệ tốt như thế. Cô làm sơ qua thôi cũng đã có hiệu quả rồi mà. Vốn dĩ năng lực Diệp Quân Lâm còn mạnh hơn cô nhiều. Không ngờ anh lại từ bỏ. Lý Tử Nhiệm, thở dài. Xem ra ngay từ khi bắt đầu Diệp Quân Lâm đã nghĩ xong chuyện chạy trốn vào phút cuối rồi. E rằng mấy tháng vừa qua đối xử với cô tỉ mỉ chu đáo như vậy cũng chỉ là anh muốn giảm đi gánh nặng trong lòng mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày đặt cược của Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên. Nếu như Diệp Quân Lâm không biến mất thì hôm nay đã đến kinh thành khiêu chiến với nhà họ Diệp rồi. Khiêu chiến thành công, thì có thể tiến vào nhà họ Diệp. Khiêu chiến thất bại, thì chỉ có một con đường chết. Trên chiến trường ở vùng đất cực Bắc, Diệp Quân Lâm đã đánh Nha U liên tục 4 tháng với Điện Thái Hòa. Lần này, anh nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ Điện Thái Hòa. Đúng rồi, hình như hôm nay là ngày đặt cược giữa tôi và Diệp Minh Thiên. Diệp Quân Lâm hút thuốc nói. Đúng vậy. Nếu lần này ngài không đến, chắc hẳn toàn bộ nhà họ Diệp, thậm chí cả kinh thành đều sẽ chê cười anh đó. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Lần này chiến thần mất tích, chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục đáng chê cười. Đây là điều không thể tránh được. Đám người Tây Phương nói. Diệp Quân Lâm cười nói, cứ để ông ta nhảy nhót ăn mừng vài ngày đi. Đúng rồi, Từ Nhiệm và con tôi thế nào, rồi. Bắc, Phương báo cáo tình hình gần đây của Lý Từ Nhiệm cho Diệp Quân Lâm. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm lúc thì cau mày, lúc thì thả lỏng. Giống như anh đang ở ngay bên cạnh vợ vậy. Ngày này, chấn động cả kinh thành. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên rõ ràng biết Diệp Quân Lâm không đến được, nhưng vẫn bày nghỉ thức nhận khiêu chiến như cũ ra. Cổng lớn nhà họ Diệp. Các nhân vật cao cấp đều tụ họp lại, Diệp Minh Thiên ngồi trên ghế ở cổng lớn. Đám con cháu Diệp Thần thì toàn bộ đứng đông đủ ở hai bên. Đặc biệt là đám hình mẫu Diệp Phi, Dương Dương và Dưỡng Thiện đều có mặt, mặc kệ Diệp Quân Lâm có đến hay không, bọn họ đều đứng đúng vị trí. Hôm nay, tôi chấp nhận đặt cược của Diệp Quân Lâm, đặc biệt ở cổng nhà họ Diệp tiếp nhận khiêu chiến của nó. Diệp Minh Thiên hô to. Dương Dương là thủ lĩnh của quân đoàn Thương Lang Cảnh Bắc, anh không đấu lại được. Diệp Thi là thủ lĩnh của một phe, anh cũng không thể đánh lại được. Về mặt võ thuật, người gác cổng Diệp Thiên của nhà họ Diệp chắc còn có chút hy vọng chiến thắng. Về mặt kinh doanh, 1/20 tài sản của Diệp Thần cũng có chút hy vọng. Đương nhiên đây chỉ là hy vọng mà thôi. Chuyện cá cược của hai ba con rất nhiều người trong Lạc Việt đều biết. Đặc biệt là phía kinh thành đã có không ít người đến xung quanh cổng chính nhà họ Diệp. Có cả Khương Di Quân, Lăng Thiên Long và những người khác. Ngay cả Tần Bắc Minh và Tiêu Thẩm cũng đến. Không giống với những người khác, bọn họ đến để xem Diệp Quân Lâm đàn áp nhà họ Diệp. Dù sao thì bọn họ cũng biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Đương nhiên đa số những người đến đây chỉ là muốn hóng chuyện. Lê Quân Hào đến để thương tiếc cho người anh em của mình. Anh ta hy vọng Diệp Quân Lâm sẽ không xuất hiện, trốn xa một chút. Được rồi, thời gian đã tới, cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện. Cậu ta đã từ bỏ cuộc thách đấu. Đúng là loại người hèn nhát, một kẻ tồi tệ, không xứng đáng để bước vào nhà họ Diệp. Từ giây phút này trở đi, tước bỏ họ của Diệp Quân Lâm, từ nay về sau, cậu ta không được mang họ Diệp nữa. Quản gia của nhà họ Diệp cất cao giọng nói và tuyên bố. Từ giờ phút này, Diệp Quân Lâm sẽ trở thành trò đùa lớn nhất, luôn mang theo sự sỉ nhục. Tiêu Thẩm nắm chặt tay thành nắm đấm, thì thầm, tại sao anh rể lại không xuất hiện vậy? Anh mau xuất hiện. Khương Di Quân hít sâu mấy lần, cô ta rất mong trò Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cô ta sẽ bước vào cổng chính của nhà họ Diệp với tư cách là một thiên thần. Nhưng Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn biến mất suốt mấy tháng trời rồi. Khả năng anh xuất hiện là quá nhỏ. Diệp Minh Thiên còn cố ý đưa Chí Oánh đến. Lúc này, ông ta nhìn Chí Oánh chế nhạo nói, bây giờ bà có gì muốn nói không? Ha hai! Hay là giống như trước? Bà sẽ đưa Diệp Quân Lâm đến cổng chính của nhà họ Diệp chúng tôi, hét lớn con trai bà Diệp Hạo Thiên vô địch thiên hạ. Nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có thể ăn năn sám hối.
Nghe thấy những lời nói châm biếm, Triệu Ánh cúi đầu xuống, nét mặt đau khổ. Bà cũng muốn làm như vậy, nhưng đó là mong ước xa vời mà thôi. Lúc này đây bà không cầu xin điều gì, chỉ cầu xin Diệp Quân Lâm có thể đường đường chính chính xuất hiện. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Không thẹn với lòng, thật sự không nên cứ trốn tránh mãi như vậy. Có những phẩm chất còn quan trọng hơn cả tính mạng. Long Thanh Tình nhìn, Triệu Ánh cười khẩy nói, Triệu Ánh, con trai bà chính là một trò cười cho thiên hạ. Chính là một nỗi sỉ nhục, cậu ta không hề xứng đáng để mang họ Diệp, càng không xứng để so sánh với con trai Diệp thần của tôi nhà họ Diệp đã cho bà cơ hội rồi. Giả dụ rằng con trai bà có rất mạnh, vượt qua được cuộc thách đấu, có thể bước vào dòng họ Diệp, ngay cả bà cũng có thể bước vào nhà họ Diệp, quay về bên cạnh Minh Thiên. Những người xung quanh lũ lượt ồ lên, không hổ danh là thế gia số một của Lạc Việt, khí phách và sự bao dung này thật sự rất hiếm thấy. Chuyện nhà họ Diệp chấp nhận lời thách đấu của Diệp Quân Lâm, cũng nhận được lời khen của Lạc Việt. Long Thanh Tình hài lòng mỉm cười, ngay lập tức chuyển chủ đề, nhưng mà, đừng nói con trai bà thách đấu tè nhê ông, nuôi y cả dũng khí để tham gia thách đấu cũng không có. Cậu ta một kẻ hèn nhát, một kẻ tồi. Nghe nói cậu ta đã bỏ lại mẹ và vợ con để chạy trốn rồi. Căn bản không xứng đáng làm đàn ông, cậu ta không đáng sống. Đối mặt với những lời nhục mạ của Long Thanh Tình, móng tay của chị Oánh ghim vào bàn tay đến mức chảy máu. Nhưng bà lại không thể phản bác lại được, sự thật chính là như vậy. Nhà họ Diệp là thế gia số một Lạc Việt, thực ra cũng không nhất định sẽ làm gì cậu ta, chỉ cần dũng khí đến thách đấu là đủ rồi, thách đấu thất bại cũng không. Sao cả, cậu ta không nhất định phải chết. Long Thanh Tình chế nhạo nói. Nhưng mà, đến dũng khí để đến thách đấu cũng không có sao. Nói ai không có dũng khí. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên trên mặt đất hướng về phía đám người kia. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là đám người nhà họ Diệp. Sở dĩ bọn họ đều đang mỉm cười hài lòng, nhưng ngay lập tức nụ cười lại trở nên cứng ngắc. Long Thanh Tình đang nói bỗng ngẩn người như thể bị sét đánh. Nét mặt của Diệp Thần và Diệp Minh Thiên đều thay đổi. Lúc này nét mặt của những người ở đây đều thay đổi nhanh chóng. Hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Hả, không đúng, hình như là giọng của phụ nữ. Sau đó tất cả mọi người mới có phản ứng trở lại. Giọng nói mà bọn họ vừa nghe được hình như là giọng của phụ nữ. Không phải Diệp Quân Lâm. Vừa rồi mới nghe qua, bọn họ đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã đến rồi. Chị Oánh lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, tay còn đang bế một đứa bé. Nếu không phải Lý Tử Nhiệm thì còn có thể là ai nữa? Người vừa nói chính là cô. Cái gì? Sao lại là cô ta? Diệp Minh Thiên hít một hơi thật sâu. Nét mặt Diệp Thần trở nên vô cùng khó chịu. Lý Tử Nhiệm đang muốn làm gì? Ngay lập tức chị Oánh vội lao tới. Con đến đây làm gì? Bà đã bị cô dọa một phen. Lý Tử Nhiệm mỉm cười, nói. Con đến để thay chồng con thực hiện vụ cá cược, thách đấu với nhà họ Diệp. Đây chính là lý do tại sao Lý Tử Nhiệm từ tỉnh quốc trở về. Theo lý mà nói, cô còn phải ở tỉnh quốc ở cữ. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầy tháng của em bé, nhưng cô đã lừa tất cả mọi người của hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh để đến kinh thành, để thực hiện giao ước. Ngữ khí của cô vô cùng đáng sợ, khiến người nghe phải sợ hãi. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Chồng tôi có việc không đến được, tôi và con đến thực hiện giao ước thay anh ấy, thách đấu với nhà họ Diệp. Từ trước đến nay người nhà chúng tôi đều không phải là người không biết giữ lời. Mọi người hãy rút lại những lời sỉ nhục chồng tôi vừa rồi. Lý Tử Nhiệm hét lớn. Chị Oánh cũng không thể kìm chế được nữa, nước mắt không ngừng rơi. Lý Tử Nhiệm không hề quên Diệp Quân Lâm. Ngược lại, sáu OEA Flonio ánh sâu đậm. Thậm chí vào những lúc như thế này, cô lại thay anh đi thách đấu. Tiêu Thẩm, Tần Bắc Minh và những người khác đều cảm thấy vô cùng cảm động. Diệp Minh Thiên ngạc nhiên nhìn cô. Nói cô muốn thay Diệp Quân Lâm thách đấu với nhà họ Diệp. Rất nhiều người ở đây đều vô cùng tò mò và nghi ngờ nhìn cô. Một người phụ nữ thay chồng đến thách đấu với nhà họ Diệp. Lý Tử Nhiệm rất chắc chắn gật đầu đúng vậy y. Tên hèn nhát Diệp Quân Lâm, mày thấy không?
người phụ nữ và đứa con mới được một tháng của, mày đến thách đấu thay mày rồi, còn mày đâu? Mày đúng là người đàn ông kém cỏi nhất mà tao từng thấy. Diệp Minh Thiên cười lớn, nói. Nét mặt Diệp Thần lạnh lùng, nói, đây là chuyện hài nhất mà tôi từng thấy. Diệp Quân Lâm mày được lắm, mày bỏ chạy mất dạng rồi để người phụ nữ của mày và đứa con mới được một tháng đến gánh chịu tất cả cho mày. Mày đúng là không xứng đáng làm chồng, làm ba, tao coi thường loại người như mày. Đúng vậy, loại người như Diệp Quân Lâm mà cũng muốn so sánh được với con trai tao. Mày xứng đáng sao? Long Thanh Tình chế nhạo. Chí Oánh đã khóc đến đau lòng. Con trai bà không phải là niềm tự hào của bà mà bây giờ anh còn trở thành nỗi xấu hổ của bà. Ánh mắt lạnh lùng ích hi ủa Đoàn Lê Nguyện lướt qua tất cả những người ở đây một lượt, vớ vẩn. Chồng tôi không phải là người hèn nhát, càng không phải là người không có trách nhiệm. Tôi nói cho tất cả các người biết, hiện tại anh ấy đang có việc gấp không thể về được, anh ấy là người có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp, mỗi lời anh ấy nói ra đều vô cùng chắc chắn. Dù sao chúng tôi cũng là người một nhà, tôi đến thì cũng như nhau thôi, không phải sao? Diệp Thần không nói gì, lắc đầu, Lý Tử Nhiệm, cô là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Đừng lừa mình dối người nữa. Đúng vậy, từ trước đến nay tôi vẫn luôn tin tưởng chồng tôi. Lý Tử Nhiệm mạnh mẽ nói. Cho dù trước đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn nợ cô một lời giải thích. Cô tin rằng nhất định Diệp Quân Lâm sẽ xuất hiện. Cô còn đang chờ một lời giải thích từ anh. Cảm động. Không ít người có mặt ở đây đều bị Lý Tử Nhiệm làm cho cảm động. Trên đời này vẫn còn một người phụ nữ vĩ đại như vậy sao? Nhất là trong hoàn cảnh như hiện tại, đúng là hiếm có, cô đáng được trân trọng. Càng bị Lý Tử Nhiệm làm cho cảm động, thì bọn họ càng phẫn nộ trước Diệp Quân Lâm. Sao lại eo, thể eo loại đàn ông như anh? Diệp Thần cười lớn, nói, Diệp Quân Lâm, mày đã nghe thấy chưa? Mày đúng là rất may mắn mới có thể có một người vợ như vậy. Nhưng mày thật sự không xứng đáng là chồng cô ấy. Mặc dù nhà họ Diệp của Kinh Thành có quy định vô cùng nghiêm ngặt nhưng không phải là không có tình nghĩa, tôi sẽ phá lệ một lần vì cô, cho phép cô tạm thời thay Diệp Quân Lâm cô thực hiện giao ước với tôi. Diệp Minh Thiên đồng ý, nói. Tôi, Dương Dương là thủ lĩnh của quân đoàn Thương Lang Cảnh Bắc của nhà họ Diệp, cô có thể đánh thắng tôi không? Không thể. Tôi là Diệp Phi, là... Không thể. Tôi là Diệp Thiên, là người gác cổng của nhà họ Diệp, võ công cao cường, cô có thể thắng không? Không thể. Tài sản của cô có bằng 1/20 tài sản riêng của Diệp Thần của nhà họ Diệp không? Đến vấn đề cuối cùng cần phải có sự tính toán của hai bên. Cho dù Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân có thể gom được hết tất cả tài sản, nhưng khoảng thời gian một tháng là quá ngắn. Cuối cùng tập đoàn Minh Cường sẽ mãi mãi không bằng 1/20 tài sản riêng của Diệp Thần. Kết quả như thế nào, tất cả mọi người đều có thể đoán được. Thách đấu không thể thành công. 4 tiêu chuẩn của nhà họ Diệp quá khắc nghiệt. Tất cả đám người nhà họ Diệp đều mỉm cười. Chí Oánh, con trai bà còn không bằng 1/20 của Diệp Thần. Vậy mà còn dám đi so sánh với Diệp Thần. Ha ha ha, còn không bằng 1/20 của Diệp Thần. Đúng là đáng xấu hổ, lúc đầu nhà họ Diệp đưa ra những tiêu chuẩn này là có mục đích cả. Là Diệp Minh Thiên muốn sỉ nhục Diệp Quân Lâm và Chí Oánh. Diệp Minh Thiên chế nào, nói, vậy tôi xin tuyên bố, Diệp Quân Lâm thách đấu nhà họ Diệp thất bại. Cô có chấp nhận thất bại hay không? Diệp Minh Thiên hỏi. Tôi chấp nhận, thua là thua, nhưng không thể nói chồng tôi không đến thực hiện giao ước được. Nét mặt Lý Tử Nhiệm kiên định nói. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Diệp Thần, thực hiện giao ước không chỉ đơn giản là tham gia cá cược, mà phải gánh chịu hậu quả sau khi cá cược thất bại. Ừ, đúng vậy, lúc đầu Diệp Quân Lâm đã nói, nếu thất bại anh ta sẽ biến mất khỏi thế giới này, trong mắt một dòng họ lớn như dòng họ Diệp, tính mạng của một người chỉ bé nhỏ như cỏ rác. Mặc dù hành động của Lý Tử Nhiệm khiến rất nhiều người cảm động nhưng cũng không thể khiến người nhà họ Diệp cảm động. Ngược lại hành động này của Lý Tử Nhiệm đã khiêu khích đến sự oai phong của nhà họ Diệp. Lý Tử Nhiệm không chút do dự gật đầu, nói, được. Tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Không được đâu con, để mẹ sẽ gánh chịu hậu quả. Mẹ là mẹ của nó, thất bại rồi, mẹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Con vẫn còn trẻ, mẹ mới là người nên chết y.
Ngay lập tức Chí Oánh xông lên phía trước, nhìn Diệp Minh Thiên nói, ông hãy để tôi gánh chịu hậu quả, ông không cần phải làm khó Từ Nhiệm. Được, hai người tự bàn bạc với nhau, là ai cũng được nhưng nhất định phải có một người gánh chịu hậu quả. Nét mặt Diệp Minh Thiên nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến uy nghiêm của nhà họ Diệp, nhất định phải có người chết. Lý Tử Nhiệm vẫn muốn nói gì đó nhưng bị Chí Oánh ngăn lại, chăm sóc đứa bé thật tốt, chờ quân lâm, mẹ cũng tin rằng nhất định có một ngày nó sẽ xuất hiện mẹ, con. Lý Tử Nhiệm cũng rơi nước mắt. Tôi sẽ gánh chịu hậu quả, tôi tin rằng quân lâm sẽ xuất hiện. Diệp Minh Thiên, ông hãy chờ đấy. Chí Oánh đi về phía Diệp Minh Thiên. Chí Oánh cuối cùng kết quả vẫn là như thế này. Tại sao lúc đầu còn cố gắng phản kháng làm gì? Diệp Minh Thiên chế nhạo nói. Lúc đầu, khi Chí Cánh mang thai, bà đã quỳ trước cổng chính nhà họ Diệp. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu bà đã không làm vậy. Chết đi. Diệp Minh Thiên không có một chút đồng cảm nào với bà, ánh mắt trở nên lạnh lùng. C. Một tia sáng hiện lên, một cao thủ của nhà họ Diệp đã ra tay. Răng rắc, bụp, nhưng đột nhiên thanh kiếm dài bị đứt. Cao thủ của nhà họ Diệp cũng bị một sức mạnh nào đó đánh bay đi chỗ khác. A, ai dám giở trò trước mặt nhà họ Diệp? Ngay lập tức Diệp Thần cảnh giác nói. Là tôi. Cùng với giọng nói phát ra, một bóng người cũng xuất hiện từ xa, đeo một chiếc mặt nạ ma quỷ. Mày là ai? Diệp Minh Thiên cau mày hỏi. Dường như tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra. Dù sao, người này cũng đã thất bại hoàn toàn dưới tay Diệp Quân Lâm. Lạc Việt đã cố ý che giấu thân phận của anh ta, bí mật điều anh ta về kinh thành. Vậy nên Diệp Minh Thiên cũng không biết anh ta, nhưng Diệp Thần lại biết rất rõ. Anh ta biết rõ tất cả mọi thứ về chiến thần Côn Luân, anh ta quan tâm đến cả kẻ thù và đối thủ của chiến thần Côn Luân. Người thân cận nhất với chiến thần Côn Luân là chiến thần Tu La cũng không ngoại lệ. Anh ta vừa nhìn là có thể nhận ra đó là chiến thần Tu La, Trần Hữu Đạo. Đường đường là dòng họ lớn nhất Lạc Việt mà lại đi bắt nạt phụ nữ và trẻ em sao? Trần Hữu Đạo chế nhạo nói, mặc dù anh có tính cách hung bạo tàn nhân nhưng không phải là người vô tình vô nghĩa. Lần này anh ra mặt, thứ nhất là do anh có trách nhiệm phải bảo vệ hai mẹ con Lý Tử Nhiệm. Thứ hai là anh không thể chấp nhận được việc làm của nhà họ Diệp. Nếu Diệp Quân Lâm đã cá cược với mấy người thì mấy người đi tìm Diệp Quân Lâm đi. Có thể tìm thấy anh ta cũng có thể xem là mấy người có bản lĩnh. Bắt nạt phụ nữ và trẻ con thì có bản lĩnh gì? Hôm nay tôi sẽ bảo vệ cho hai mẹ con họ. Trần Hữu Đạo lạnh lùng nói. Diệp Minh Thiên sắp nổi giận thì Diệp Thần đã nhanh chóng tiết lộ thân phận của Trần Hữu Đạo. Hả, chính là cậu ta. Nét mặt của Diệp Minh Thiên lập tức thay đổi. Đúng vậy, không sai được. Vị sát thần này trước đây vì chuyện gì đó nên mới bị điều đến kinh thành. Không ngờ lần này có thể khiến anh ta ra mặt. Chúng ta không thể tuyên chiến với anh ta được, nếu anh ta mà phát điên lên sẽ không nể mặt bất kỳ ai đâu. Diệp Thần run tẩy. Được rồi, nhà họ Diệp chúng ta sẽ rộng lượng một lần. Phụ nữ và trẻ em không cần chịu trừng phạt, nhưng chỉ cần Diệp Quân Lâm xuất hiện, cậu ta phải gánh chịu mọi sự trừng phạt. Lý Tử Nhiệm, đứng từ góc độ của một người bình thường, cô thật sự là một người vĩ đại. Nhưng Diệp Quân Lâm không xứng với cô. Trần Hữu Đạo đã nhúng tay vào rồi, Diệp Minh Thiên chỉ có thể bỏ qua cho Chí Oánh. Lời đồn chiến thần Tu La là một người vô tình tàn nhẫn, tính tình hung ác, nhưng sao lại ra mặt giúp Lý Tử Nhiệm? Diệp Thần vô cùng hoài nghi. Chắc là bị Lý Tử Nhiệm làm cho cảm động, nói gì thì nói, người phụ nữ này đúng là vĩ đại. Tiên hiệp hay. Long Thanh Tình rất ngưỡng mộ Lý Tử Nhiệm. Hôm nay cái tên Lý Tử Nhiệm đã được cả kinh thành biết đến. Cô đã trở thành một giai thoại được lưu truyền. Tất cả mọi người đều vô cùng thán phục cô. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh vội vàng đi đến trước mặt chiến thần Tu La, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Xin hỏi ngài. Oánh quá quan tâm, hai người bế đứa bé rời đi. Hả? Câu hỏi này khiến Diệp Minh Thiên ngây cả ra. Đúng thật là có khả năng này. Diệp Quân Lâm vẫn luôn chờ đợi thời cơ xuất hiện vào ngày đặt cược đó, trực tiếp đến thẳng cửa nhà họ Diệp. Không thể nào. Ngay cả giây phút con mình ra đời mà Diệp Quân Lâm cũng vắng mặt, sao có thể xuất hiện vào lúc này được? Diệp Minh Thiên lập tức phủ định. Diệp Thần gật đầu, cũng có lý. Đến cả ngày đó anh ta còn có thể từ bỏ. Vậy thì càng không thể xuất hiện vào ngày đặt cược với ba rồi. Yên tâm đi, nó không thể xuất hiện đâu, nó chính là một trò cười.
cả gương mặt Diệp Minh Thiên đều là sự khinh bỉ và chế giễu. Diệp Thần than thở, tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ thảm bại của Diệp Quân Lâm. Không thể thấy được bộ dạng nhếch nhác quỳ xuống xin tha mạng của anh ta. Diệp Thần và Diệp Minh Thiên vẫn mong Diệp Quân Lâm có thể đến. Họ muốn để Diệp Quân Lâm biết nhà họ Diệp rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cửa nhà họ Diệp là nơi cao chót vót không phải ai cũng có thể với tới. Bậc cửa nhà họ Diệp giống như ranh giới của bầu trời. Họ muốn khiến Diệp Quân Lâm hối hận khi dám nói ra những lời ngông y ông đó. Càng muốn chứng phơn Diệp Thần mạnh hơn Diệp Quân Lâm. Quyết định của Diệp Minh Thiên thì không thể sai được. Chí Oánh muốn ông ta phải hối hận. Không thể nào. Bây giờ Diệp Quân Lâm cũng đã bỏ trốn rồi, vậy thì sao ông ta có gì mà phải hối hận chứ? Trong một tháng này, lúc Lý Tử Nhiệm ở cữ cũng chẳng rảnh rỗi gì. Sắp xếp toàn bộ tài nguyên các lĩnh vực của tập đoàn Minh Cường trước đây lại với nhau. Việc Diệp Quân Lâm chưa làm xong, cô sẽ thay anh giải quyết. Dưới sự nỗ lực của Euro Ố và Phùng Ngọc Hân, thành quả của họ, trong một tháng qua được hiện lên rõ ràng, tập đoàn Minh Cường đã đi vào đúng quỹ đạo. Điều này khiến Lý Tử Nhiệm không thể hiểu được. Tại sao Diệp Quân Lâm không nỗ lực đàng hoàng ngay từ đầu chứ? Tài nguyên và các mối quan hệ tốt như thế. Cô làm sơ qua thôi cũng đã có hiệu quả rồi mà. Vốn dĩ năng lực Diệp Quân Lâm còn mạnh hơn cô nhiều. Không ngờ anh lại từ bỏ. Lý Tử Nhiệm, thở dài. Xem ra ngay từ khi bắt đầu Diệp Quân Lâm đã nghĩ xong chuyện chạy trốn vào phút cuối rồi. E rằng mấy tháng vừa qua đối xử với cô tỉ mỉ chu đáo như vậy cũng chỉ là anh muốn giảm đi gánh nặng trong lòng mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày đặt cược của Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên. Nếu như Diệp Quân Lâm không biến mất thì hôm nay đã đến kinh thành khiêu chiến với nhà họ Diệp rồi. Khiêu chiến thành công, thì có thể tiến vào nhà họ Diệp. Khiêu chiến thất bại, thì chỉ có một con đường chết. Trên chiến trường ở vùng đất cực Bắc, Diệp Quân Lâm đã đánh Nha U liên tục 4 tháng với Điện Thái Hòa. Lần này, anh nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ Điện Thái Hòa. Đúng rồi, hình như hôm nay là ngày đặt cược giữa tôi và Diệp Minh Thiên. Diệp Quân Lâm hút thuốc nói. Đúng vậy. Nếu lần này ngài không đến, chắc hẳn toàn bộ nhà họ Diệp, thậm chí cả kinh thành đều sẽ chê cười anh đó. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Lần này chiến thần mất tích, chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục đáng chê cười. Đây là điều không thể tránh được. Đám người Tây Phương nói. Diệp Quân Lâm cười nói, cứ để ông ta nhảy nhót ăn mừng vài ngày đi. Đúng rồi, Từ Nhiệm và con tôi thế nào, rồi. Chư ông 1490. Bắc, Phương báo cáo tình hình gần đây của Lý Từ Nhiệm cho Diệp Quân Lâm. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm lúc thì cau mày, lúc thì thả lỏng. Giống như anh đang ở ngay bên cạnh vợ vậy. Ngày này, chấn động cả kinh thành. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn về nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên rõ ràng biết Diệp Quân Lâm không đến được, nhưng vẫn bày nghỉ thức nhận khiêu chiến như cũ ra. Cổng lớn nhà họ Diệp. Các nhân vật cao cấp đều tụ họp lại, Diệp Minh Thiên ngồi trên ghế ở cổng lớn. Đám con cháu Diệp Thần thì toàn bộ đứng đông đủ ở hai bên. Đặc biệt là đám hình mẫu Diệp Phi, Dương Dương và Dưỡng Thiện đều có mặt, mặc kệ Diệp Quân Lâm có đến hay không, bọn họ đều đứng đúng vị trí. Hôm nay, tôi chấp nhận đặt cược của Diệp Quân Lâm, đặc biệt ở cổng nhà họ Diệp tiếp nhận khiêu chiến của nó. Diệp Minh Thiên hô to. Dựa vào tư cách là một thiên thân Dương Dương là thủ lĩnh của quân đoàn Thương Lang Cảnh Bắc, anh không đấu lại được. Diệp Thi là thủ lĩnh của một phe, anh cũng không thể đánh lại được. Về mặt võ thuật, người gác cổng Diệp Thiên của nhà họ Diệp chắc còn có chút hy vọng chiến thắng. Về mặt kinh doanh, 1/20 tài sản của Diệp Thần cũng có chút hy vọng. Đương nhiên đây chỉ là hy vọng mà thôi. Chuyện cá cược của 2-3 con rất nhiều người trong Lạc Việt đều biết. Đặc biệt là phía kinh thành đã có không ít người đến xung quanh cổng chính nhà họ Diệp. Có cả Khương Di Quân, Lăng Thiên Long và những người khác. Ngay cả Tần Bắc Minh và Tiêu Thẩm cũng đến. Không giống với những người khác. Bọn họ đến để xem Diệp Quân Lâm đàn áp nhà họ Diệp. Dù sao thì bọn họ cũng biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Đương nhiên đa số những người đến đây chỉ là muốn hóng chuyện. Lê Quân Hào đến để thương tiếc cho người anh em của mình. Anh ta hy vọng Diệp Quân Lâm sẽ không xuất hiện, trốn xa một chút. Được rồi, thời gian đã tới, cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện. Cậu ta đã từ bỏ cuộc thách đấu.
đúng là loại người hèn nhát, một kẻ tồi tệ, không xứng đáng để bước vào nhà họ Diệp. Từ giây phút này trở đi, tước bỏ họ của Diệp Quân Lâm, từ nay về sau, cậu ta không được mang họ Diệp nữa. Quản gia của nhà họ Diệp cất cao giọng nói và tuyên bố. Từ giờ phút này, Diệp Quân Lâm sẽ trở thành trò đùa lớn nhất, luôn mang theo sự sỉ nhục. Tiêu Thẩm nắm chặt tay thành nắm đấm, thì thầm, tại sao anh rể lại không xuất hiện vậy? Anh mau xuất hiện. Khương Di Quân hít sâu mấy lần, cô ta rất mong trò Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cô ta sẽ bước vào cổng chính của nhà họ Diệp với tư cách là một thiên thần. Nhưng Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn biến mất suốt mấy tháng trời rồi. Khả năng anh xuất hiện là quá nhỏ. Diệp Minh Thiên còn cố ý đưa Chí Oánh đến. Lúc này, ông ta nhìn Chí Oánh chế nhạo nói, bây giờ bà có gì muốn nói không? Ha hai! Hay là giống như trước? Bà sẽ đưa Diệp Quân Lâm đến cổng chính của nhà họ Diệp chúng tôi, hét lớn con trai bà Diệp Hạo Thiên vô địch thiên hạ. Nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có thể ăn năn sám hối. Nghe thấy những lời nói châm biếm, Chí Oánh cúi đầu xuống, nét mặt đau khổ. Bà cũng muốn làm như vậy, nhưng đó là mong ước xa vời mà thôi. Lúc này đây bà không cầu xin điều gì, chỉ cầu xin Diệp Quân Lâm có thể đường đường chính chính xuất hiện. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Không thẹn với lòng, thật sự không nên cứ trốn tránh mãi như vậy. Có những phẩm chất còn quan trọng hơn cả tính mạng. Long Thanh Tình nhìn, Chí Oánh cười khẩy nói, Chí Oánh, con trai bà chính là một trò cười cho thiên hạ. Chính là một nỗi sỉ nhục. Cậu ta không hề xứng đáng để mang họ Diệp, càng không xứng để so sánh với con trai Diệp thần của tôi. Nhà họ Diệp đã cho bà cơ hội rồi. Giả dụ rằng con trai bà có rất mạnh, vượt qua được cuộc thách đấu, có thể bước vào dòng họ Diệp, ngay cả bà cũng có thể bước vào nhà họ Diệp, quay về bên cạnh Minh Thiên. Những người xung quanh lũ lượt ồ lên, không hổ danh là thế gia số một của Lạc Việt, khí phách và sự bao dung này thật sự rất hiếm thấy. Chuyện nhà họ Diệp chấp nhận lời thách đấu của Diệp Quân Lâm, cũng nhận được lời khen của Lạc Việt. Long Thanh Tình hài lòng mỉm cười, ngay lập tức chuyển chủ đề, nhưng mà, đừng nói con trai bà thách đấu tè nhê ông, núi y cả dũng khí để tham gia thách đấu cũng không có. Cậu ta một kẻ hèn nhát, một kẻ tồi, nghe nói cậu ta đã bỏ lại mẹ và vợ con để chạy trốn rồi. Căn bản không xứng đáng làm đàn ông, cậu ta không đáng sống. Đối mặt với những lời nhục mạ của Long Thanh Tình, móng tay của Chí Oánh ghim vào bàn tay đến mức chảy máu. Nhưng bà lại không thể phản bác lại được. Sự thật chính là như vậy. Nhà họ Diệp là thế gia số một Lạc Việt, thực ra cũng không nhất định sẽ làm gì cậu ta, chỉ cần dũng khí đến thách đấu là đủ rồi, thách đấu thất bại cũng không, sao cả, cậu ta không nhất định phải chết. Long Thanh Tình chế nhạo nói. Nhưng mà, đến dũng khí để đến thách đấu cũng không có sao. Nói ai không có dũng khí? Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên trên mặt đất hướng về phía đám người kia. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là đám người nhà họ Diệp. Sở dĩ bọn họ đều đang mỉm cười hài lòng, nhưng ngay lập tức nụ cười lại trở nên cứng ngắc. Long Thanh Tình đang nói bỗng ngẩn người như thể bị sét đánh. Nét mặt của Diệp Thần và Diệp Minh Thiên đều thay đổi. Lúc này nét mặt của những người ở đây đều thay đổi nhanh chóng. Hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Hả, không đúng, hình như là giọng của phụ nữ. Sau đó tất cả mọi người mới có phản ứng trở lại. Giọng nói mà bọn họ vừa nghe được hình như là giọng của phụ nữ. Không phải Diệp Quân Lâm. Vừa rồi mới nghe qua, bọn họ đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã đến rồi. Chí Oánh lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đi tới. Tay còn đang bế một đứa bé. Nếu không phải Lý Tử Nhiệm thì còn có thể là ai nữa? Người vừa nói chính là cô. Cái gì? Sao lại là cô ta? Diệp Minh Thiên hít một hơi thật sâu. Nét mặt Diệp Thần trở nên vô cùng khó chịu. Lý Tử Nhiệm đang muốn làm gì? Ngay lập tức Chí Oánh vội lao tới. Con đến đây làm gì? Bà đã bị cô dọa một phen. Lý Tử Nhiệm mỉm cười, nói. Một. Con đến để thay chồng con thực hiện vụ cá cược, thách đấu với nhà họ Diệp, đây chính là lý do tại sao Lý Tử Nhiệm từ tỉnh quốc trở về. Theo lý mà nói, cô còn phải ở tỉnh quốc ở cữ. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầy tháng của em bé, nhưng cô đã lừa tất cả mọi người của hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh để đến Kinh Thành, để thực hiện giao ước.
Ngữ khí của cô vô cùng đáng sợ, khiến người nghe phải sợ hãi. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Chồng tôi có việc không đến được, tôi và con đến thực hiện giao ước thay anh ấy, thách đấu với nhà họ Diệp. Từ trước đến nay người nhà chúng tôi đều không phải là người không biết giữ lời. Mọi người hãy rút lại những lời sỉ nhục chồng tôi vừa rồi. Lý Tử Nhiệm hét lớn. Chi Oánh cũng không thể kìm chế được nữa, nước mắt không ngừng rơi. Lý Tử Nhiệm không hề quên Diệp Quân Lâm. Ngược lại, sáu Oea Flonio ánh sâu đậm. Thậm chí vào những lúc như thế này, cô lại thay anh đi thách đấu. Tiêu Thẩm, Tần Bắc Minh và những người khác đều cảm thấy vô cùng cảm động. Diệp Minh Thiên ngạc nhiên nhìn cô, nói cô muốn thay Diệp Quân Lâm thách đấu với nhà họ Diệp. Rất nhiều người ở đây đều vô cùng tò mò và nghi ngờ nhìn cô. Một người phụ nữ thay chồng đến thách đấu với nhà họ Diệp. Lý Tử Nhiệm rất chắc chắn gật đầu đúng vậy y. Tên hèn nhát Diệp Quân Lâm, mày thấy không? Người phụ nữ và đứa con mới được một tháng của, mày đến thách đấu thay mày rồi, còn mày đâu? Mày đúng là người đàn ông kém cỏi nhất mà tao từng thấy. Diệp Minh Thiên cười lớn, nói. Mình tin chắc cậu sẽ hài lòng thôi. Vì bé Quân, mà hãy nghĩ thoáng mọi chuyện một chút đi. Ngoài ra, Diệu Ánh cũng không đồng ý sao? Chi Oánh cũng biết chuyện này. Bà cũng đã đồng ý. Ngày hôm sau, đột nhiên, Lưu Hải Long dẫn đàn em của mình đến một lối vào hẻo lánh ở Giang Bắc, ở đây không có con đường nào cả, thay vào đó toàn là những con thế núi hiểm trở, thường cấm du khách đến đây du lịch. Tất cả rào rạt đứng thành hai hàng, Lưu Hải Long đi đi lại lại, dường như anh ta đang đợi ai đó. Cuối cùng, nửa tiếng sau, bên kia có tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, một đoàn xe chiến tạo thành một hàng hình con rồng dài cuồn cuộn tấn công. Trên những chiếc xe chiến phía trước có gắn lá cờ bay phấp phới. Ngoài lá cờ của Lạc Việt ra, còn có một lá cờ, bên trên có in hai chữ Côn Luân. Một khí thế uy nghiêm vùn vụt đến, mấy tên đàn em của Lưu Hải Long cung kính nể phục. Chào mừng đoàn quân sắt Côn Luân chiến thẳng trở về. Chào mừng chiến thần Côn Luân vào thành. Lưu Hải Long đứng thẳng người, cung kính hét lên chào. Quân lính đứng hai bên cũng hò hét náo nhiệt. Đội quân này đương nhiên là đội ngũ được dẫn dắt bởi Diệp Quân Lâm. Đây là sư đoàn bất khả chiến bại của Lạc Việt. Là niềm kiêu hãnh của Lạc Việt. Và là linh hồn của quân nhân Lạc Việt. Đã hại lần tiêu diệt Điện Thái Hòa. Lần này quả là một kỳ tích, rút ngắn được hơn một nửa thời gian. Đoàn xe dừng lại. Cửa kính một chiếc xe ô tô hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Diệp Quân Lâm. Người đàn ông như thần linh ấy đã trở lại rồi. Lưu Hải Long và những người lính khác càng ngày càng kính phục người đàn ông này. Việc mà người trên cả thế giới đều không làm được, mà anh đã liên tục làm được hai lần. Hơn nữa Điện Thái Hòa lần này còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Diệp Quân Lâm đã lãnh đạo đội quân thiết huyết này để tạo nên một kỳ tích. Điều quan trọng nhất là Diệp Quân Lâm không đến kinh thành nhận thưởng ngay mà âm thầm đến Giang Bắc. Lưu Hải Long không khỏi nghĩ ra một câu. Sau khi sự việc qua đi, liền che giấu công lao và danh dự đi. Hôm nay, người trông mà ông cụ Lâm sắp xếp cho Lý Tử Nhiệm đã đến Giang Bắc. Nếu như Lý Tử Nhiệm không có con, thì Lâm Hiếu Thiên nhất định sẽ thu xếp cô cho con cháu nhà họ Lâm rồi. Xét cho cùng, nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế thứ ba của Lạc Việt, nên việc giữ thể diện rất quan trọng. Nhưng anh chồng này cũng là do ông cụ Lâm tỉnh chọn kỹ càng. Anh ta là người thừa kế nhà họ Cao của Hoàng gia Kinh Thành, Cao Khánh Dư. Là người xếp thứ ba trong bảng cậu chủ Kinh Thành. Không phải là kẻ hoang đàng, càng không phải là công tử bột. Không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào về anh ta. Mọi người trong Kinh Thành đều phải gọi một tiếng anh hùng đích thực. Vì vậy, anh ta có một danh hiệu là anh hùng dư trong bảng xếp hạng. Xét về mặt năng lực thì anh ta không phải đứng hạng đầu, nhưng là người toàn diện nhất. Ông cụ Lâm đã chọn nửa ngày, anh ta là thích hợp nhất. Hơn nữa Cao Khánh Dư cũng sẵn sàng cưới Lý Tử Nhiệm làm vợ và nhận con. Mặc dù kết hôn với một phụ nữ có con là một điều sỉ nhục đối với Hoàng gia. Nhưng dù sao thì Lý Tử Nhiệm cũng là con gái nuôi của Lâm Hiếu Thiên. Hoàng gia nhà họ Cao cũng đành chấp nhận. Đi cùng với Cao Khánh Dư, còn có con trai của Lâm Hiếu Thiên, Lâm Phụng Thiên. Đúng như tên gọi, có bản lĩnh Lữ Phụng Thiên Lữ Bố. Tinh khí anh ta nóng nảy, và sức mạnh vô địch.
là người mà ai ai ở kinh thành cũng sợ. Nhưng anh ta rất yêu thương cô em gái kết nghĩa của mình. Đã từng có rất nhiều cậu ấm thèm muốn Lý Tử Nhiệm, đều bị anh ta đánh cho gãy tay chân. Vì vậy, trong một năm nay, hầu như không ai dám chọc tức Lý Tử Nhiệm cả. Khi những người cầu hôn kia nghe tin Lâm Phụng Tiên đến, thì mỗi người đều sợ hãi bỏ đi. Cũng chỉ có duy nhất Cao Khánh Dư mới có thể vừa mắt anh ta. Khánh, Dự, sau này đối xử tốt với em gái kết nghĩa của tôi một chút đấy. Bằng không đừng trách tôi không khách khít. Lâm Phụng Tiên đe dọa. Cậu Phụng Tiên, tôi hiểu rồi, tôi rất ngưỡng mộ tài năng và phẩm cách của cô Nguyên. Cao Khánh Dư gật gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta lại liếc một cái. Hai bên hẹn gặp nhau tại khách sạn Kim Long. Sau khi gặp mặt, Cao Khánh Dư rất hài lòng với Lý Tử Nhiệm. Còn chuyện cô từng lập gia đình và sinh con, anh ta có thể chịu đựng được. Thế nào, hài lòng chứ? Lâm Phụng Tiên hỏi. Cao Khánh Dư gật đầu, tôi rất hài lòng. Tôi sẵn lòng cưới sáu Ô Nguyên đây, chăm sóc cho cô ấy và bé Quân cả đời. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đều chết lặng. Có thẳng thừng quá không? Họ nghĩ rằng đối phương sẽ do dự, nhưng lại không bao giờ anh ta thẳng thừng như vậy. Lâm Phụng Tiên gật đầu hài lòng, được, vậy coi như chuyện này tôi đã định xong xuôi rồi. Ba mà nghe thấy chuyện này chắc hẳn rất vui đây. Chuyện này đều do nhà họ Lâm toàn quyền thu xếp. Không cần phải nghe ý kiến của Lý Tử Nhiệm. Khoan đã, tôi có một điều kiện. Đột nhiên Cao Khánh Dư hét lên. Ngay cả Đoàn Lê Ngú Yên Quốc choáng váng. Cô vừa định hét lên rằng không thể được, nhưng Cao Khánh Dư đã nhanh hơn cô một bước. Điều kiện gì, Khánh Dư, cậu nói đi. Lâm Phụng Tiên hỏi. Tôi có thể kết hôn với cô Nguyên, và có thể chăm sóc cho bé Quân. Nhưng yêu cầu duy nhất của tôi là về thể diện của nhà họ Cao tôi. Họ của bé Quân có thể được đổi thành họ Cao không? Đây là điều kiện duy nhất của tôi. Cao Khánh Dư thành khẩn nói. Xét cho cùng, nhà họ Cao cũng là hoàng tộc, lấy một người phụ nữ đã từng có gia đình và nuôi con, nhưng ngay cả họ Ro Ú Ơ không phải họ Cao. Làm sao con của Diệp Quân Lâm tôi lại có thể dễ dàng lấy họ của anh chứ? Ngay khi Cao Khánh Dư đưa ra điều kiện, đột nhiên bên ngoài có một tiếng quát lớn vọng đến, giống như mặt đất bằng phẳng nổ tung cả lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong khách sạn đều chết lặng. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân chết lặng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Chẳng lẽ âm thanh này? Chẳng lẽ là, người đó? Hai người nhìn nhau, trong vô thức cơ thể đã run lên. Đứa trẻ chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn ra cửa. Một thân hình cao lớn, đồ sộ như núi hiện ra. Chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm của hôm nay đầy gió bụi dặm trường, người đầy bụi đất, áo quần tả tơi như thể anh vừa trở về sau một cuộc trốn chạy vậy. Tuy nhiên, trên người anh nồng nặc một luồng sát khí mạnh, khiến da đầu người ta tê dại và lạnh cả người. Diệp Quân Lâm vừa từ chiến trường xuống, đến không kịp để thu dọn và che đậy. Cứ gió bụi dặm trường đầy người như thế mà lao vào. Nhìn Diệp Quân Lâm, Lâm Phụng Tiên và Cao Khánh Dư đều chết lặng. Đây là ai vậy? Dân tị nạn từ đâu đến đây? Tử Nhiệm, anh về rồi đây. Nhìn Lý Tử Nhiệm, Diệp Quân Lâm lên tiếng. Hả? Lý Tử Nhiệm hoàn toàn chết lặng. Cảnh tượng Diệp Quân Lâm quay lại, Lý Tử Nhiệm đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần rồi. Thường mơ thấy cảnh đó. Nhưng khi Diệp Quân Lâm thực sự xuất hiện, thì cô đã ngẩn ngơ. Không thể biết đó là thực hay là đang nằm mơ. Cô chỉ nhìn Diệp Quân Lâm. Còn Diệp Quân Lâm thoáng qua đã nhìn thấy đứa con tíu tít. Đứa trẻ đang mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Giống. Thật giống quát đôi mắt của đứa trẻ và thần vận giữa đôi lông mày thực sự rất giống với anh. Toàn bộ đường nét trên khuôn mặt giống Lý Tử Nhiệm như được chạm khắc cùng một khuôn. Đột nhiên, một cảm giác máu mủ thân thuộc trào dâng trong lòng, thật mạnh mẽ. Một cảm giác chưa từng có trước đây. Đây là con của Diệp Quân Lâm anh. Diệp Quân Lâm sải bước tiến về trước và bế đứa trẻ từ trên tay bà vú. Diệp Quân Lâm thực sự rất sợ. Cô bé sẽ khóc khi bị một người lạ ôm. Nhưng được Diệp Quân Lâm ôm vào lòng, thay vì khóc, cô bé lại tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. B.A.B.A. Bé Quân đột ngột hét lên. Âu! Nghe thấy tiếng nói trong trẻo của trẻ thơ, cơ thể Diệp Quân Lâm cứng đờ thẳng tắp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Là một người ba, anh chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ.
Bé Quân nằm trong vòng tay anh, giống như báu vật quý giá nhất trong lòng anh, là miếng thịt quan trọng nhất trên người anh. Ba về rồi nè, ba về rồi nè. Đứa trẻ Bé Quân này rất thông minh, cô bé phát hiện Lý Tử Nhiệm thường hay xem hình, nên sớm đã ghi nhớ dáng hình Lý của Diệp Quân Lâm. Mặc dù Đoàn Lê Nguyện không đề cập người trong bức hình là ai, nhưng cô bé biết rằng đây là ba mình. Con ai? Diệp Quân Lâm ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Anh bật khóc. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh cũng có một mặt dịu dàng. Này, cậu làm gì vậy? Sao cậu giành đứa nhỏ chứ? Mau giao đứa nhỏ cho tôi. Bà Vú lo lắng và hét vào mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lễ phép nói, xin chào, tôi là ba của đứa trẻ. Hời, ba của đứa nhỏ đã chết lâu rồi. Chuyện này ai cũng biết hết. Bà Vú tỏ vẻ hoài nghi. Tôi thật sự là ba đứa bé đấy. Diệp Quân Lâm nhấn mạnh. Vậy cậu có biết tên đứa trẻ là gì không? Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cao Khánh Dư và Lâm Phụng Tiên đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Điều này, Diệp Quân Lâm đích thực không biết. Thực ra, Bắc Phương đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là cô ta không nói cho anh biết thôi. Rõ ràng đứa trẻ không mang họ Diệp. Anh tới đây làm loạn à? Ở đây không có chỗ cho anh ngang ngược đâu. Vừa nói, Cao Khánh Dư đã đẩy Diệp Quân Lâm một cái. Phù! Chỉ thấy toàn thân Diệp Quân Lâm lảo đảo, máu trào ra khóe miệng. Không ai ngờ Diệp Quân Lâm lại nôn ra máu. Kể cả chính anh. Diệp Quân Lâm lau đi vết, máu trên khóe miệng, vẻ mặt không thể tin được. Anh cảm thấy những thay đổi trong cơ thể. Vô cùng yếu ớt, thậm chí trước mắt còn có cả bóng người chồng lên nhau. Anh thực sự đã bị thương sao? Không thể nào. Mặc dù anh đã chiến đấu với Điện Thái Hòa 1 năm rưỡi, nhưng anh chưa từng bị thương, cũng không có ai thực sự có thể làm anh bị thương. Chẳng lẽ là... Diệp Quân Lâm chợt nhớ ra. Vào giây phút cuối cùng khi tiêu diệt Điện Thái Hòa, Diệp Quân Lâm đã một mình đối đầu với người đứng đầu Địa Thái Hòa cùng Tứ Đại Huyết Vương. Kết quả là, Diệp Quân Lâm đã giành thắng lợi, cả Điện Chủ Điện Thái Hòa và Tứ Đại Huyết Vương đều chết dưới tay anh. Nhưng trước khi chết, Điện Chủ Điện Thái Hòa đã nói với anh, tôi đợi anh ở dưới. Lúc đó, Diệp Quân Lâm chỉ nghĩ ông ta để lại di nguyện, nên không quan tâm. Bây giờ cơ thể đã xuất hiện triệu chứng như vậy. Anh lập tức hiểu ra. Có lẽ anh đã trúng độc rồi. Điện Thái Hòa là một thế lực đáng sợ nhất trong thế giới bóng tối. Ở phương Tây, họ có thể làm mọi thứ mà không từ thủ đoạn. Và thủ đoạn bị ổi như việc đầu độc này chỉ là chuyện thường ở huyện. Nhưng loại độc anh bị trúng phải thì thân không biết quỷ không hay, đến giờ phút này mới có phản ứng. Ca ca. Diệp Quân Lâm ho 2 tiếng, toàn là máu. Loại độc này thật nguy hiểm. Những ai biết rõ sức mạnh của Diệp Quân Lâm đều biết rằng thể chất của anh mạnh đến mức nào. Chưa kể có thể miễn nhiễm với hàng trăm loại thuốc độc, phần lớn độc tố đều không có tác dụng gì với anh. Vào 6 năm trước việc anh bị đầu độc không phải chỉ là 1-2 lần. Nhưng chưa bao giờ như lần này. Có lẽ là vào giây phút cuối cùng Điện Chủ Điện Thái Hòa đã liều mạng đầu độc anh, để kéo nhau cùng đi tới cái chết. Hoặc có lẽ là toàn bộ mục đích của Điện Thái Hòa là thủ tiêu mình. Thâm độc thật đấy. Anh có sao không? Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân phản ứng nhanh mà hỏi anh. Cao Khánh Dư bị dọa cho một trận. Anh chỉ nhẹ nhẹ vẫy tay, mà không gắng sức gì, đã nôn ra máu. Chết tiết, anh làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này? Lý Tử Nhiệm khóc lóc hỏi. Lúc này Diệp Quân Lâm chồng rất thê thảm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu. Cả người thực sự giống như vừa chạy nạn trở về vậy. Anh ấy đã biến mất 1 năm, rốt cuộc anh ấy đã làm những gì vậy? Có phải mình đã trách nhầm anh ấy rồi không? Chẳng lẽ anh ấy đi làm chuyện trọng đại gì đó sao? Diệp Quân Lâm cười, anh không sao. Sau đó, điều chỉnh lại cơ thể, dùng sức ép chất độc trong người ra, và nhanh chóng sắc mặt của anh trở lại bình thường. Ba không sao rồi. Bé Quân phấn khích hét lên. Rốt cuộc anh là loại rười gì vậy? Mau trả lại con gái cho tôi. Cao Khánh Dư tỏ ra lạnh lùng, định giật lấy đứa trẻ từ trong tay Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lợi dụng tình hình để ẩn nấp, bổ nhào lên trời. Con của mày sao? Láo, chết tiệt, đó là con của tao. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Sắc mặt của Cao Khánh Dư rất khó coi, nhịn đến mức đỏ tía cả mặt.
hôn ước giữa anh ta và Lý Tử Nhiệm là đích thân ông cụ Lâm định đoạt. Toàn bộ người trong kinh thành, thậm chí người ở Lạc Việt đều đã biết về chuyện này. Đoàn Lê Nguyệp đã là người phụ nữ Euro của anh ta. Lúc này, có người chạy ra cướp lấy đứa bé. Sao anh ta có thể chịu được chứ? Cao Khánh Dư nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Anh ta cũng đã tập luyện võ thuật từ khi còn nhỏ, chỉ là đứng thứ hai trong bảng xếp hạng và đứng sau Lăng Thiên Long. Cậu đang tìm cái chết đấy. Mau giao đứa trẻ ra đây. Lâm Phụng Tiên cũng không đồng ý. Bầu không sẵn sàng chiến đấu hết sức căng thẳng. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân nhanh chóng can ngăn, anh trai, anh Dư, xin đừng kích động. Anh ấy, Eunice ta đều, quên biết rồi. Cậu ta là ai? Lâm Phụng Tiên hỏi. Anh ấy chính là Diệp Quân Lâm. Lâm Phụng Tiên lập tức nổi giận, đó là tên súc vật đã bỏ rơi vợ con và mẹ đấy sao? Trước đó Diệp Quân Lâm đã tự giới thiệu trước nhưng bọn họ chưa nghe rõ, bây giờ đã nghe được là anh, ngay cả Cao Khánh Dư cũng kinh ngạc nhìn anh. Đây có phải là điều sỉ nhục không? Bị cả người đời coi là kẻ hèn hạ nhút nhát của Lạc Việt. Lý Tử Nhiệm lập tức bênh vực Diệp Quân Lâm, không, anh ấy không hề bỏ rơi chúng tôi, không phải anh ấy xuất hiện rồi sao? Ha ha, lúc em sinh con thì cậu ta đang ở đâu chứ? Lúc em bế con đến nhà họ Diệp để thách thức thì cậu ta ở đâu? Lúc em và chị Oánh tìm đến cái chết vì cậu ta thì cậu ta ở đâu? Lúc em một mình nuôi nấng đứa bé thì cậu ta ở đâu? Lâm Phụng Tiên hỏi đồn đập, Lý Tử Nhiệm trở nên trầm mặc. Mọi thứ đều là sự thật, cô không thể phản bác được. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, nhà họ Diệp cũng đã quên, đứa bé đã khôn lớn, em đã trở thành nữ hoàng trong giới kinh doanh, thì cậu ta lại xuất hiện. Đây là một tên đàn ông hèn nhát, nhìn rất nguy hiểm, cứ thoát ẩn thoát hiện, không biết sẽ biến mất khi nào. Không phải mọi chuyện đều sáng tỏ rồi sao? Em còn muốn tin anh ta? Lâm Phụng Tiên hỏi. Tôi. Diệp Quân Lâm không nói nên lời. Ngay cả Phùng Ngọc Hân cũng nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ thất vọng. Theo cô ta, cho dù sự việc có nghiêm trọng đến mức nào, thì cũng không thể rời đi vào thời khắc quan trọng nhất như vậy được chứ. Rời đi cũng được thôi nhưng ít nhất cũng phải nói gì đó chứ không phải sao. Biến mất một năm rưỡi rồi lại xuất hiện, còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ lại xuất hiện trong đúng thời điểm này, nỗ lực của anh không khỏi khiến người ta hoài nghi. Lâm Phụng Tiên tức giận nói, Tử Nhiệm, em đừng bênh vực cậu ta. Em nên đối xử với cậu ta như một người xa lạ, thậm chí coi như cậu ta đã chết cũng được. Cậu ta đã chết rồi, người này không phải là cậu ta. Loại đàn ông này vốn dĩ không đáng để em phí công. Cậu ta không xứng, những người khác thêm mắm muối vào, đúng đó, Tử Nhiệm, anh ta không xứng nhận những điều tốt đẹp từ cô. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiệm đây hối hận, Tử Nhiệm, anh xin lỗi. Đây là lần thứ hai trong đời anh xin lỗi em. Dù có nói thế nào cũng không thể diễn tả hết nỗi áy náy của anh. Anh hứa sẽ không có lần thứ ba đâu. Nếu lời xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, há chẳng phải loạn lên hết rồi sao, tôi làm điều sai trái, chỉ cần nói một câu xin lỗi không phải là xong rồi sao. Tôi giết người, cũng nói một câu xin lỗi là xong rồi. Lâm Phụng Tiên gầm lên. Ngay cả Phùng Ngọc Hân cũng tức giận. Lý Tử Nhiệm đã làm nhiều điều như vậy. Chỉ để nghe anh nói vài lời xin lỗi thôi sao? Có còn lương tâm không vậy? Anh hứa từ này trở đi, sẽ không rời xa em và con nữa. Anh! Diệp Quân Lâm mới nói được một nửa, thì đã bị Lâm Phụng Tiên cắt ngang. Được rồi, cậu đã từng nói điều này rồi. Nói cái gì mà muốn ở cùng Tử Nhiệm suốt đời, cho em ấy cả thế giới. Vậy mà lúc em ấy sinh con cậu còn không có mặt, cậu lấy cái gì mà ở bên em ấy suốt đời chứ? Sao Diệp Quân Lâm có thể không biết cho được, mất đi một năm rưỡi thì sự ghẻ lạnh càng nhiều, sự thương xót với Lý Tử Nhiệm nặng đến bao nhiêu. Những lời giải thích của anh hoàn toàn chỉ là vô ích. Tôi hoàn toàn không có ý bỏ rơi Lệ Nguyên, nếu không, tại sao tôi lại quay về? Diệp Quân Lâm hỏi. Cao Khánh Dư ngạo nghễ nhìn anh, biến mất một năm rưỡi, anh không cho cô Nguyên một lời giải thích gì hay sao? Cứ muốn cho qua như thế này thôi à, anh xem có hợp lý không? Khi Cao Khánh Dư nói điều này, thì Lý Tử Nhiệm cũng nhìn sang. Cô chỉ chờ Diệp Quân Lâm xuất hiện và cho cô một lời giải thích. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Phùng Ngọc Hân cũng tức giận nói, Diệp Quân Lâm nói mau. Một năm rưỡi này anh đã ở đâu vậy? Anh đi làm gì? Nói hết chi tiết ra đi,
cho dù thế nào thì anh cũng phải cho Từ Nhiệm và Quân Hạ một lời giải thích về chuyện này. Lý Từ Nhiệm cũng gật gật đầu, đúng, những gì Ngọc Hân nói chính là suy nghĩ của em. Cho em một lời giải thích đi. Cao Khánh Dư và Lâm Phụng Tiên nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt khôi hài. Họ muốn xem Diệp Quân Lâm sẽ bịa ra thứ vớ vấn gì đây. Cái này, Diệp Quân Lâm có chút do dự. Nói đi, chắc cậu sẽ không muốn nói là mình đi bảo vệ đất nước đấy chứ. Có thể lắm, loại người này cái gì mà nói ra không được. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Từ Nhiệm nói, đúng vậy, anh thực sự đang bảo vệ gia đình và đất nước này. Anh thực sự không còn cách nào khác cả, bởi vì đây là hành động cấp cao nhất và cần được giữ bí mật. Vì vậy anh mới không thể nói cho em biết, nhưng sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, một số người đã nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và tức giận. Em gái, thấy rồi chứ? Miệng toàn lời nói dối. Anh nói bảo vệ gia đình và đất nước, thì cậu ta còn thật sự dám nói như vậy đấy. Lâm Phụng Tiên có vẻ tức giận. Vốn dĩ tính khí anh ta rất cục cằn, giống như một con chúa quỷ mà ai ai ở kinh thành cũng sợ hãi. Điều anh ta ghét nhất là bộ dạng Diệp Quân Lâm như vậy. Ngay cả Lý Từ Nhiệm cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Em đang nói anh mau cho em một lời giải thích, chứ không phải bảo anh nói mấy lời vớ vấn để lừa y mồ. Trong ánh mắt Lý Từ Nhiệm ngập đầy nước mắt, giọng nói hơi khàn khàn. Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói, em gái, bỏ đi, chúng ta không cần cậu ta giải thích nữa. Cậu ta không có liên quan gì đến em, cũng không có liên quan gì đến đứa bé cả. Không có liên quan sao? Sao lại không có liên quan gì chứ? Đứa nhỏ là con của tôi. Diệp Quân Lâm tức giận. Tôi nói cho cậu biết, đứa nhỏ tên là Đoàn Lê Quân. Hiểu chưa, Từ Nhiệm đã hoàn toàn quên cậu rồi, em ấy coi cậu như đã chết rồi. Lúc em ấy sinh con thì cậu ở đâu chứ? Cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người ba chưa? Cậu còn chạy về đây làm gì hả? Lâm Phụng Tiên gầm lên. Diệp Quân Lâm nhà cậu, đồ cầm thú, tôi đánh chết cậu coi như xong chuyện. Kèm theo một giọng nói tức giận, tất cả người của nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều đã đến. Ngô Thị Lan định cầm gậy đánh Diệp Quân Lâm. Bà ngoại, đừng, Lý Từ Nhiệm lập tức ngăn lại. Diệp Quân Lâm, tao thực sự không biết phải nói gì với mày cả. Mày còn dám ra mặt, lại còn dám đến quấy rầy Từ Nhiệm. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên tức giận đến chết. Bây giờ Từ Nhiệm là nữ hoàng của giới kinh doanh, là con gái nuôi của ông cụ Lâm, gia tộc lớn thứ ba ở Lạc Việt này, cô ấy từ lâu đã là nơi cậu không thể trèo tới nổi. Bây giờ chạy đến nhận con gái với vợ, cậu giữ lại chút thể diện chút được không vậy? Mau cút ngay. Nhìn lại bản thân cậu đi, có khác nào một tên ti dây nạn, cậu còn xứng với Từ Nhiệm sao? Đoàn Văn Chấn và những người khác mặc sức làm nhục Diệp Quân Lâm. Lý Từ Nhiệm không cản lại. Chủ yếu là những điều Diệp Quân Lâm đã làm rất quá đáng. Cô cho rằng những gì mọi người nói là hợp lý. Nào, đưa đứa bé cho tôi. Lý Từ Nhiệm giành lấy đứa bé về. Diệp Quân Lâm, để tôi nói cho cậu biết, bây giờ, ông cụ Lâm đã đích thân sắp xếp hôn ước cho Từ Nhiệm rồi. Là người có danh tiếng cao thứ ba trong bảng xếp, Hạ Rích Hy ủa kinh thành. Cậu không còn cơ hội nào đâu. Ngô, Thị Lan cười chế nhạo. Thưa các trưởng bối, tôi chỉ có một yêu cầu là hy vọng bé Quân có thể theo họ của tôi. Cao Khánh Dư nhìn mọi người rồi cầu xin. Được, chuyện này chúng ta đã phụ trách rồi. Sau khi Từ Nhiệm được gả đi, thì bé Quân sẽ mang họ Cao. Đúng, chúng ta quyết định vậy đi. Đoàn Hồng Thái, Trịnh Nhã Uyên và những người khác đã cùng nhau đưa ra quyết định. Họ muốn thay đổi họ của con gái Diệp Quân Lâm ngay trước mặt anh. Hơn nữa, đứa trẻ lại không mang họ Diệp. Mọi người đang bàn luận sôi nổi, không để ý đến Diệp Quân Lâm đang ở một bên. Các người làm như vậy đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả, hỏi ý kiến của cậu sao? Có liên quan gì đến cậu chứ? Ba ruột của bé Quân đã mất từ lâu rồi. Cậu là ai vậy? Chúng tôi còn cần hỏi ý kiến của cậu sao? Mau cút đi. Khuôn mặt Diệp Quân Lâm lạnh lùng, gần từng tiếng một nói, đừng có ép tôi. Trên người anh tỏa ra hơi thở hung tàn đáng sợ. Trong lồng ngực của mọi người dường như đều đang bị một hòn đá lớn đè nặng, tức tối không thể nào hít thở được. Ngô Thị Lan nhìn dáng vẻ tàn bạo của Diệp Quân Lâm liền phát giận, nói, sao nào? Cậu còn muốn đánh tôi hay sao? Mọi người đều có thể cảm nhận được ý muốn giết người của Diệp Quân Lâm một cách rõ ràng. Nhưng ngay lúc này,
Lâm Phụng Tiên và Cao Khánh Dư lại thấy hơi ngẩn ngơ. Người đứng trước mặt bọn họ bây giờ giống như một bậc thầy tuyệt thế vậy. Có điều, không thể nào đâu. Bọn họ biết tất cả mọi việc liên quan đến Diệp Quân Lâm, Áo Anh có thể là một bậc thầy tuyệt thế được chứ. Trong ánh mắt của Diệp Quân Lâm có một tia sát khí khát máu xoẹt qua, ai dám thay đổi họ của con tôi thì tôi sẽ giết chết người đó. Tôi nói được làm được, cậu định làm phản đấy à? Tôi cứ phải thay đổi tên họ của Vong Quân đấy. Sau này con bé sẽ tên là Cao Vong Quân. Tôi nói đấy, chính là nhà họ Lâm chúng tôi nói đấy. Lâm Phụng Tiên đã hoàn toàn bị câu nói của Diệp Quân Lâm chọc tức, gầm lên giận dữ nói. Cậu Tiên, cậu là anh kết nghĩa của Từ Nhiệm, tất nhiên cậu có tư cách để thay đổi họ của đứa trẻ. Ngô Thị Lan và những người khác đứng bên cạnh đua nhau nịnh bợ, nói. Cậu muốn giết tôi sao? Lâm Phụng Tiên đẩy vai Diệp Quân Lâm, nói. Ngô Thị Lan và những người xung quanh rất vui sướng khi thấy cảnh tượng này. Bọn họ biết rất rõ tính tình nóng nảy và thực lực khủng bố của Lâm Phụng Tiên. Diệp Quân Lâm chọc đã chọc đến anh ta thì chỉ còn một con đường chết. Nếu như giết chết Diệp Quân Lâm thì Lý Tử Nhiệm nhất định sẽ không còn hy vọng gì nữa. Vậy thì chính anh cũng đang muốn chết đấy. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm tối sầm lại. Anh thực sự muốn động tay giết người. Cả một năm nay anh đều phải trải qua tất cả các vụ giết người. Cả người lúc nào cũng rất dễ trở nên nóng nảy và khát máu. Theo thông tục thường mà nói, cả người anh giờ như một thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa thì sẽ cháy bùng lên ngay lập tức. Thế mà cái người không có chút liên quan này lại nói muốn thay đổi họ của con gái anh. Anh có thể nhẫn nhịn được nữa sao? Lâm Phụng Tiên bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân Lâm sau đó cười lạnh nói, nào, muốn giết tôi sao? Ra tay đi! Chết đi! Diệp Quân Lâm phân nộ gầm lên đồng thời liền phát ra, một loại khí thế, bức người, anh muốn dùng một đòn đánh chết Lâm Phụng Tiên ngay bây giờ. Vậy mà vào chính thời khắc đó, Lâm Phụng Tiên lại cảm thấy có một tia hoảng sợ. Dường như anh ta thực sự sắp bị Diệp Quân Lâm đánh chết vậy. Sắc mặt của anh ta thay đổi thất thường. Diệp Quân Lâm ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc thì một giọng nói vang lên. Chí Oánh xông vào bên trong. Bà xông đến, chắn trước mặt Diệp Quân Lâm sau đó tát một bạt tai lên mặt của anh. Đứa con bất hiếu này, con còn giá trở về sao? Mẹ đang làm gì vợ úy? Mẹ phát điên rồi sao? Sắc mặt Diệp Quân Lâm tối sầm lại, ngang ngược nhìn mẹ của mình. Anh không hề trách cứ bất cứ ai. Có rất nhiều chiến sĩ cũng giống như anh, thân bất do kỷ nhưng lại không được người nhà hay bạn bè thấu hiểu. Có một số sự việc anh không thể nói ra ngoài. Và đây cũng chính là nỗi khổ tâm của tất cả mọi người. Con còn quay về đây làm gì? Từ Nhiệm đã quên con đi rồi, con bé sắp được gả cho người khác sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Con muốn trở về để phá hoại sao? Chí Oánh tức giận hét lên. Thật ra không phải bà đang của mắng Diệp Quân Lâm, mà là đang bảo vệ anh. Nếu như lúc nãy Diệp Quân Lâm ra tay đánh người thì chắc chắn Lâm Phụng Tiên cũng sẽ giết chết anh. Vì thế bà phải dùng khổ nhục kế để bảo vệ con trai của bà. Lúc nãy tát Diệp Quân Lâm một bạt tai, nỗi đau ở trên thân thể anh nhưng cũng là nỗi đau trong lòng bà. Bọn họ muốn thay đổi họ của con gái con, trừ khi con chết nếu không nhất định con không thể đồng ý được. Diệp Quân Lâm vô cùng kiên định nói. Vậy được, mẹ hỏi con, lúc Phong Quân ra đời con đang ở đâu? Lúc Lý Nguyên ôm đứa bé vừa đầy tháng đứng trước cửa lớn nhà họ Diệp thay con thực hiện quy ước thì con đang ở đâu? Con tự hỏi chính bản, tân mình chấm xem con, có tư cách để làm một người chồng và một người cha hay không? Chí Oánh hỏi. Lý Tử Nhiệm khóc đến nỗi trên mặt đều là nước mắt, thế nhưng đến một lời giải thích anh cũng không chịu nói với em Tử Nhiệm. Em theo anh về nhà họ Diệp ở Kinh Thành, anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng. Trong ánh mắt của Diệp Quân Lâm hiện ra ánh nhìn rét lạnh. Chuyện của nhà họ Diệp ở Kinh Thành không thể cứ thế mà cho qua được. Anh cũng phải cho Lý Tử Nhiệm một lời giải thích rõ ràng. Hơn nữa anh còn phải cho mẹ anh một thân phận chính thức. Ba việc này có thể giải quyết trong cùng một lúc rồi. Chỉ là lúc anh nói ra những lời này đã làm tất cả mọi người ở đây sững sờ. Đi đến Kinh Thành sao? Đi đến nhà họ Diệp sao? Thằng nhóc con này phát điên rồi hay sao? Chẳng dễ dàng gì gia tộc nhà họ Diệp ở Kinh Thành mới quên chuyện này đi, thế mà anh lại dám chủ động đi đến đó chịu đòn tìm chết. Đó là thế gia đứng đầu cả Lạc Việt đó. Đến cả ông cụ Lâm cũng phải tôn kính gia đình bọn họ.
Lý Tử Nhiệm vô cùng nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm, anh. Anh đến nhà họ Diệp để làm gì? Không phải giải thích cho em nghe sao? Liên quan gì đến gia đình nhà họ Diệp chứ? Tử Nhiệm, cho anh một cơ hội nữa được không? Nếu như anh không thể cho em một lời giải thích hoàn hảo thì tự bản thân anh sẽ rút lui. Diệp Quân Lâm nhìn cô với vẻ mặt mong chờ. Cậu là cái quái gì mà còn đòi xin một cơ hội nữa chứ? Cậu có tư cách đó sao? Câu nói này lập tức dẫn tới sự bất mãn của hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh, mọi người lạnh giọng quát. Diệp Quân Lâm không hề tiến bộ dù chỉ một chút, mỗi lần mở miệng đều là mấy câu nói đó. Tình hình đến bước này rồi mà vẫn còn không biết xấu hổ xin thêm một cơ hội sao? Ánh mắt của Trí Oánh khẽ dao động, bà sợ Diệp Quân Lâm nhất thời kích động rồi làm ra những chuyện ngu ngốc. Không được, Tử Nhiệm, con không thể tiếp tục cho nó cơ hội nào nữa. Chuyện lần này không thể nào tha thứ cho nó được, thái độ của Trí Oánh rất kiên định nhưng thực ra bà làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ Diệp Quân Lâm. Lâm Phụng Tiên nhìn Lý Tử Nhiệm rồi nói, Tử Nhiệm, nếu như em tiếp tục cho cậu ta một cơ hội nữa, để ba biết được sẽ không vui đâu. Em, Lý Tử Nhiệm bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Cao Khánh Dư lên tiếng nói, Cao Khánh Dư tôi trước giò không tranh không cướp, vừa rồi là do tôi kích động. Tôi cũng muốn giúp người khác hoàn thành được mong muốn của mình. Không sao hết, chúng ta cứ đi đến kinh thành xem cậu ta muốn giải thích thế nào. Dù gì thì thà phá bỏ 10 ngôi đền còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân. Cao Khánh Dư vừa nói lời này ra thì trong ánh mắt mỗi người ở đây đều sáng lên. Không hổ danh là quân tử. Ông cụ Lâm không hề chọn nhầm người. Nếu như Khánh Dư đã nói như vậy rồi. Vậy thì chúng tôi nghe theo ý của cậu đến thủ đô xem cậu định làm thế nào để cho Tử Nhiệm một lời giải thích. Lâm Phụng Tiên đồng ý. Việc này, cứ quyết định như vậy đi, nhưng mà tôi có một điều kiện, trước khi cậu đưa ra được một lời giải thích hợp lý thì cậu không thể gặp Tử Nhiệm và đứa trẻ. Đoàn Hồng Thái lập tức đưa ra một điều kiện. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ đón Tử Nhiệm và đứa trẻ về nhà họ Lâm ở, kể cả cậu ta có bản lĩnh phi thường thì cũng không thể vào được cửa nhà họ Lâm. Sau đó, Diệp Quân Lâm và Trí Oánh rời khỏi đó. Lý Tử Nhiệm và những người khác thì đi về phía kinh thành. Thằng bé này, con đây là muốn làm cái gì? Nhà họ Diệp không truy cứu con thì thôi, con còn muốn đến nhà họ Diệp làm gì? Trí Oánh sốt sắng đến mức là cả giọng. Diệp Quân Lâm cười nói, mẹ, con không chỉ muốn đi mà cả mẹ cũng phải đi. Mẹ đã quên đi ước mơ của bản thân rồi hay sao? Cái này... Nhắc đến ước mơ của bà tưởng chừng như chỉ là một ước muốn xa xỉ. Không thể nào thành hiện thực được. Nhất là Diệp Quân Lâm đã mất tích suốt thời gian qua, trong tay không có bất cứ thứ gì thì lấy gì để thực hiện nó chứ. Mẹ, lần này con sẽ khiến cho ước nguyện của mẹ trở thành hiện thực, mẹ chuẩn bị một chút đi rồi chúng ta cùng nhau đi lên kinh thành. Cuối cùng thì lần này anh cũng ra tay với nhà họ Diệp được rồi. Ai, mẹ cũng đành phải mặc kệ thôi. Trí Oánh quyết định rồi, nếu phải chết thì bà sẽ chết cùng với con trai của mình. Diệp Quân Lâm gọi mấy người Tây Phương triệu tập lại. Tây Phương, tôi sắp phải đi thủ đi rồi, anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh giải quyết chuyện của mình nhưng cũng muốn giải quyết chuyện của Tây Phương nữa. Tây Phương im lặng một hồi. Chuẩn bị xong rồi, tôi đến đây, nhà họ Tần. Vừa nghĩ tới Trần Chiến Thiên cùng với vị hôn phu vô tình đã phản bội anh ta. Tây Phương dường như sắp tức điên lên rồi. Anh ta đã, phải kiềm chế nhiều năm dai rồi. Vẫn luôn chờ đợi bản thân lớn mạnh hơn, lần này cơ hội đã đến rồi. Lý Tử Nhiệm và những người khác tới kinh thành trước một bước rồi vào ở tại nhà họ Lâm. Có một ông cụ uy nghiêm đang ngồi trong sảnh lớn. Ông ta chỉ ngồi yên đó thôi nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt như bị đỉnh núi đè nặng lên vậy. Lâm Hiếu Thiên. Chủ gia đình của thế gia đứng thứ ba ở Lạc Việt. Trong mắt của những người bình thường dường như ông chính là sự tồn tại của thần. Gì cơ, tên xúc sinh đó lại trở về rồi sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận nói. Ông là một người liêm khiết, cương trực công chính. Ông yêu thích phẩm chất con người của Lý Tử Nhiệm bao nhiêu thì cũng ghét bỏ hành vi vứt bỏ vợ và con gái vô liêm sỉ của Diệp Quân Lâm bấy nhiêu. Đúng, không sai. Cậu ta không những muốn phá hoại hôn sự mà ba đã định mà thậm chí còn muốn đưa đứa bé đi. Lâm Phụng Tiên nói. Lâm Hiếu Thiên trừng mắt với anh ta, cái tình khí nóng nảy của con đâu rồi? Không phải con nên trực tiếp đánh gãy chân cậu ta ra luôn sao?
Lâm Phụng Tiên cúi đầu, ba, vốn đĩ còn muốn đánh cho cậu ta tàn phế. Chỉ là Khánh Dư nói muốn xem cậu ta có thể cho Từ Nhiệm một lời giải thích như thế nào. Khánh Dư quả thực là một người quân tử, cậu ấy còn muốn hoàn thành mong muốn của người khác nữa. Hù, cái thứ không biết xấu hổ này thì có thể giải thích cái gì? Cậu ta giống y hệt ba của cậu ta năm đó, vì để đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ có rất nhiều lý do đó. Lâm Hiếu Thiên cười lạnh nói. Và lại đưa ra được lời giải thích thì cũng để làm gì? Hiện giờ cậu ta xứng với con gái của ta sao? Chỉ tính riêng thân phận, bối cảnh thôi thì cậu ta xứng với con bé ở điểm nào chứ? Lâm Hiếu Thiên nói sang chuyện khác, trừ khi cậu ta có thể trở thành cậu chủ của nhà họ Diệp thì mới có khả năng, bằng không ta quyết không đồng ý. Muốn một lần nữa có được vợ con vậy thì phải lấy bản lĩnh thật sự ra đây, không làm cho ta thấy phục thì ta tuyệt đối không đồng ý. Lý Từ Nhiệm nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Hiếu Thiên liền biết ngay là mọi việc hỏng bét rồi. Cô lại không dám làm trái ý của ông ấy. Dù sao thì Lâm Hiếu Thiên cũng là người đức cao vọng trọng nhưng lại vẫn suy nghĩ chu toàn vì cô. Nghe nói cậu ta muốn đến nhà họ Diệp sao? Lâm Hiếu Thiên hỏi. Lý Từ Nhiệm và những người khác tới kinh thành trước một bước rồi vào ở tại nhà họ Lâm. Có một ông cụ uy nghiêm đang ngồi trong sảnh lớn. Ông ta chỉ ngồi yên đó thôi nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt như bị đỉnh núi đè nặng lên vậy. Lâm Hiếu Thiên, chủ gia đình của thế gia đứng thứ ba ở Lạc Việt. Trong mắt của những người bình thường dường như ông chính là sự tồn tại của thần. Gì cơ, tên xúc sinh đó lại trở về rồi sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận nói. Ông là một người liêm khiết, cương trực công chính. Ông yêu thích phẩm chất con người của Lý Từ Nhiệm bao nhiêu thì cũng ghét bỏ hành vi vứt bỏ vợ và con gái vô liêm sỉ của Diệp Quân Lâm bấy nhiêu. Đúng, không sai, cậu ta không những muốn phá hoại hôn sự mà ba đã định mà thậm chí còn muốn đưa đứa bé đi. Lâm Phụng Tiên nói. Lâm Hiếu Thiên trừng mắt với anh ta. Cái tình khí nóng nảy của con đâu rồi? Không phải con nên trực tiếp đánh gãy chân cậu ta ra luôn sao? Lâm Phụng Tiên cúi đầu, ba, vốn đĩ con muốn đánh cho cậu ta tàn phế. Chỉ là Khánh Dư nói muốn xem cậu ta có thể cho Từ Nhiệm một lời giải thích như thế nào. Khánh Dư quả thực là một người quân tử, cậu ấy còn muốn hoàn thành mong muốn của người khác nữa. Hù, cái thứ không biết xấu hổ này thì có thể giải thích cái gì? Cậu ta giống y hệt ba của cậu ta năm đó, vì để đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ có rất nhiều lý do đó. Lâm Hiếu Thiên cười lạnh nói. Và lại đưa ra được lời giải thích thì cũng để làm gì? Hiện giờ cậu ta xứng với con gái của ta sao? Chỉ tính riêng thân phận, bối cảnh thôi thì cậu ta xứng với con bé ở điểm nào chứ? Lâm Hiếu Thiên nói sang chuyện khác, trừ khi... Cậu ta có thể trở thành cậu chủ của nhà họ Diệp thì mới có khả năng, bằng không ta quyết không đồng ý muốn một lần nữa có được vợ con vậy thì phải lấy bản lĩnh thật sự ra đây, không làm cho ta thấy phục thì ta tuyệt đối không đồng ý. Lý Từ Nhiệm nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Hiếu Thiên liền biết ngay là mọi việc hỏng bét rồi. Cô lại không dám làm trái ý của ông ấy. Dù sao thì Lâm Hiếu Thiên cũng là người đức cao vọng trọng nhưng lại vẫn suy nghĩ chu toàn vì cô. Nghe nói cậu ta muốn đến nhà họ Diệp sao? Lâm Hiếu Thiên hỏi. Đã có rất nhiều người biết đến sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm cùng với chuyện anh đến kinh thành. Sau khi Khương Di Quân biết chuyện thì vô cùng kinh ngạc. Còn sau khi Lăng Thiên Long biết được thì cũng bày ra vẻ mặt sốt sắng. Anh ta đã hoàn toàn sa sút trong hơn một năm nay, từ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng công tử liền rơi thẳng xuống vị trí thứ 17. Trong kinh thành. Tất cả mọi người đều đang sỉ nhục anh ta rằng đến cả Diệp Quân Lâm mà anh ta cũng không thể đối phó nổi. Anh ta vẫn luôn phải chịu sự nhục mạ và chỉ trích của mọi người. Năm ngoái anh đã trở thành một trò cười đáng xấu hổ rồi. Ba chữ Diệp Quân Lâm đã trở thành tính từ để miêu tả người đàn ông. Dùng ba chữ này để hình dung những người đàn ông tệ nhất, vô trách nhiệm nhất. Ở bên này, đoàn người của Diệp Quân Lâm vừa rời khỏi sân bay, trước mặt gặp phải bốn người. Bốn người bọn họ đều đeo mặt nạ, hơi thở rét lạnh khủng bố mang tới hơi thở chết chóc đến bức người. Chiến thần Tu La cùng với ba người học trò của anh là Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang. Trần Hữu Đạo. Diệp Quân Lâm cười nói. Không tồi, rất lợi hại đó. Trần Hữu Đạo rất ít nói nhưng anh ta lại đang biểu dương công lao diệt trừ Điện Huyết Vương của Diệp Quân Lâm.
Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc mẹ và vợ con của tôi, Diệp Quân Lâm, tôi nợ anh một ân tình. Diệp Quân Lâm cúi gập người thật sâu trước mặt Trần Hữu Đạo. Nếu như không có anh ta thì Lý Tử Nhiệm và người nhà anh đã thật sự gặp phải nguy hiểm tôi. Cái cúi người này đương nhiên là chấp nhận. Ánh mắt Trần Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, gật đầu rồi nói, đúng là anh nợ tôi một ân tình, vậy nên bây giờ trả luôn cho tôi đi. Mọi người đều không ngờ rằng Trần Hữu Đạo sẽ thẳng thắn như vậy. Diệp Quân Lâm ngẩn người, chả thế nào. Chấp nhận thử thách của tôi. Ánh mắt của Trần Hữu Đạo vô cùng kiên định. Những năm này anh ta vẫn luôn không phục Diệp Quân Lâm. Cảm thấy anh không lớn mạnh bằng mình. Anh ta mới xứng đáng là người được phong là chiến thần trấn quốc của Côn Luân. Vì thế không dưới 10 lần Trần Hữu Đạo muốn đến thách thức Diệp Quân Lâm. Có điều Diệp Quân Lâm không hề coi trọng công danh. Lần nào anh cũng đều từ chối lời thách thức của Trần Hữu Đạo. Dù cho bị Trần Hữu Đạo kề dao vào cổ thì anh cũng không hề đồng ý, Trần Hữu Đạo trước nay vẫn luôn không có cơ hội chứng minh bản thân anh ta mạnh hơn Diệp Quân Lâm. Nhưng lần này, cuối cùng anh ta cũng đợi được cơ hội đó rồi. Thật ra nếu như anh muốn vị trí của tôi thì tôi hoàn toàn có thể nhường cho anh vì tôi đã nợ anh một ân tình vô cùng lớn. Diệp Quân Lâm nói, không, anh nhường cho tôi sao? Anh đang xem thường Trần Hữu Đạo này đấy à? Tôi muốn dựa vào thực lực thật sự để giành lấy vị trí của anh chứ không phải dựa vào sự nhường nhịn của anh. Một câu nói đã khiến cho Trần Hữu Đạo thấy hơi nổi giận. Diệp Quân Lâm mím môi, anh hiểu sai ý của tôi rồi, ân tình này của anh dành cho tôi quá lớn lao, tôi cảm thấy chỉ bằng việc anh tiếp nhận vị trí của tôi thì vẫn chưa đủ để trả nợ cho anh. Không, tôi không yêu cầu anh phải báo đáp ân tình của tôi bằng một cách thế nào đó. Tôi chỉ muốn anh chấp nhận lời thách thức của tôi rồi sau đó hai chúng ta sẽ đánh với nhau một trận đã đời. Trần Hữu Đạo cười lạnh, nói. Ngay lúc này năm người Tây Phương và cả ba người Thất Sát đều đang thở gấp. Bọn họ cũng rất muốn biết giữa hai người bọn họ thì ai sẽ là người mạnh hơn. Bởi vì có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng về cơ bản TH hai người bọn họ là 50-50. Nên ngay cả bọn họ cũng muốn biết ai mạnh hơn. Yêu Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu nói, được, tôi chấp nhận lời thách thức của anh được, nếu như anh thua vậy thì anh phải đưa vị trí của anh cho tôi. Còn nếu như tôi thua thì cả đời này tôi sẽ nghe theo sự sai khiến của anh. Trong ánh mắt của Trần Hữu Đạo như bắn ra những tia sáng, nói bằng giọng vô cùng kiên quyết. Được, tôi đồng ý, có điều phải chờ tôi giải quyết xong chút chuyện riêng mới có thể bắt đầu trận chiến này. Diệp Quân Lâm nói. Trần Hữu Đạo gật đầu đồng ý. Phù. Mọi người đều như hít vào một ngụm khí lạnh. Trận chiến lần này là một sự việc rất trọng đại. Hai người bọn họ đều đã đặt cược tất cả những gì bản thân mình có. Phá Quân hỏi, thầy ơi, thầy nắm chắc bao nhiêu phần trăm? 50%. Sau khi Trần Hữu Đạo suy nghĩ cả nửa ngày mới đưa ra đáp án này. TXI. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy biểu cảm nặng nề như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Hữu Đạo. Và đáp án được đưa ra cũng chỉ có 50%. Trần Hữu Đạo là một người tự tin và kiêu ngạo từ tận sâu trong xương tủy. Nói như vậy có nghĩa là đến cả trời đất anh ta cũng không chịu khuất phục. Chẳng có một đối thủ lớn mạnh nào được anh ta đặt vào trong mắt. Nhưng chỉ duy nhất lúc đối diện với Diệp Quân Lâm, anh ta mới để lộ ra vẻ rụt rè. Nhưng cũng không hẳn là rụt rè mà chỉ là anh ta không nắm chắc thắng lợi 100% mà thôi. Vậy thì điều này đã làm rõ một điểm, đó chính là Diệp Quân Lâm thật sự rất mạnh. Mạnh đến nỗi đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải kiêng dè. Việc hai người chiến thần Côn Luân và chiến thần Tu La thách đấu đã lan truyền khắp Lạc Việt một cách nhanh chóng, sau đó lan rộng ra châu Á rồi tiếp tục lan ra cả thế giới. Tất cả mọi người đều biết được sắp có một trận chiến như vậy xảy ra. Đây có lẽ là trận chiến ảnh hưởng cực lớn đến toàn thế giới. Nếu như Diệp Quân Lâm thăng, chiến thần Côn Luân như hổ rình mồi, vậy thì sẽ là một đòn đả kích đối với những kẻ thù nằm trong tay chiến thần Tu La. Nhưng nếu Diệp Quân Lâm thất bại, anh sẽ phải nhường vị trí của mình cho chiến thần Tu La tiếp nhận. Vậy thì chí ít cũng là chuyện tốt đối với Đỗ Thiên Nhất và những người khác. Tuy rằng lực chiến đấu của chiến thần Tu La rất mạnh nhưng bàn về sách lược và khả năng bao quát toàn cục thì đúng là anh ta vẫn kém hơn Diệp Quân Lâm một chút. Vì thế mới nói trận chiến này là một trận chiến vô cùng quan trọng. Trời ơi,
thật đáng sợ hai vị này muốn đại chiến một trận này. Tất nhiên Diệp Thần nắm bắt được tin tức này nhanh nhất. Dù gì anh ta vẫn luôn chú ý đến từng động thái của chiến thần Côn Luân, đây có lẽ là trận quyết đấu giữa hai vị chiến thần mạnh nhất ở Lạc Việt rồi nhỉ. Chiến thần Tu La đã chờ đợi mấy năm nay chỉ vì để chứng minh bản thân anh ta mạnh hơn chiến thần Côn Luân. Diệp Thần cực kỳ mong đợi, anh ta muốn được tận mắt chứng kiến trận quyết đấu này. Ha ha, ta cũng rất mong đợi, trận chiến lần này nhất định chiến thần Côn Luân sẽ giành chiến thắng. Dù gì thì anh ta cũng người nhà họ Diệp Mai. Diệp Minh Thiên vô cùng mong đợi. Tin tức về trận chiến này vẫn còn đang thời kỳ lên men, sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Sau khi Lý Tử Nhiệm nghe được tin tức này thì vô cùng ngạc nhiên. Dù gì cô cũng đã từng gặp được chiến thần Tu La. Chiến thần Tu La thật sự khát máu tàn bạo như mọi người thường nói sao? Anh ta sẽ giống như ma vưỡng sao? Không phải như thế đâu nhỉ, năm ngoái tôi đã từng được anh ta cứu đó. Lý Tử Nhiệm thật sự không hiểu được sự đánh giá của mọi người dành cho chiến thần Tu La. Cho dù cô mới tiếp xúc với anh ta một lần nhưng cô cảm thấy vị chiến thần Tu La này cũng rất có tình người mà. Không nên như vậy chứ, nghe nói chiến thần Tu La là một người vô tình vô nghĩa chẳng khác gì người máy cả. Thế mà chuyện của con lại làm anh ta chú ý, lại còn ra mặt giúp con sao? Thật không thể tin nổi. Lâm Hiếu Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Bọn họ hiểu Trần Hữu Đạo hơn cô. Chuyện của một ngữ ơi bình thường tuyệt đối không thể được anh ta chú ý, đến. Đúng vậy, xem ra vị chiến thần Tu La này dường như cố ý bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Lâm Phụng Tiên nâng khóe môi lên. Sai khi Lý Tử Nhiệm nghe vậy thì người bỗng khựng lại, lộ ra biểu cảm không thể tin được. Không phải chứ, chẳng lẽ? Lý Tử Nhiệm đang nghĩ đến một khả năng. Có khi nào chiến thần Tu La thực sự tới để bảo vệ cô không? Dù gì nghe theo suy nghĩ của mọi người thì cho dù có người chết trước mặt anh ta thì chiến thần Tu La cũng không thèm chớp mắt. Nhưng anh ta lại ra mặt giúp đỡ cô sao? Điều này chắc chắn phải có nguyên nhân. Liệu có phải là do Diệp Quân Lâm sắp xếp không? Không thể nào, đến chiến thần Côn Luân mà chiến thần Tu La còn không phục. Thì sao anh ta lại có thể nghe lời của Diệp Quân Lâm tới đây bảo vệ cô chứ? Cho dù Diệp Quân Lâm có thân phận gì thì cũng không thể có khả năng đó được. Ở một nơi khác, mấy người Diệp Quân Lâm cùng với Tây Phương rời đi. Tây Phương muốn đi một mình đến nhà họ Tần trước. Vừa hay Diệp Quân Lâm muốn đi thăm người bạn cũ của mình, Tần Bắc Minh một chút. Tối nay trong nơi ở của ông cụ Tần Bắc Minh sẽ có rất nhiều người. Cộng thêm cả Tần Bắc Minh nữa thì có tất cả là 8 người. Nhưng mỗi người đều là những nhân vật có tiếng tăm trong y học. Cả 8 người là bát đại quốc y tiếng tăm lừng lẫy của Lạc Việt. 8 người là những người đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực y học chính. Bao gồm các chuyên gia Tây y và các bậc thầy về Trung y. Khi Diệp Quân Lâm xuất hiện thì ông cụ Tần Bắc Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Vội vàng mời Diệp Quân Lâm vào bên trong. Rồi giới thiệu thân phận của Diệp Quân Lâm với tất cả mọi người. Làm cho 7 người còn lại kinh hoàng mãi không thôi. Thế mà bọn họ lại được gặp mặt chiến thần Côn Luân. Người này là thần Châm Tiết Đinh Văn. Người này là Dược Vương Tôn Tư Duy. Tần Bắc Minh giới thiệu lần lượt giới thiệu 7 chuyên gia. Bọn họ đều là những quốc y đinh cao của Lạc Việt. 2 người mạnh nhất trong lĩnh vực Tây y và Trung Hồ. Và cũng chính là báu vật của Lạc Việt. Diệp Quân Lâm cung kính nể phục nói, vẫn bối Diệp Quân Lâm tham kiến các vị tiền bối. Không nhận được. Chúng tôi không nhận được đâu chiến thần Côn Luân à. Mọi người đều lập tức đứng dậy. Gần đây kinh thành tổ chức cuộc thi y học 4 năm một lần vì thế những ông già như chúng tôi đây mới có thể tụ tập lại đây, bằng không thì sao có cơ hội này được. Tần Bắc Minh cười nhôi cũng là giải thích lý do vì sao lại có nhiều người ở đây như vậy. Vậy thì tôi đúng là rất may mắn. Lần đầu tiên tới kinh thành đã được gặp 8 vị quốc y rồi. Diệp Quân Lâm vô cùng chân thành. Anh vẫn luôn duy trì một thái độ đặc biệt tôn trọng với những vị tiền bối này. Ngày nay người dân có thể an cư lạc nghiệp, sự phồn vinh hưng thịnh của Lạc Việt cũng đều là nhờ những cống hiến của bọn họ. Có bọn họ thật tốt. Hai bên nói rất nhiều chuyện và Diệp Quân Lâm cũng thu hoạch được khá nhiều. Dù gì anh cũng hiểu một chút về y thuật vì trước đó Cổ Phong đã từng dạy anh mọi thứ chỉ là anh không có thời gian để nghiên cứu nó mà thôi. Ở một nơi khác. Tây Phương đang đứng ở một nơi mang phong cách cổ xưa. Sắp được 10 năm rồi.
cuối cùng anh ta đã về nhà rồi. Thế nhưng ngôi nhà này đã làm tổn thương anh quá nhiều quá nhiều. Đầu tiên là chủ nhân của anh ta bị bắt đi, sau đó là người vợ chưa cưới của anh ta đã phản bội mà gả cho người anh em của anh ta. Cuối cùng còn anh ta còn bị ép phải ngồi tù thay người anh em của anh ta tận 20 năm. Từng lời nói của người vợ chưa cưới như dao cứa dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh ta. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng với cô ta, còn anh ta thì không xứng cả đời này anh ta cũng đừng mơ sẽ đuổi kịp bước chân của Tần Chiến Thiên. Anh ta không thể nào quên đi cảnh tượng Tiêu Yến, vợ chưa cưới của anh ta ngã vào vòng ôm của Tần Chiến Thiên. Cũng không thể nào quên đi cảnh tượng nhà họ Tần tống anh vào xe tù. Anh ta ngồi tù mấy năm cũng không thấy nhà họ Tần đến thăm anh ta một lần nào. Đáng lẽ người phải ngồi tù là Tần Chiến Thiên. Nhưng anh ta lại vẫn có thể ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng công tử, hơn nữa lại còn có cả người đẹp ở bên cạnh làm bạn. Răng rắc, nghĩ tới từng việc mà họ đã gây ra cho anh ta, Tây Phương nắm chặt, yết đấm làm cho một loạt âm thanh vang lên. Hôm nay, tôi đã trở về rồi, đám người hèn hạ các người cứ chờ đấy. Tần Chiến Thiên, anh không phải ác mộng của tôi sao? Vậy thì tôi tới để thách thức anh đây. Sắc mặt của Tây Phương tối sầm lại, bước nhanh về phía cổng lớn. Ầm ầm ầm, Tây Phương dùng sức gõ thật mạnh vào cổng lớn. Sau khi cổng lớn được mở ra thì có mấy người bảo vệ đi ra ngoài. Gõ cái gì mà gõ? Có biết đây là nơi nào không? Ừ, cậu chủ trở về rồi. Rất nhanh sau đó, cả nhà họ Tần đã nháo nhào hết cả lên. Tất cả ánh đèn trong nhà đều được thắp sáng. Dường như tất cả người nhà họ Tần đều đi ra ngoài. Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt Tây Phương. Ba mẹ nhu nhược mặc cho người ta xâu xé, các chú thím thừa cơ hãm hại. Và cả ông nội người đã tước đi quyền thừa kế của anh ta, Tần Long Phi. Người cuối cùng xuất hiện là Tiêu Yến và Tần Chiến Thiên. Tiêu Yến ngã vào lòng Tần Chiến Thiên, sự ân ái nói không thành lời. Sự rèn luyện trong những năm nay đã khiến cho tâm trạng của Tây, Phữ Ẩng đạt tới trình độ cao nhất. Euro có thể nói là cho dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không thể làm anh ta hoảng loạn. Nhưng nhìn thấy kẻ thù ngày trước thì Tây Phương lại không thể yên tĩnh được, nắm đấm cứ dần dần nắm chặt lại. Ừ, thực sự là anh sao? Anh có chuyện gì thế? Không phải là phải ngồi tù 20 năm sao? Bây giờ còn chưa tới 10 năm, sao anh lại trở về? Chẳng lẽ là anh vượt ngục trốn về đấy chứ? Nếu như vậy thì đúng là anh đang hại chết cả nhà họ Tần đói. Tần Long Phi và những người khác vừa nhìn thấy Tây Phương liền lo sợ anh ta vượt ngục về nhà. Tây Phương lắc đầu, không, tôi đã ra tù từ sớm rồi. Một, người trong nhà, họ Tần lập tức đi kiểm tra một chút sau đó gật đầu nói, không sai, quả thực là anh ta đã ra tù rồi. Tần Long Phi nhìn anh ta rồi cười lạnh nói. Xem ra biểu hiện của cậu ở trong tù cũng không tệ, thế mà còn chưa tới 10 năm đã được ra tù rồi. Tôi sắp quên mất người này rồi, cậu ta còn chạy tới đây làm gì thế? Chú hai của Tây Phương và cũng chính là ba của Tần Chiến Thiên, Tần Phong Lương cười lạnh, nói. Những năm nay, nhà họ Tần đều nằm trong sự khống chế của hai ba con họ. Từ lâu trong mắt ông ta đã không còn biết Tây Phương là người nào nhớ phồi. Chỉ là mới ngồi tù ra cũng thật xui xẻo. Tránh xa, bảy A đi, tôi sợ bị ấy xui xẻo. Tốt nhất là đừng bước vào cửa nhà họ Tần chúng tôi là hoàng tộc số một trong kinh thành, sao có thể xuất hiện một phạm nhân đã từng ngồi tù được chứ? Như thế không phải để người ta chê cười sao? Lạnh nhạt, người nào người nấy đều vô cùng lạnh nhạt. Anh ta là người ngồi tù thay cho Tần Chiến Thần đó. Hơn nữa còn phải ngồi tù tận 20 năm. Đám người này không những không cảm kích mà còn châm chọc anh ta nữa. Thậm chí còn muốn bảo anh ta không được bước chân vào cổng lớn nhà họ Tần. Vô cùng đáng hận. Tây Phương nhìn về phía Tiêu Yến và Tần Chiến Thiên. Còn Tần Chiến Thiên vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng đó. Dù gì anh ta cũng là công ty đứng đầu trong bảng xếp hạng, còn có người nào có thể địch lại được. Trong mắt anh ta, đến tư cách làm đối thủ của anh ta mà Tây Phương cũng không có. Còn về Tiêu Yến đang dựa vào lòng Tần Chiến Thiên thì dương lên một nụ cười chế giễu, sao hả? Ăn cơm tù mấy năm làm cho anh biến thành bộ dạng bỏ đi như vậy sao? Anh chính là một thứ đồ bỏ đi. Sự lựa chọn ban đầu của tôi là hoàn toàn chính xác. Tiêu Yến tôi phải đứng bên cạnh người đàn ông mạnh nhất.
Tây Phương bây giờ giống y hệt Diệp Quân Lâm, quần áo rách dưới, vẻ mặt suy sụp. Dù sao vừa mới trở về, bọn anh vẫn chưa kịp sửa sang lại. Dáng vẻ dân tị nạn này của anh ta rơi vào mắt người nhà họ Tần cũng chỉ có thể nhận lại được sự chế giễu. Nghe thấy lời Tiêu Yến nói, Tây Phương càng siết chặt nắm đấm hơn nữa. Cái người phụ nữ vô liêm sỉ này. Không phải, Tân Văn Anh còn trở về làm gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Tần không có chỗ cho cậu dung thân đâu. Chúng tôi sẽ không chấp nhận để một người đã từng ngồi tù như cậu bước chân vào cổng lớn đâu. Tần Phong Lương cười lạnh nói. Tần Văn chính là tên thật của Tây Phương. Tây Phương cười lạnh nói, mục đích lần này tôi trở về rất đơn giản, đó chính là đoạt lại tất cả những gì thuộc về tôi năm đó. Ánh mắt lạnh lùng của Tây Phương lướt qua từng người một trong nhà họ Tần. Ha ha ha. Nhưng tất cả người ở đó đều cười phá lên. Nhìn anh ta giống như đang nhìn một người đần độn vậy. Tần Chiến Thiên lên tiếng, đoạt lại tất cả những gì thuộc về anh sao? Là vị trí của tôi, hay vợ chưa cưới của anh, thậm chí chuyện anh ngồi tù 20 năm trời thay tôi. Anh dựa vào cái gì mà đời đoạt lại, anh có cái bản lĩnh đó không? Tần Văn, 8 năm trước anh chỉ là một con bò sát nằm dưới đất, đã ngồi nửa năm trong tù rồi, vậy mà giờ vẫn còn muốn hóa rồng à? Chiến Thiên vẫn luôn là cơn ác mộng của anh, là sự tồn tại mà anh sợ hãi nhất, tà gọn núi cao mà anh không giờ có thể vượt qua. Mặc kệ anh có cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không cách nào chiến thắng được anh ấy đâu, điều này, so với kẻ khác thì anh càng phải hiểu rõ hơn chứ. 8 năm trôi qua, Chiến Thiên đã mạnh hơn rất nhiều. Anh ngồi trong tù bằng ấy năm, liệu có còn cơ hội không? Lấy lại mọi thứ thuộc về anh, tôi nói cho anh biết. Người xứng với Tiêu Yến tôi đây chỉ có thể là kẻ mạnh nhất, Chiến Thiên, chứ không phải kẻ tội nhân như anh. Từng câu của Tiêu Yến đều sắc như dao, ghim thẳng lên trái tim của Tây Phương. Đầu do mắt anh lúc ấy bị mù, mới nhìn lầm người phụ nữ này. Còn tưởng cô ta sẽ là người đi cùng mình cả đời. Tân Văn, mày đúng là tạo phản rồi. Tao nói cho mày biết, mày không có tư cách bước vào. Cánh cổng nhà họ Tần này nửa bước đâu. Tần Phong Lương thực sự muốn đuổi Tây Phương ra khỏi cửa. Ý của ông thế nào? Tây Phương nhìn về phía ông nội mình là Tần Long Phi. Tần Long Phi lập tức nổi giận, đúng, vì để bảo đảm cho danh dự của nhà họ Tần ta, cậu không được phép đến gần nhà họ Tần nữa. Tôi có thể cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu sống đến hết đời. Cậu mau chóng mà rời khỏi kinh thành đi. Tây Phương cười đến thảm thương, quay ra nhìn về phía ba mẹ mình, ý của ba mẹ thì sao? Chúng ta. Hai người ấp úng, cả buổi cũng chẳng nói ra được một câu. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi, bọn họ không làm chủ việc này được. Cậu đi ngay đi, từ nay trở về sau cậu không còn là người của nhà họ Tần này nữa. Tần Long Phi tuyên bố ra quyết định của mình. Lòng anh ta lập tức nguội lạnh. Người trong nhà đối xử với anh ta lạnh lùng như vậy. Nhưng quan trọng là anh ta không có làm gì sai cả. Đã vậy lại còn phải thay Tần Chiến Thiên ngồi tù 20 năm. Cuối cùng đổi lại đứa é cái thái độ này. Được, sự việc đã đến nước này phồi gơ đấy. Tôi cũng đã hiểu rõ rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại nhà họ Tần, đến lúc đó, tôi sẽ dẫm nát Tần Chiến Thiên dưới chân mình, khiến cho toàn bộ nhà họ Tần các người phải quỳ rạp xuống dưới chân tôi. Tây Phương nói xong thì lập tức quay người rời đi. Bên tai anh ta còn truyền đến tiếng chửi rủa của mấy người nhà họ Tần. Cùng với những âm thanh hết mực mỉa mai, chào phúng. Cứ coi anh ta là tên điên rồ bại não đi. Vì mục đích thật sự mà Tây Phương đi tới nhà họ Tần tối nay, chủ yếu là để xem qua thái độ của người trong nhà đối với anh ta. Nếu như tốt, nếu như bọn họ biết cảm kích, vui vẻ chào đón Anhita. Thì vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết trong hòa bình. Ngược lại, anh, ta sẽ lựa chọn sử dụng thủ đoạn cứng dần. Đây chính là lý do mà anh ta không để cho Diệp Quân Lâm đi cùng mình. Dù sao nếu Diệp Quân Lâm tới, anh chắc chắn sẽ trực tiếp khai đao với nhà họ Tần. Cho nên Tây Phương mới muốn tới trước, xem thử thái độ của mấy người nhà này. Song cũng chỉ là thất vọng. Thất vọng vô cùng. Chẳng những không có bất kỳ ai cảm kích, mà còn mỉa mai Tây Phương, thậm chí còn không cho phép anh ta bước vào cửa nhà họ Tần nửa bước. Tần Chiến Thiên cù ở với người vợ chưa cưới Tiêu Yến đều muốn làm nhục anh ta. Ông nội và chú của anh ta thì không cho phép anh ta vào cửa ồ ngay đến ba mẹ cũng yếu đuối, thờ ơ đứng ngoài quan sát.
Đã như vậy thì anh ta cũng chẳng còn gì mà phải băn khoăn nữa. Ngày mai, anh ra sẽ đến đánh nhà họ Tần một trận long trời lở đất. Đêm hôm đó, Diệp Quân Lâm cùng với mấy người Tần Bắc Sơn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thành tựu của 8 nhà y học trong lĩnh vực y khoa này thật sự là không có gì sánh được. Cho đến nay, 8 người này còn chưa từng gặp được căn bệnh nan y nào có thể làm khó được bọn họ. Khi nhắc tới Cổ Phương, Thần Châm cùng với Dược Vương vậy mà đều biết anh ta. Cổ Phong dù gì cũng là người trong gia tộc có truyền thống làm nghề y, đến từ môn phái y học cổ, đều là chung một nguồn gốc với bọn họ. Ai mà nói y thuật cổ đại từ thời Lạc Việt của tôi đã bị thất truyền thì đó là do bọn họ ngu dốt. Hoặc là nói trình độ của bọn họ căn bản sẽ không bao giờ được tiếp xúc đến mấy cái y thuật cổ này. Thần Châm Tiết Đỉnh Văn cười lạnh nói. Lời này vậy mà cũng không sai. Rất nhiều người khi không tiếp xúc được đến một số sự vật, thì sẽ khẳng định là sự vật đó không tồn tại. Nhưng sự thật chỉ là do bọn họ không biết mà thôi. Chiến thần, về xa ư nếu ngài có bất cứ phiền toái gì, hãy cứ tìm chúng tôi. Mấy người bọn họ cười nói. Sau khi họ tản đi rồi, Diệp Hạo Thiên mới họp lại với Tây Phương. Đại ca, tôi quyết định rồi, ngày mai chúng ta phải san bằng nhà họ Tần. Được, tôi ủng hộ anh, mãi mãi sẽ luôn đứng về phía anh. Diệp Quân Lâm vỗ nhẹ lên bờ vai của anh ta. Hôm sau, bên trong tòa dinh thự của nhà họ Tần, mọi người đang cùng nhau dùng bữa tại phòng ăn. Mỗi người trong khi ăn đều phải giữ im lặng. Bởi vì nhà họ Tần có một chế độ vô cùng nghiêm khắc, dù sao thì bọn họ cũng là gia tộc đứng đầu chỉ xếp sau hoàng gia, trước mắt đang phát động để tấn công các gia tộc lớn khác. Có lẽ, không lâu nữa, nhà họ Tần đã có thể tăng cấp lên hàng ngũ gia tộc giàu có. Ông nội, ông nghĩ tên nhóc Tần Văn kia có dám đến đây hay không? Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy chính là Trần Chiến Thiên. Còn những kẻ khác thì không nói lấy một câu, thật ra là cũng không dám nói gì. Có thể là Tần Chiến Thiên không giống với bọn họ, anh ta thực sự có cái tư cách này. Con cảm thấy có khả năng ấy sao? Chẳng qua chỉ là mồm miệng nhanh nhỏ mà thôi. Tần Long Phi khịt mũi kinh thường. Tiêu Yến cũng cười cười mà nói, Chiến Thiên, anh ngồi đây mà quan tâm đến cái thứ phế vật đó làm gì? Cho dù là có cho anh ta thêm 100 năm nữa, thì anh ta cũng chẳng bằng được 1/10 của anh. Tiêu Yến sinh ra đã có được ngoại hình cùng với dáng vẻ xinh đẹp. Chỉ cần một cái liếc mắt, cũng có thể khiến cho đàn ông thèm thuồng đến rớt cả nước miếng. Khương Di Quân chính là người phụ nữ đẹp nhất kinh thành. Và cực kỳ thích những kẻ mạnh mẽ. Ban đầu, Tây Phương đã ngồi vững trên cái ghế người thừa kế rồi, cho nên cô ta mới qua lại với anh ta. Sau khi Tây Phương bị mất đi quyền thừa kế này, cô ta lập tức quay sang vùi đầu vào ngực Tần Chiến Thiên. Nghe đồn Tiêu Yến cũng đã từng giao du với không ít thể loại đàn ông. Chẳng qua là do Tần Chiến Thiên vẫn chưa từ bỏ được cô ta, như vậy cũng đủ nói lên rằng người phụ nữ này nhất định phải có thủ đoạn có thể trói chặt trái tim của anh ta. Tần Chiến Thiên tỏ ra kiêu ngạo, Tần Văn đến tư cách trở thành đối thủ của anh cũng không có, anh việc gì mà phải quan tâm đến anh ta. Chỉ là anh sợ anh ta lại làm ra chuyện gì mất mất, khiến cho nhà họ Tần phải hổ thẹn thôi. Không cần phải quan tâm đến anh ta. Dù sao thì anh ta cũng tuyệt đối không dám tới nhà họ Tần gây chuyện đâu. Còn muốn san bằng nhà họ Tần ư, đúng là nằm mo. Dầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng quát, Tần Chiến Thiên mau đi ra đây nộp mạng. Âm thanh vang vọng len lỏi vào từng góc khuất trong dinh thự của nhà họ Tần. Hình hình gì vậy cứ? Thằng nhóc này thật sự đã đến rồi à? Đám người Tần Long Phi đáng áp cơm cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đúng là muốn chết, con nhất định phải đi giết hắn. Tần Chiến Thiên lập tức đứng dậy. Những người khác thấy vậy thì cũng nhao nhao đứng dậy theo. Rất nhanh sau đó, người trong nhà họ Tần đều đã tụ tập hết ở cửa lớn. Bên ngoài kia, ngoại trừ Tây Phương ra thì vẫn còn 5 người nữa. Bề ngoài đều chẳng khác Tây Phương là bao, giống hệt như một đám dân tị nạn đang chạy trốn. Thế nào, còn tìm thêm cả trợ thủ à? Chỉ bằng 6 người mà cũng đảm đòi lật tung nhà họ Tần lên sao? Nếu đã tìm người, giúp đỡ thì cũng nên tìm người nào lợi hại một chút chứ. Nguyên một đám này nhìn qua chẳng khác gì dân tị nạn. Tiêu Yến lạnh lùng cười nói. Tây Phương cũng nở nụ cười. Tiêu Yến, cô cũng thật không tốt, tầm nhìn quá hạn hẹp,
cô vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng được, những người đang đứng ở đây là ai đâu. Tây Phương lại lướt qua một lượt từng khuôn mặt của những người trong nhà họ Tần. Tôi cho các người một cơ hội nữa, chỉ cần các người quỳ gối xuống trước mặt tôi, tự sám hối vì những điều ác độc mà các người đã làm, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Bằng không, thì hôm nay tôi sẽ san bằng nhà họ Tần. Ha ha ha! Người nhà họ, Tần nghe xong thì đều lập tức bật cười. Nhưng trong mắt Tây Phương thì bọn họ chẳng khác gì một lũ đần độn. Câm miệng, mày vừa nói cái gì đó? Ba mẹ của Tây Phương quát lớn. Mày còn muốn san bằng toàn bộ nhà họ Tần, đến cửa ải của Tần Chiến Thiên mà mày còn không vượt qua được. Tần Chiến Thiên cười cười nói, Tần Văn, anh vẫn không tự rút ra được bài học gì à? 8 năm trước, bất kể thế nào thì anh cũng không vượt qua nổi bước chân của tôi. Tôi là nỗi sợ của anh, cũng là ác mộng của anh. Hiện tại tôi càng ngày càng mạnh, nếu như dựa vào bảng xếp hạng Lạc Việt, thì tôi ít nhất cũng phải xếp thứ 20. Anh dựa vào cái gì mà đòi đấu với tôi? Lời này vừa nói ra, Tây Phương thoáng chốc run rẩy. Tần Chiến Thiên vẫn luôn là nỗi sợ trong lòng anh ta. Không, tôi muốn đánh bại anh. Tôi muốn chứng minh rằng, so với anh thì tôi còn mạnh hơn nhiều. Ha ha ha. Giặt một lũ sâu mọt, để tôi cho mấy người biết chênh lệch thật sự là như thế nào. Tần Chiến Thiên chẳng thèm ngó tới bọn họ. Chiến Thiên mau mau ra tay đi, để bọn phế vật này sống thoi thóp dưới chân anh hơi lâu rồi đấy. Tiêu Yến sốt ruột kêu lên. Trên bảng xếp hạng của Kinh Thành, bọn họ đã ngồi ở vị trí thứ nhất được 8 năm rồi, không kẻ nào có thể lay chuyển được. 8 năm ở trong ngục, khả năng võ thuật của anh ta không hề giảm đi một khắc nào. So với 8 năm trước, anh ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôm nay, anh ta mới là kẻ mạnh mà không ai có thể chạm đến. Là một tồn tại mà không kẻ nào có thể sánh bằng. Nhưng trong mắt đám người nhà họ Tần này, Tây Phương lại chỉ là một cái xác. Nếu đã muốn chết, thì để tôi giúp anh. Tần Chiến Thiên bước lên một bước, lập tức tiến đến được trước mặt Tây Phương. Một chiêu, Tần Chiến Thiên muốn dùng một chiêu duy nhất, giết chết Tây Phương. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt anh ta đã biến đổi. Bởi vì Tây Phương lại có thể tránh được chiêu này. Toàn bộ những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Kế tiếp, hai người bọn họ lao vào giao chiến. Đám người nhà họ Tần ban đầu thì hết sức cao ngạo, nhưng ngay sau đó là kinh ngạc, rồi lại đến sợ hãi. Sau khi giao chiến được khoảng 100 chiêu, rầm, đột nhiên có một người đã bị đánh bay, trong khi đó, người kia còn phi thân từ trên xuống, đứng giữa không trung mà nên thêm một cú thật mạnh lên kẻ đối diện. Am, cuối cùng, người nọ nặng nề mà rơi xuống mặt đất, nên gạch xanh phía dưới cũng vì thế mà xuất hiện từng vết nứt vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên đó. Toàn bộ người nhà họ Tần đều trợn tròn mắt. Bởi vì kẻ nằm ở trên mặt đất lúc bấy giờ lại là Tần Chiến Thiên. Cả người anh ta toàn là máu, xương cốt đã gãy nát mất không ít, cơ thể co quắp lại thành một cục. Trong đôi mắt của anh ta chỉ có tràn đầy kinh hãi. Chấn động, quá mức chấn động, chẳng ai có thể ngờ được rằng Tây Phương sẽ trở nên mạnh mẽ đến nhường này. Đến Tần Chiến Thiên cũng không còn là đối thủ của anh ta nữa. Ồ, Tần Long Phi trợn tròn mắt. Tần Phong Lương trợn tròn mắt. Tiêu Yến cũng phải trợn tròn mắt. Làm sao mà anh ta có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không phải là ngồi trong tù tận 8 năm sao? Tần Chiến Thiên từ lâu đã không còn là nỗi sợ của tôi nữa rồi. Năm đó, tôi ngây thơ tin rằng anh ta chắc chắn là kẻ mạnh nhất mà tôi có thể gặp. Nhưng sau khi bị đẩy vào chiến trường, tôi mới phát hiện. Thì ra là do tầm mắt tôi hạn hẹp thôi. Tây Phương cười to, nói. Chiến trường, không phải là trong ngục giam ư? Tiêu Yến kinh ngạc hỏi. Trời không diệt đường cùng của ai bao giờ, trong thời gian ở trong tù, tôi đã được lựa chọn đến đội chiến đấu đặc biệt. Thân phận của tôi hiện giờ chắc chắn các kỳ người đều đã từng nghe qua, là Chiến Vương Tây Phương. Hả? Cái gì? Chiến Vương Tây Phương? Sắc mặt của toàn bộ người nhà họ Tần đều biến đổi. Mà đứng trước mặt các người đây, vị này chính là đại ca của tôi, Chiến Thần Côn Luân, cùng với những anh em của tôi, Kỳ Lân. Sau khi Tây Phương lần lượt giới thiệu thân phận của từng người một, người nhà họ Tần từ trên xuống dưới đều phải trợn tròn mắt. Khục khục, Tiêu Yến lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tây Phương, nắm lấy chân anh ta mà khóc thút thít, nói, Tần Văn. Là em Sayer Hát cầu xin anh hãy tha thứ cho em một lần. Những năm này,
em kỳ thực chỉ đặt trái tim ở nơi anh, chỉ cần anh đồng ý, chúng ta sẽ quay về như lúc xưa, e ý nguyện ý ở lại bên anh cả đời. Tần Văn, là ba mẹ sai, chúng ta không nên thờ ơ như vậy. Tần Văn, là lỗi của ông nội, ông sẽ đem quyền thừa kế giao lại cho con, là do ông hồ đồ. Chú hai cũng sai rồi, chú không nên đối xử với cháu như vậy. Đối mặt với quyền thế áp đảo cùng với thực lực tàng của Tây Phương, thái độ của người nhà họ Tần lập tức thay đổi. Mỗi người đều nói là mình làm sai rồi. Bộ dạng kiểu này, Diệp Quân Lâm đã nhìn nhiều đến phát ngán, anh cùng những người khác đều lần lượt rời khỏi nhà họ Tần, để cho Tây Phương tự mình xử lý. Hôm nay, kinh thành bùng nổ một tin tức quan trọng. Cái người nhà họ Tần từng thay thế em trai đi ngồi tù, Tân Văn, giờ đã quay lại san bằng nhà họ Tân. Cùng với đó còn đánh bại cả người đứng đầu bảng xếp hạng, Tần Chiến Thiên. Giải quyết xong xuôi chuyện của Tây Phương. Giờ thì đến chuyện của mình. Nhà họ Diệp, các người đã chuẩn bị xong chưa? Trong đôi mắt của Diệp Quân Lâm hiện lên từng vệt lạnh lẽo. Đúng rồi, Kỳ Lân, vật mà tôi bảo cậu chuẩn bị đâu rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Khởi bẩm chiến thần, vật đó đang trên đường vận chuyển tới đây, rất nhanh thôi có thể đến được kinh thành. Kỳ Lân trả lời. Diệp Quân Lâm đang định tiến hành bước kế tiếp, thì lại nhận được một cú điện thoại. Là số của Tiêu Thẩm. Alo, Tiêu Thẩm, sao mà em biết được số điện thoại mới của anh? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Em thông qua ông cụ Tần nên mới biết. Sau khi Tiêu Thẩm đến kinh thành, đúng có liên hệ không ít với Tần lão gia. Tiêu Thẩm, em làm sao vậy? Anh rể, anh có thể tới đây đón em không? Em gặp phải chuyện phiền phức rồi. Anh rể, trước tiên em gác máy đã, anh nhớ đến tìm em. Giọng điệu của Tiêu Thẩm có chút sốt ruột. Sắc mặt của Diệp Quân Lâm lập tức trở nên lạnh lẽo, Bắc Phương, mau xác định vị trí của Tiêu Thẩm giúp tôi. Bắc Phương đã ra tay, rất nhanh sẽ tìm ra được vị trí của Tiêu Thẩm. Ở Sơn Trang Hoàng Triều, là nơi mà các kẻ quyền quý trong kinh thành thường xuyên ra vào. Đêm nay, Sơn Trang Hoàng Triều đã bị một cậu chủ giàu có bao trọn rồi. Trở thành nơi mà các cô chủ, cậu chủ giàu có nhất tụ hội. Ngoài cổng, có đến mấy chục, e ức xe hạng sang đỗ lại, tổng giá trị cũng phải lên đến 7.000 tỷ. Những thứ xe sang, siêu xe tốc độ, phiên bản giới hạn gì đó đều không thiếu. Bởi vì đêm nay, người khởi xướng cuộc tụ hội chính là cậu hai của gia tộc đệ nhị ở Lạc Việt, nhà họ Long, Long Cuồng Đồ. Tham gia cuộc tụ hội này đều là các đại thiếu gia, đại tiểu thư của các danh gia vọng tộc, đều là những người có thân phận cao quý. Ngay cả Cao Khánh Dư cũng được mời đến tham dự. Dù sao thì cũng phải nể mặt đại thiếu gia nhà người ta chứ. Mà chủ đề thảo luận của mọi người hôm nay đương nhiên là chuyện của nhà họ Tần. Thật không ngờ là người đứng đầu bảng xếp hạng lại có thể bị đánh bại. Tần Văn đã ngồi trong tù 8 năm rồi đó. Bảng xếp hạng của kinh thành bây giờ thật sự là loạn rồi, người đứng đầu thì bị đánh bại, người thứ hai bây giờ thì đang phát điên. Hiện tại phải dựa vào cậu Dư đây rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cao Khánh Dư cười cười, mọi người đều biết mà, tôi cũng không quan tâm lắm đến mấy cái công danh đó, đứng thứ mấy cũng có gì khác nhau đâu. Tôi cảm thấy kinh thành gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lớn đúng không? Đầu tiên là chiến thần Côn Luân cùng với chiến thần Tu La đại chiến ở kinh thành, sau đó là Tần Văn san bằng nhà họ Tần, còn có tên Diệp Quân Lâm đấy. Có người nói anh ta muốn đến nhà họ Diệp. Có người nói như vậy. Đúng thật. Dạo gần đây xảy ra không ít chuyện, nhưng Diệp Quân Lâm có thể gọi là việc lớn sao? Chỉ là một kẻ nhu nhược, nhát gan mà thôi, không đáng để chúng ta bận tâm. Cao Khánh Dư nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại dường như hiện lên vẻ lạnh lão. Cậu đồ đến rồi, tất cả mọi người yên lặng nào. Sau khi một thanh niên cao lớn xuất hiện giữa sân khấu, không khí lập tức yên tĩnh lại. Anh ta chính là Long Cuồng Đồ. Là cậu cả của nhà họ Long. Ngự trị phía trên bảng xếp hạng. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái, những kẻ quyền quý ở kinh thành đều không quen biết cô ấy, chỉ có riêng Diệp Quân Lâm là nhận ra được. Chính là Tiêu Thẩm. Long Cuồng Đồ quay về phía mọi người, cười cười nói, ngày hôm nay, tôi mời mọi người đến đây tụ hội, là vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, để mọi người thảo luận một chút về chuyện thất bại gần nhất của Tần Chiến Thiên, và thứ hai, tôi muốn tuyên bố với mọi người một quyết định. Tất cả mọi người đều nhìn Long Cuồng Đồ đầy mong chờ. Cao Khánh Dư hỏi,
cậu Đồ chẳng lẽ là có chuyện vui gì sao? Cao Khánh Dư phát hiện được Tiêu Thẩm đứng bên cạnh anh ta, cho nên lập tức đoán ra được một chút. Phải, Khánh Dư nói không sai. Việc này đối với tôi mà nói chính là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Long Cuồng Đồ liếc nhìn sang Tiêu Thẩm đứng bên cạnh, nói, tôi quyết định, tôi sẽ cưới cô Tiêu Thẩm đây về nhà. À, cậu Đồ không phải là đã lấy vợ sinh con rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn muốn cưới? Có người theo bản năng mở miệng nói. Con của Long Cuồng Đồ bây giờ đã biết đi rồi, đây là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa, nhà quyền quý cưới vợ đều rất khắt khe. Long Cuồng Đồ cười cười, lần này là lấy vợ lẽ, tôi muốn cưới Tiêu Thẩm về làm vợ lẽ. Xì, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Mặc dù tất cả những người có mặt đều xuất thân trong gia tộc cực lớn, nhưng tam thê tứ thiếp đã là khái niệm cũ rồi. Bây giờ đến cả người trong hoàng tộc cũng không ai lấy vợ lẽ. Hồng nhan chi kỷ thì có thể có, nhưng danh chính ngôn thuận thì tuyệt đối chỉ có một. Sẽ không cho vợ lẽ một danh phận như vậy. Ngay cả Diệp Minh Thiên cũng không thể. Nhưng không ai dám có ý kiến phản đối. Đây là một cậu ấm nhà quyền thết hơn nữa Long Cuồng Đồ còn ăn chơi trác táng đến cực độ. Được mệnh danh là ăn chơi trác táng đệ nhất kinh thành, một tay sát gái chính hiệu. Bao năm qua không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái.